Xin chào bạn các thính giả thân mến. Ngày hôm nay Phim Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Tôi, 25 tuổi, đang làm chức giám đốc ở công ty xe ô tô của bố tôi. 25 tuổi, sở hữu về ngoài điển trai, tài ăn nói có duyên, gia cảnh lại giàu có, nên xung quanh tôi cũng không thiếu gì các em chân dài xanh đẹp. Nhưng mà đối với tôi, tán cái xong là phải ăn được, ăn được thì phải bỏ. Tình yêu chẳng là gì đối với tôi cả. Thế cho nên đã 25 tuổi rồi, mà tôi vẫn chưa biết yêu thật lòng là như thế nào. Tôi suốt ngày rung răng rung rẻ. Sáng làm việc, tối đi ba hay đi với gái. Cho đến một ngày tai họa ở xuống đầu của tôi. Alo bố à, có chuyện gì vậy chứ? Dạ vâng, con biết rồi. Con sẽ trở về ngay ạ. Tôi lái quay con xe Camry đen đến công ty. Nghe giọng của bố lạ lắm, Chắc là có chuyện chẳng lành rồi Ngồi đi con trai Đột nhiên tôi cảm thấy có một chút hơi trột dạ Có chuyện gì với bố Chồng bố có vẻ lạ quá Con năm nay 25 tuổi rồi có đúng không Dạ vâng ạ Nhưng có chuyện gì sao Cũng đã đến lúc lấy vợ rồi đó Con trai ạ Cái gì Bố vừa nói gì chứ Lấy vợ gì chứ Con vẫn còn chưa có ý trung nhân mà Và lại con còn phải đi làm bận bịu lắm Chuyện này thì cứ để từ từ đi bố ạ Đi làm và đám cưới là hai chuyện khác nhau. Bố cũng đã tìm được người ưng ý dành cho con rồi. Bố tin con sẽ thích con bé. Ấy. Bây giờ đã là thời đại nào rồi mà còn có chuyện này nữa hả bố? Con muốn tự tìm người mình yêu. Con không thích sự sắp đặt đâu bố à? Con không thích lấy người mà con không yêu. Nhưng nếu như vụ việc này thành công, sẽ rất là có lợi cho công ty của nhà chúng ta đó. Cười nói về thì cũng đâu có gì là khó khăn cho con cơ chứ. Thích thì ở luôn với nhau. Còn không thì cứ cưới, nhưng muốn làm gì thì làm, vài năm sau thì ly dị. Nhưng mà bố chắc chắn con sẽ không trụ nổi với cô bé đó đâu. Con sẽ bắt bố cưới ngay cho. Cô bé rất là dễ thương và thú vị nữa đó. Bố chẳng lẽ lại đánh giá con thấp như thế hay sao? Nếu như có lợi cho nhà ta thì cũng được. Còn như trong list của con lại có thêm một em rau sạch xinh xắn đi. Tốt. Cô bé tên là My, Dương Ngọc My, 18 tuổi. Đây là ảnh của con bé Tôi cầm tấm ảnh ở trong tay Miệng cười khẩy Không biết ông già yêu dấu của tôi Lại giờ cho gì mới nữa đây Bây giờ lại bảo tôi Lấy một con bé 18 tuổi Bắt mũi chưa sạch sao Ở trong ảnh là một cô gái rất xinh xắn Sở hữu nụ cười trong sáng mái tóc nối dài đến tận hông Nhìn tấm ảnh này Tôi cũng cảm thấy rất là hài lòng Cô em xinh như thế này Thì cũng tạm chấp nhận phòng cho gái danh hiệu vợ. Để em này ở nhà cơm nước. Mỗi tối phục vụ tôi thì cũng hay làm đi. Sao hả? Động lòng rồi hả con trai? Ok, nếu như sinh như thế này thì con sẽ đạt. Còn việc có yêu hay không thì không sao cả. Bố cũng đã tính rồi. Bố sẽ cho con và con bé sống như vợ chồng trong vòng 6 tháng để tìm hiểu nhau. Từ từ rồi cũng sẽ yêu thôi. Con bé sinh như thế cơ mà. Sống như vợ chồng bố không sợ con sẽ làm gì cô ấy hay sao cơ chứ con trai à ta lại mong con có thể làm gì con bé đó đó thế thì con sẽ phải cưới con bé ngay và lại có cháu để cho ta bế <laughs> bố đúng là giỏi tính đủ đường cả đi ta là bố của con cơ mà nó là gừng già càng cay đó nhưng cô ta là con gái nhà ai mà lại quyền lực như vậy cơ chứ bây giờ đang ở đâu thế cô bé là con của bác tiến bạn thân của ta bây giờ đang là chủ tịch tập đoàn ô tô ở canada ngày mai nó sẽ bay sang đây ok vậy thì vấn đề đã giải quyết xong thế có gì nữa không bố nếu không có thì con đi đây ngày mai con với bố sẽ đi đến đó để đón nó đó nhớ chín giờ sáng mai ta sẽ bảo trợ lý của ta sang đón con tôi không trả lời bố mà bước nhanh đi ra khỏi cửa tôi còn đang vội bởi vì em lan người mẫu mới nổi một em rau khá nuột mà tôi đã nuôi cầm một tuần nay. Bây giờ đã đến lúc để thu hoạch rồi. Cả đêm tôi ngây ngất ở khách sạn. Đến tận 4 giờ sáng mới bảo về nhà và ngủ tiếp. Chiều mới ngủ được 4 tiếng, thì tiếng bà quản gia đã nhẹ nhàng bay đến bên tay. Dựng đứng tôi dậy, để chuẩn bị cho cuộc hẹn với bố của tôi. À, tôi có nói với các bạn, tôi là cậu chủ của một căn biệt thự lớn ở trung tâm Sài Gòn chơi nhỉ do tôi làm việc rất tốt và nghiêm chỉnh nên bố tôi không can dự đến đời sống riêng tư của tôi ông ấy còn cấp cho tôi một căn biệt thự lớn và một tấm sắp giá trị cho tôi tiêu xài đó cũng chính là lý do tại sao tôi lại chơi với liều lồng như thế với tình yêu có tiền thì có tất cả kể cả tình yêu nên trong suy nghĩ của tôi chữ tình phải đi chung với chữ tiền còn chuyện tôi sắp có một bà vợ tương lai 18 tám tuổi thì cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy đến cuộc sống thường nhật của tôi. Tôi cá là cô bé kia cũng chẳng hứng thú gì với chuyện phải làm vợ của một tên mà chưa gặp nhau một lần nào cả. Sau 15 phút trong nhà tắm, tôi cũng đã chuẩn bị xong. Tôi bước xuống lầu trong những ánh mắt hâm mộ của các cô hầu gái trong nhà. Đây cũng chỉ là chuyện thường, giống như ở phường. Ai bảo tôi quá mức đẹp trai làm gì cơ chứ? Trợ lý nam đã đến chưa hả bà hay? dạ rồi ạ cậu ấy còn đang đợi ngoài sân thưa cậu chủ được tôi biết rồi tôi vằn tay trình lại trang phục của mình đến sân bay nên cũng không cần phải nghiêm nghị giống như đi làm chỉ cần một chiếc quần trên thụ áo sơ mi bụi và đôi thể thao kiểu hip hop mái tóc bồng bềnh hàng ngày hôm nay dựng đứng cả lên với tay lấy cái cánh mắt tôi liền tiến tới chỗ xe trở lên nam đi thôi tôi thật sự dám chắc Tôi mà như thế này Thì đồ em nào dám bảo tôi đã 25 tuổi Trong tôi chỉ tầm 20 tuổi thôi Bởi vậy đã bảo Tôi rất là điềm trai rồi mà lại Ngày hôm nay Sân bay cũng không đông mấy Cũng may vì tôi ghét cảnh đông người chen chúc với nhau Đám bạn tôi Ai cũng bảo rằng tôi mắc bệnh công tử Điều đó cũng phải thôi Một người sống trong tơ luận như tôi Từ nhỏ như thế này Thì tất nhiên là phải như thế Trong cuộc đời của tôi Tôi ghét nhất là dơ bẩn và đông đúc. Tôi thấy việc đứng đón người thân như thế này, thật là nhằm hết chỗ nói. Đã bay về tới đây rồi, thì đến thằng nhà cho tôi nhanh hơn, lại còn bày vẽ đưa với chẳng đón. Đợi gần 30 phút, thì nhân vật chính cũng chịu chui ra. Tôi cũng không chú ý tới họ lắm. Chỉ có điều khiến tôi chăm chú nhìn là cô bé cắn mắt vợ tương lai của tôi. Trông con bé ở bên ngoài còn hấp dẫn hơn cả trong ảnh. Nhìn cô bé, tôi lại thấy lưỡng lự với ý định. Nhốt vợ bé bỏng ở nhà chỉ cầm nước phục vụ tôi. Một cô gái với mái tóc dài uốn xoăn nhẹ, được nhuộm đỏ với một vài sợi màu bạch kim. Đôi chân dài nổi bật trong chiếc đầm ngắn ngang gối. Chiếc áo văn mỏng khoác hờ, để lộ ra phần ngực trăng ngõn khuôn mặt thoàn dài với đôi môi đỏ mọng và chiếc mũi nhỏ nhắn. Trông cô bé thật sự rất đẹp, đẹp hơn tất cả các em mà tôi đã từng quen. 30 phút chờ đợi tôi bỏ ra Đúng là không uổng phí mà Hello Sơn Lâu quá rồi không gặp mày Ừ mừng mày về Khỏe chứ người anh em Vẫn còn tốt còn mày thì sao Các bác U50 có vẻ rất vui mừng thích thú Còn cô vợ bé nhỏ của tôi Trông khó gần hơn Khuôn mặt xinh xắn lạnh lùng Chú Tâm nhìn về hướng các bác ô 50 nhà ta, chứ chẳng một lần nhìn tôi Rồi chỉ là một cái lướt mắt. Chà chà chà, vợ tôi có khác thật đúng là không động lòng trước vẻ tiền trai không một cô gái nào có thể cưỡng lệnh của tôi thật đúng là thú vị phần thăm hỏi của người lớn sau rồi bây giờ thì đến phần của tuổi trẻ đi tôi là đàn ông con trai nên đành phải chủ động lấy điểm với người đẹp chứ vì thế tôi mỉm cười tự tin bước đến trước mặt của cô bé chào em anh tên là trí rất vui khi được gặp em em tên là mi anh cứ gọi em là Shell Không biết vợ tương lai của tôi Là tảng băng hay là con người nữa Không ai có thể không ngượng ngùng Hay nhẹ lắm Thì cũng phải mỉm cười trước nụ cười tả nắng lung linh của tôi Nhưng vợ tôi chỉ đưa mắt nhìn một lần Rồi sau đó Cắt lên vài từ máy móc Để mà cho hỏi qua la Thế rồi lại quay đi hướng khác Thật đúng là khiến cho tôi phát điên lên được mà Đây quả thật là hành động xì nhục tôi nhất từ trước đến nay. Đã thế thì tôi quyết sẽ cho cô bé không biết trời cao đất dày này. phải tiêu đứng vì tôi tôi mới có thể hà dạ được. Thôi, bây giờ Trí dẫn em đi vòng vòng đi con. Bố có chuyện cần bàn bạc với bố mẹ của mình. Dạ vâng, con biết rồi ạ. À? Bố của tôi thật đúng là tâm lý. Từ lúc nãy đến giờ, tôi cũng chỉ chờ có những lời này mà thôi. Tôi và cô bé đã yên vị trên con xe Camry được gần 20 phút. Cô bé chỉ chăm chăm mà nhìn ra ngoài cửa sổ xe Không một lần ngước mắt nhìn về phía của tôi Thật sự Tôi không thể nào diễn tả nổi sự bức xúc lúc này của mình Có vẻ như em thích nhìn cảnh vật Sài Gòn hơn là nhìn anh nhỉ Không một tín hiệu trả lời Tôi bắt đầu cảm thấy bực bụi và hết kiên nhẫn Ngoài bệnh công tử ra Tôi còn có một tật xấu Là rất mau chắn Và thiếu kiên nhẫn Bởi vì khi tiếp cận con gái không phải nói là khi con gái tiếp cận tôi thì tôi chỉ cần lên tiếng thích hay không thích họ sẽ tự biết còn ở đây tôi đã hạ mình nhịn nhục thế mà cô ấy vẫn không hề có một chút gì gọi là động lòng nếu không thì cũng phải biết điều lịch sự một chút chút chứ đến hỏi mà cô ấy cũng không thèm trả lời con gái còn lứa gì mà bất lịch sự hết sức anh chí à chúng ta vào một quán nước nào đó nói chuyện có được hay không ồ Cuối cùng thì thằng băng mấy trăm thế kỷ cũng đã chịu tan ra một chút. Để nó lên yêu cầu bức thiết của cô ta. Được thôi, muốn vào thì tôi vào. Quay vòng lại, tôi đưa xe quẹo vào một quán cà phê mới. Thật ra bây giờ, nó cũng không biết. Nó đang nghĩ gì khi đồng ý về tận Việt Nam để thực hiện lời hứa gì đó của bố nó với một người bạn thân ở đây. Nó ngây thơ đến độ còn tiên lời của bố nó là chỉ cần ở chung với họ 6 tháng là xong bổn phận của nó rồi. Cho đến tận khi lên máy bay, do mẹ nó lỡ lời, nó mới nhận ra âm mưu hoành trắng của bố. Chuyến bay này là chuyến bay đưa nó đi về nhà chồng. Đúng là điều thật, bố nó cũng biết nó đã có bạn trai rồi. Thế mà con hứa nhăng hứa quậy với ông bạn nào đó ở tiếp tận Việt Nam. Bố nó giống như là đem nó cho người ta thì đúng hơn đi. 18 năm sống ở Canada, nó có biết mặt cái tên sẽ cười nó là ai đâu Mà đem nó về đây Lúc nó biết Nó sẽ phải lấy một cái tên nào đó Mà nó còn chưa gặp bao giờ Thì khóc lóc dãy ruộng Đòi bay về ngay Thế nhưng tất cả đều trở nên vô dụng với bố mẹ nó Cho đến khi mẹ nó nước mắt ngắn Nước mắt dày Bảo nó nếu không về thực hiện cái lời hứa ấy Thì mẹ nó sẽ chết cho nó xem Bố mẹ nó còn dùng cả luôn chiêu thức đó đối phó với nó có thấy bố mẹ nó thương nó ghê cơm hay chưa cơ chứ? Nó cặn hỏi mãi. Mà bố mẹ nó không hề cho nó biết tại sao lại phải thực hiện cái lời hứa điên rồ ấy. Sao lại không bỏ quách đi cho xong cơ chứ? Thật đúng là điên tiết mà. Nó làm sao thì cũng được. Bởi vì bố mẹ nó có thể làm tất cả. Thế nhưng còn Ryan của nó thì sao? Người con trai nó yêu hơn cả bản thân nó. Phải nói sao với anh ấy đây? Chẳng lẽ lại nói em phải về Việt Nam lấy chồng lấy một người em chưa bao giờ gặp lấy một người hơn em những bảy tuổi và không hề yêu em sao không thể nó không thể làm vậy làm thế thì chẳng phải là bảo nó từ bỏ brian đi hay sao thế thì bảo nó chết đi sẽ còn sung sướng hơn đi nó về việt nam mà lòng tràn đầy sự đau buồn chẳng thèm nhìn mặt chồng tương lai của nó một chút nào cả nhìn thì có làm gì được đâu cơ chứ sau này về thì có mà nhìn đến chán cả mắt trong sơ qua thì tên này cũng rất cô. Cool. Không giống 25 tuổi, nhưng dù có đẹp như thế nào thì trong lòng nó cũng không ai sánh bằng Ryan cả. Lòng vòng Sài Gòn với chồng chưa cưới của nó, nó cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Nó nhớ Canada, nhớ Ryan, nhớ con bạn thân của nó biết bao. Khi biết nó phải về Việt Nam tận 6 tháng, thì Bella đã khóc suốt gần 2 ngày. Còn Ryan chỉ cười và bảo nó hãy an tâm khi nào nhớ nó, anh sẽ bay đến bên cạnh nó. Mới cách anh ấy chỉ chưa đầy hai ngày, mà nó đã nhớ anh như phát điên lên. Nhưng còn cái quần nợ này, cái tên chồng chết tiệt này nữa, nó phải làm sao bây giờ? Nó mải lo suy nghĩ, mà cái tên chồng của nó lầm bầm lèm bèm cái quái gì đó, nó cũng không để ý. Bỗng nhiên nó nghĩ ra một cái kế sách thuận lợi cả đôi đường, nó sẽ ký một hợp đồng một hợp đồng yêu nhau trong vòng 6 tháng với tên này. Thế thì nó sẽ có thể đường thoát về Canada cùng với Bell và Ryan. Đây thật sự là một kế sách vô cùng hoàn hảo đi. Thế nhưng điểm mấu chốt của vấn đề là không biết ông chồng yêu dấu của nó đã có người yêu chưa? Phải có người yêu thì mới có thể làm hợp đồng này được. Bây giờ nó cần nhất là một nơi yên tĩnh để có thể đàm phán với chồng của nó. Nó phải đánh tiếng trước với chồng nó mới được. À, mà chồng nó tên là gì ấy nhỉ? À, đúng rồi. Chồng của nó tên là Trí. Vì thế nó cắt tiếng. Anh Trí à, chúng ta vào một quán nước nào đó nói chuyện có được hay không chứ? Ngồi đối diện với vợ chưa cưới, tôi mới thấy hết được vẻ đẹp của cô bé. Một nét đẹp chất dịu dàng và thánh thiện. Tôi thật sự để ý tới cô bé này rồi đó. Chọn một chỗ đẹp nhất ở trong quán cà phê. Tôi nhẹ nhàng cất tiếng. Có chuyện gì mà trong em lại căng thẳng như thế? À, chuyện này nói ra thì có một chút tối nhị tế nhị. Cô vợ bé bỏng của tôi vừa nói, lại vừa khuấy khuấy ly cà phê kem của mình, trong vẻ mặt yêu không thể chịu được. Ừ, em cứ nói đi, anh cũng sẽ không ngại đâu. Cái đó anh đã có bạn gái chưa? Thật là không tề tả cảm giác của tôi vào lúc này. Tiến triển đúng là vô cùng nhanh chóng trong tầm tay như thế này thì chắc chắn là đã đổ tôi từ lâu rồi đi phải trả lời như thế nào đây nhỉ chưa có bạn gái thì chắc chắn là một câu trả lời xuất sắc nhất lúc này anh chưa có bạn gái còn em thì sao chứ thế ư ừ, cũng không có gì đâu ạ à? Ờ, tại sao vợ tôi lại khen những mày buồn bã như thế kia chẳng phải đó chính là câu trả lời mà vợ tương lai của tôi muốn hay sao cơ chứ hay là cô ta không thích tôi? Thế thì đành phải đánh lừa một phen, Giao mơ mà hỏi vậy. Chỉ là đùa với em một chút mà thôi. Thật ra thì anh đã có bạn gái rồi. Thật không ạ? À? Thế thì tốt quá. Vợ của tôi khẽ cất tiếng reo lên. Cười tiếp ca mắt lại. Lúc ấy tôi thoáng kinh ngạc một lúc. Bởi vì trong cô ấy bây giờ giống như là một thiên thần vậy. Ôi trời ạ! À, tôi bị gì thế này? Không được, một mình trí phong độ, không khuất phục trước bất cứ cô gái nào đâu rồi cơ chứ. Nhất định phải bình tĩnh ngay mới được. Nhưng tại sao cô ấy lại vui mừng như thế? Chẳng lẽ là cô ấy không thích tôi sao? Thật ra thì em đã có bạn trai rồi. Anh ấy ở Canada. Có thể bay sang đây bất cứ lúc nào. Nếu như anh đã có bạn gái rồi, vậy thì tốt quá. Em và anh sẽ là một bàn hợp đồng yêu. Để lừa bố mẹ của chúng ta nhé bởi vì chúng ta đều có tình yêu của riêng mình em cũng không muốn khiến cho hai người khó xử với nhau à chuyện là như thế sao anh cũng đang định nói như thế với em đó anh nghĩ chúng ta cũng nên thỏa thuận với nhau thì sẽ tốt hơn đã có bạn trai rồi ư đúng là đáng tiếc quá đi thằng nào tốt số mà lấy được cô vợ của tôi thế chứ đáng ghét thật mà sao tự nhiên tôi lại cảm thấy tương thức ở trong lòng thế chứ hay là vì tôi thấy cô bé này xinh đẹp quá Mà đã có chủ cho nên cảm thấy ganh tị đây Ok Thế thì đợi em một chút nhé Vừa nói rất lời thì cô bé liền đã lôi ra một tờ giấy to Và một cây bút rồi sau đó hí hoáy ghi chép. Được một lát sau thì vợ của tôi ngẩng đầu lên Đây đã xong rồi Hợp đồng yêu của chúng ta Sẽ có chị trong vòng 6 tháng sau 6 tháng chúng ta sẽ cố gắng kết thúc hợp đồng với anh Việt Là anh không chấp nhận em Vì anh đã cố gắng tìm hiểu nhau Nhưng không hợp Yêu cầu hợp đồng Là chúng ta phải hoàn thành thật xuất sắc vai diễn vợ tương lai Và chồng tương lai của nhau Bây giờ anh nói đi năm điều khoản của anh Trong hợp đồng của chúng ta Được thôi Ghi vào điều khoản 1 Bên B phải hợp tác mọi lúc mọi nơi với bên A Kể cả hy sinh bản thân Bên B vì vật chất, tinh thần và thể thể Không được để cho bên A mất mặt Sao ạ? À? Hy sinh thân thể lại như thế nào chứ? Cô bé thắng nhăn mặt lại Lưỡng lự tỏ vẻ Như không muốn thêm điều khoản dễ thương Cơ kỳ có chuyện này cho tôi Hy sinh thân thể Thì em muốn hiểu như thế nào cũng đều là được cả Anh thêm vào Chỉ là để đề phòng trường hợp Không có hợp tác đúng theo hợp đồng Gây ra nghi ngờ nơi hai bố mẹ của chúng ta mà thôi bởi vì điều đó sẽ khó khó khăn cho công việc của chúng ta sau này đó. Cô bé chôn chôn mũi, sau khi suy nghĩ một lát, thì sau đó lên đã gật đầu đồng ý. Cô bé này quả thật đúng là ngây thơ mà. Sao bố lại dám để cho một con nai tơ xinh xắn như thế này? Ở trong tay một con sai xám phạm ăn như tôi cơ chứ? Được rồi, anh nói tiếp đi. Điều khoản thứ hai là bên B không được xâm phạm. Đến đời tư của bên A, đặc biệt là đời tư tình cảm của bên A. Có cho thì cũng chẳng thèm đi. Điều khoản 3 Bên B không được động chạm, sàm sỡ, thân thể của bên A. Đặc biệt là lúc bên A không phòng vệ được. Như khi bên A đang ngủ, đang tắm. Eo ơi, cho em 500 ngàn đô em cũng chẳng thèm động vào anh đâu. Ai mà biết được cơ chứ. Có khi em sẽ không thể nào kiềm chế nổi. Trước nhan sắc của anh thì phải làm sao đây? Thôi được rồi, anh mau nói tiếp đi Điều khoản thứ tư Không được có hành động âu yếm yêu đương Với bạn trai trước mặt chồng Cái này thì em đồng ý Điều khoản cuối cùng Anh chưa nghĩ ra Từ từ sẽ bổ sung sau Còn bây giờ thì đến lượt em đó Điều khoản một Ở bên A không được động chạm Sảm sỡ thân thể bên B Đặc biệt là lúc bên B không phòng vệ được Như bên B đang ngủ, đang tắm Ok, anh cũng không dây cụ đến mức đó đâu Điều khoản thứ hai là bên A không được xâm phạm đến đời tư của bên B, đặc biệt là đời tư tình cảm của bên B. Có qua thì quá lại thôi. Điều khoản thứ ba là bên B không phải là ô xin, cho nên không được sai sỏ bên B, đặc biệt là bên B sẽ không bao giờ trả bát, giặt đồ nấu cơm hay những thứ tương tự như thế. Em đúng là lời thật đó. Cái việc đó thì mặc sắc em đi. Em không biết làm mấy thứ đó đâu điều khoản thứ tư chính là bên a không được yêu bên b cái này thì anh không chắc anh không thể nói trước được sao cũng được tùy anh thôi còn điều cuối cùng là gì chứ cũng như anh chưa nghĩ ra sẽ từ từ bổ sung sau còn bây giờ thì cho em xin chữ ký của anh đi rồi nhé bây giờ em chính là vợ tương lai của anh chúng ta về thôi thôi vợ yêu đúng là buồn nôn quá đi đừng có gọi em là vợ yêu Nghe rất là kinh đắc Tôi cảm thấy thật là thoải mái Khi gọi cô bé này là vợ yêu Tại sao lại như thế nhỉ Chính tôi cũng không thể biết nữa Mà thôi Suy nghĩ chi nhiều chỉ cần vui là được rồi Tôi thành toán tiền Bước tới quảng tay lên phụ cổ của vợ mình Đi tiếp nhé Vợ yêu Mau lấy cái tay của anh ra Anh đã vi phạm vào điều quản một của em rồi đó Nhưng nếu em không cho anh quảng vai thì em đã vi phạm khoản một của chúng ta rồi đó. Có ai ở đây mà em phải hợp tác với anh cơ chứ? Ai mà biết được cơ chứ? Nhờ đầu bố của anh cho người theo dõi hay chúng ta thì phải làm sao bây giờ? Mới là không có đâu. Anh mà buông em ra. Không có. Em yên lặng đi. Anh vừa mới nhìn thấy tên kia đang chụp hình của chúng ta đó. Ở đâu? Anh cứ để thế. Đừng nhìn bọn họ. Nếu không thì bọn họ sẽ biết rằng chúng ta còn đang ra vờ đó. Ừ, không cần phải nhìn bọn họ. Tôi nghe xong thì cảm thấy buồn cười đến chết mất. Nhưng cũng đành phải cố gắng để mà nhẫn nhịn. Bởi vì mục đích cao cả, vào lúc này, chính là được quảng vai cô em Niter xinh đẹp này. Thật đúng là tuyệt vời khi nghĩ đến. Mỗi tối đều được ôm cô em này vào trong lòng mà ngủ. Chúng tôi đi ăn, đi ngắm cảnh ở Sài Gòn về. Rồi vợ tôi có vẻ khá mệt. Cuối cùng thì nó và ông chồng trí yêu của nó. Cũng kết thúc vào lúc 1 giờ 30 phút đàm phán hòa bình và thuận lợi. Tất cả nó đều phải nhường nhịn cho chồng. Vì nó là người đã nghĩ ra cái bản hợp đồng này mà. Và tất nhiên đều phải nhường nhịn. Bố mẹ nó còn ở đây. Nó phải nhường nhịn thì nhất định mới có con đường sống. Không chịu ý của ông ấy. Thì có khi nào ông ấy sẽ không chịu ký kết. Mà còn đòi làm ôm sùng với bố mẹ của nó vậy thì nó chắc chắn vĩnh viễn sẽ không còn có được sống rồi đi lúc chồng nó bảo là chưa có bạn gái nó dường như chỉ thấy địa ngục ở phía trước mắt mình cộng mày là chồng nó chỉ nói đùa vào thôi bởi vậy người lớn thật đúng là khó hiểu quá đi chuyện quan trọng như thế này mà cũng có thể đùa cợt được hay sao chứ thở vào một hơi nhẹ nhõm nó quay về cái vườn thần tiên dành cho nó và lão trí Thật ra chính là căn biệt thự của lão ta đó. Vẽ văn hoa hòe hẹt cho nó đầy màu sắc một chút. Rồi không biết cuộc đời của nó sẽ phải đi đâu về đâu đây. Mong rằng ông trời sẽ cho nó về miền cực lạc. Đừng có thay nó xuống cùng với bọn quỷ gia tăng. Theo lời của bố tôi, thì chúng tôi sẽ sống trong căn biệt thự của tôi. Điều khiến tôi sung sướng nhất là việc bố mẹ treo, bảo cô ấy phải ngồi chung cùng tôi chuyện. Các bác ô 50 này, định gạo nấu thành cơm để buộc cưới nhau đây mà. Nhưng tôi đã hứa với bố là sẽ không ăn thịt cô bé trước khi cưới, nên cũng sẽ không bao giờ xảy ra chuyện đó. Dù gì cũng là đàn ông, ai lại đi lợi dụng như thế cơ chứ? Nghĩ lại lời hứa đó, tôi cũng cảm thấy có một chút hơi tiếc. Nhưng vì mục tiêu lớn cho nên tôi cũng đành phải nhẫn nhịn. Em mệt lắm rồi, đi tắm đi vợ đã bảo anh đừng có gọi tôi như thế rồi cơ mà bà hai chuẩn bị nước cho vợ tôi đi dạ vâng ạ à, mời cô chủ đi theo tôi nhìn theo bóng dáng cô cô bé đi khuất tôi vào phòng leo lên giường nằm đợi chờ vợ cảm giác đó thật đúng là kỳ lạ đây cũng đâu phải là lần đầu tiên tôi ngồi chung với con gái lại không được làm gì vượt quá cái ôm lại chứ nhưng mà cảm giác hồi hộp cứ lâng lâng làm sao, khiến cho trong lòng của tôi dâng lên cảm giác kỳ lạ. Hay bởi vì phải gọi cô bé xa lạ kia là vợ, cho nên tôi mới cảm thấy là có hứng thú như thế này đi. Hay là tôi yêu cô bé rồi nhỉ? Giống như kiểu tình yêu sách đánh, trong mấy bộ phim Hàn Quốc nhăn nhằn, trên chiếu ở trên TV đó. Không thể nào nha. Tôi thì biết cái gì mà yêu với đường cơ chứ. Yêu mình còn chưa xong nữa thì yêu ai? Chắc là thấy xinh quá. Vậy cho nên mới có cảm tình mà thôi. Khoảng 20 phút sau, khi vợ tôi tắm xong, cô ấy thắng mặt nhiên khi nhìn tôi tôi còn đang nằm ở trên giường. Anh nằm ở trên giường thì em phải nằm ở đâu đây? Nằm ở đây. Vừa nói từ vừa vỗ ở xuống bên cạnh. Khoảng không còn lại ở trên chiếc giường. Nhưng mà em... Em đừng có nói là anh sẽ phải ngủ ở dưới đất đi nếu anh có ý thế thì tuyệt tuyệt vời quá em nhìn lên bốn góc trong phòng xem ôi cái gì vậy chứ là camera đó hai ông bố yêu dấu của chúng ta đã cho lắp đặt chúng để tiện thể thay dõi tiến triển của chúng ta cái loại này không thể nghe được tiếng chỉ thấy hình thôi nếu em không muốn hợp đồng chưa thực hiện đã bị hủy bỏ thì em cứ nhúc nhích đi em nhúc nhích họ cũng sẽ biết nữa đó ôi trời ạ ở đây thật giống như là bị cầm tù quá đi Ừ Chính là kiểu cầm tù ngọt ngào đó Vợ ạ à. Mà thôi anh đi tắm đây Chờ anh nhé vợ Thật đúng là cơm quá đi Anh đúng là đồ dây cụ mà Không Anh chỉ mới là một con bê con thôi Tôi cất bước đi nhanh vào trong phòng tắm Để công bật cười trước vẻ mặt lờ mờ Của vợ tôi lúc nãy Bởi vậy còn này tôi ngưng Nằm trong hang của con sói Thật đúng là vô cùng phù hợp để miêu cả hoàn cảnh vào lúc này của hai chúng tôi. Mấy cái camera kia chính là do tôi gắn đó chứ. Thật ra là gắn lâu lắm rồi, nhưng cũng chẳng có cái nào là hoạt động cả. Bởi vì ngày trước mấy em của tôi không muốn đi khách sạn mà thích lôi nhau về nhà. Tôi thì không đời nào cho những loại người như thế vào trong phòng của mình, đặc biệt là rừng của tôi. Bởi vì tôi sợ, sự dơ bẩn theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen Cho nên tôi phải gắn hờ Vài cái lên các phòng để dạ cho các cô nàng Thế nên các cô nàng tham quan xong phòng của tôi Thì đều này nì quay trở về khách sạn Với lý do để tiện làm việc Mà lúc nãy vợ tôi bảo tôi là gì ấy nhỉ Cô ấy bảo tôi là dây thì phải Tôi có dây không nhỉ Nhưng tôi là đàn ông Mà đàn ông mà không dây Thì có khi chính là bề đề, đề cũng lên ấy chứ nó cũng không biết tình trạng lúc này của mình phải gọi là gì nữa. Ai đời nào lại đưa đứa con gái duy nhất của mình về nhà một thằng con trai 25 tuổi, sức lực tràn đầy, lại còn có máu dê ở trong người nữa chứ. À nói thì cứ khiến cho người khác rợn hết cả người lên nữa. Như thế vẫn còn may đi. Đằng này cõi ban nó phải ở trong phòng, ở trong giường, đắp trông chăn với hắn ta nữa chứ. À, Bố mẹ của nó còn định cạo nấu thành cơm Để cho nó từ bỏ ý định Quay về Canada đây mà Nhưng bố mẹ nó đâu biết rằng Đã có một điều khoản cấm sàm sỡ Đến người của nó ở trong hợp đồng rồi Thật sự đúng là quả nhiên Người tính không bằng trời tính đi Vợ của tôi đang xem tạp chí Có vẻ rất là chăm chú Mái tóc buông dài trong bộ pyjama lửng Hình Doraemon xanh này cùng đối đôi dép bông hình puka tỏ ché trông cô bé lúc này chẳng khác gì là cô cháu gái mấy năm tuổi của tôi cả thế mà tôi lại thấy vợ của tương lai của tôi dễ thương một cách lạ thường nha em đang xem cái gì vậy chứ tôi ngồi sát bên cạnh vợ của mình rồi sau đó nhìn về phía trên giường cô bé có vẻ hơi giật mình khi nhìn thấy tôi ngồi sát ở bên cạnh à chỉ là mấy cuốn tạp chí thời trang bên Canada Em mang theo sang đo đó mà Ai, à, anh buồn ngủ quá Bây giờ chúng ta đi ngủ thôi Nhưng mà em Chẳng lẽ em định thức luôn hay sao cơ chứ Nên nhớ là ngủ cũng cần phải diễn đo nha Tôi vừa nói liền vân thay Mà chỉ chỉ trên góc nhà Nhằm chăm ăn tinh thần yêu dấu của vợ tôi Phải thực hiện điều khoản số 1 của anh đó Cô bé cất lời nhắc nhở Ừ, anh biết rồi. Vợ tôi từ từ nằm xuống. Tôi với tay, bắt cái đèn ngủ. Vợ tôi có vẻ khá là căng thẳng. Cô ấy nhắm tịt mắt lại, trông có vẻ thật sự vô cùng cưỡng ép. Tôi thực sự cũng không dám động đến cô bé này. Chẳng lẽ đây chính là lần đầu tiên cô ấy ngủ chung cùng với con trai hay sao cơ chứ? Chẳng lẽ là tuổi trẻ ở đây còn thua cả tuổi trẻ ở bên Việt Nam hay sao? Hay tại vì cô ấy cắt tôi Cho nên mới cư xử như thế này Tôi suy nghĩ một lát Rồi lại say người vào vách tường Trong lòng bất chợt cảm thấy buồn buồn và thất vọng Cả đêm tôi không thể nào ngủ được Bởi vì cái sinh vật lạ nằm ở bên cạnh Cô bé quả thật là cực kỳ mất nét Ngủ với người lạ Mà các tay lên đầu của tôi các chân lên người của tôi nữa chứ. Sức chịu đựng của tôi cũng phải có giới hạn chứ. Đáng lẽ tôi sẽ chẳng có ý kiến gì cả Chỉ tới khi tôi đang thêm thiếp ngủ đi Sau gần như thức trắng cả đêm Thì cô vợ yêu của tôi Đã thưởng ngay cho tôi một cái bộp vào mặt Cánh tay nhỏ nhắn của cô ấy Đập thẳng ngay vào chiếc mũi xinh đẹp của tôi Tôi điên tiết lên định xoay sang hét thẳng vào mặt của cô ấy Cho tỉnh dậy Rồi làm một trận trò chừa cái tật Nhưng khi tôi vừa xoay sang thì đôi môi đỏ mọng đang khép hờ cổ cô ấy khẽ mỉm cười. Bàn tay của cô ấy di chuyển từ mặt của tôi xuống dưới bụng của tôi. Cô ấy vòng tay sang ôm tôi, rồi nét vào trong lòng của tôi. Cô ấy thì thầm nhẹ nhẹ. Em yêu anh. Tôi tệ thay tất cả các động tác đó, đều làm trong lúc đôi mắt của cô ấy nhắm nghiền. Từ đó khiến cho tôi có thể khẳng định được là cô ấy còn đang nằm mơ. Chắc cô ấy đang mơ Được nằm bên cạnh người yêu Ở bên Canada của cô ấy Tôi bỗng nhiên cảm thấy là vô cùng bực dọc Toàn đẩy cô bé ra khỏi người của mình Thì cô bé lại rụi rụi đầu vào ngực của tôi Giống như là một cô cuốn con vậy Quả thật một thằng đàn ông Làm sao có thể từ chối được một cô bé cực kỳ dễ thương Nếu đằng ấy đã có tâm Thì tôi cũng có lòng vậy Tôi vòng tay qua người của cô bé Ôm lấy thân hình nhỏ nhắn kia vào trong lòng của mình Với tư thế đó Chúng tôi cùng nhau ngồi một mạch Cho đến tận trưa ngày hôm sau Đến gần 11 giờ thì tôi tỉnh dậy Cùng với tiếng hét trái tay Gần như là rung sinh cả mặt đất Sao? Sao anh lại ôm tôi? Đêm qua tôi và anh Rõ ràng là nằm cách xa nhau cơ mà Tại sao bây giờ lại dính chặt vào nhau như thế này? Em làm gì mà phải hét lớn lên như vậy cơ chứ mới sáng sớm Chẳng để cho chồng con ngủ cái gì cả Tôi nghe vậy thì lo bao Quay sang ôm cái gối Tiếp tục nằm ngủ Anh mau ngồi dậy ngay cho tôi Phải làm rõ vụ lợi dụng này Thì anh mới có thể để yên với tôi được Này 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 Rõ ràng là tối ngày hôm qua Chính em đã ôm anh trước chưa anh Em ôm anh thì phải biết điều lịch sự anh phải ôm lại chứ Tôi nghe vậy thì bực mình mà ngồi phát dậy làm gì có chuyện đó? Anh chính là bịa ra để mà qua mặt tôi chứ gì? Vâng, thế tôi qua có người như thế này, rồi lại như thế này nữa thì sao hả? Tôi vừa nói vừa vừa mỉm cười, quăng tay ôm lấy cái gối rồi thì thầm: Em yêu anh. Rồi lại rụi rụi đầu vào cái gối. Đó, tôi qua em không ôm đâu, em chỉ làm như thế thôi. Bây giờ lại còn dám là hết với anh nữa hay sao chứ? Nhưng, nhưng mà không được. Tôi phải đến gặp bố mẹ của tôi. Tôi nhất định phải có phòng riêng. Không thể nào để như thế này mãi được. Không cần đâu. Bởi vì bọn họ đã quay về Canada rồi. Anh nói dối. Bọn họ sẽ không bao giờ trở về mà không có tôi. Tùy em thôi. Em có tin hay không thì mặc kệ em. Thế thì tôi sẽ gọi cho bố mẹ. Bọn họ đã đổi số luôn rồi. Đó là điều không thể nào. Vợ tôi nghe vậy thì có vẻ khá là hoảng. Chắc đây là lần đầu bị bố mẹ bỏ tại nơi xa lạ cùng với một người không quen biết cho nên cô bé có vẻ khá là sợ hãi sao bọn họ lại có thể đối xử với tôi như thế cơ chứ đưa tôi sang đây bắt tôi ở chung cùng với người không quen bây giờ lại còn bỏ tôi lại bây giờ không nói với tôi một tiếng nào cả tại sao lại có thể như thế này được hai cô vợ nhỏ bé của tôi cứ thế mà khóc rồi phải làm sao bây giờ cơ chứ Tôi cũng chưa bao giờ là cặp phải tình huống như thế này. Từ trước đến giờ, tôi chỉ làm cho người ta khóc chứ có rõ ràng ai bao giờ đâu. Thôi được rồi, em đừng khóc nữa. Anh Tôi còn chưa kịp nói hết câu. Thì vợ của tôi bỗng nhiên quay mắt mà nhìn tôi, Trông có vẻ vô cùng giận dữ. Tại anh, tất cả chỉ là tại anh. Mọi chuyện đều là từ anh mà ra cả. Anh đã có bạn gái rồi thì còn nhận lời thực hiện lời hứa đó với bố anh làm gì cơ chứ để giờ tôi bị như thế này đây nếu như anh không nhận lời thì bây giờ tôi đã yên lành ở bên kia trái đất rồi anh có biết lại tôi chưa âm ai khác ngoài bạn trai của tôi chưa bây giờ thì sao cơ chứ tất cả đều là tại anh đó đổ xấu xa anh cũng đâu có muốn cơ chứ đây cũng là bởi vì bố của anh ép buộc anh thôi đó phải nói dối như thế này mới có thể làm yên lòng người đẹp đó nha. Anh là đàn ông cơ mà, làm sao lại có thể hèn hạ, tới mức độ như vậy cơ chứ? Bị bộ ép một chút thì nằm phục dưới chân hay sao? Bỏ cả bạn gái của mình, bởi vì chỉ sợ bố mắng. Thật đúng là đồ thò đế, tội nghiệp thay cho bạn gái của anh đi. Ê ê ê, thấy tôi nhịn thì cô bé cứ làm hoài tới như vậy hay sao? Lại còn dám mắng cả tôi nữa chứ? Đúng là điên tiết lên rồi đó nha. Đã bảo là không có sức chịu đựng mà lại cứ thử thách tôi như vậy là làm sao chứ? Này, tôi có hẹn hại như thế nào? Thì cũng đều là thua cô. Từ Canada mò sang đây đó, có cả bạn trai rồi, mà vẫn như thế thì còn bảo tôi là gì nữa chứ? Anh, anh thật đúng là đồ tôi mà, mau tránh xa tôi ra. Vừa dứt lời thì vợ tôi, để mạnh tôi ngã xuống giường, sau đó cất bước bà chạy đi vào trong phòng tắm. Trông thế mà cũng hung dữ gớm, nhưng tôi có quá đáng không khi mắng cô ấy Trong lúc cô ta bảo cho như thế này chứ Lúc nãy cô ấy khóc nhiều lắm Ôi chắc là chẳng sao đâu nhỉ Còn dữ dằn như thế Thì sẽ không có hề hấn Tinh thần gì đâu Mà vợ tôi hôm qua còn hiền lành dịu dàng Anh anh em em với tôi ngặt ngào lắm cơ mà Sao ngày hôm nay Lai kỹ lạ như vậy cơ chứ Nó lao vào trong phòng tắm trên khuôn mặt đẫm nước mắt, sợ rằng sẽ bị cái tên hèn hạ đó nhìn thấy. Ngày hôm qua, nó thấy hắn thật là dễ thương, khi chịu đồng ý hợp tác cùng nó trong vụ hợp đồng kia. Giờ thì thấy nó ân hận khi hợp tác với tên đó. Thật đúng là một tên hèn hạ, lợi dụng, dê cụ mà. Nó chưa bao giờ ôm người khác ngoài Ryan. Chúng nó còn chưa có gì với nhau, ngoài những cái ôm trong sáng. Thế mà bây giờ thì sao? nó lại ôm một người đàn ông khác, rồi ngu suốt cả đêm nữa chứ. Chỉ cần nghĩ đến thôi, nó đụng cũng đã cảm thấy vô cùng sợ hãi. Dường như đã mất hết phương hướng rồi. Về Canada cũng không được, bởi vì visa của nó bố đã giữ. Còn nếu như trốn đi, thì nó lại không có tiền. Tiền nó được chu cấp bởi cái thẻ từ bố của nó. Tất cả đều do bố nó cung cấp. Nhưng bây giờ bố nó đã cách nó một vòng trái đất rồi. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Nó sợ quá, sợ những người lạ xung quanh nó, sợ vì nó không có người thân nào bên cạnh, sợ lắm sự cô đơn, sợ sự xấu xa lợi dụng. Nó sợ nhất chính là cái tên ngoài kia. Đúng rồi, nó sẽ gọi cho Ryan, rồi nó sẽ kể cho anh ấy nghe tất cả mọi chuyện. Nó sang đây lúc đầu bảo chỉ là đi cái thăm người thân mà thôi sáu tháng sau nhất định sẽ quay trở về nó nhất định phải kể sự thật cho ryan nghe rồi anh ấy sẽ sang đây tóm nó quay trở về nó nhất định là phải làm như vậy ngay lập tức nó liền bấm số của ryan với niềm hy vọng là sẽ được đáp ứng lại giọng của nó đều đều không cảm xúc thế nhưng mà đáp lại nó lại là một giọng nói đều đều không một chút cảm xúc thế bao ký khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Đó, niềm hy vọng mong manh của nó cứ thế, mà đã bị vỡ vụn mất. Nó tức tuổi, cảm thấy nghẹn nghẹn ở trong cổ họng. Nó ngoác mồm ra khóc, khóc như chưa từng được khóc. Sao ai cũng bảo rơi nó như thế này cơ chứ? Vợ tôi đã ở trong phòng tắm tầm 30 phút rồi, mà vẫn chưa thấy đi ra. Tôi cảm thấy thật sự là có chút lo lắng đó nha. Sao à? Em đã ở trong đó, làm cái gì mà lâu như vậy cơ chứ? Em không sao chứ? Tôi vừa nói, vừa vân tay đè màu gõ cửa. Tiếng gõ càng ngày càng thêm phần dồn dập Này, không sao chứ? Mau trả lời tôi đi. Anh làm cái gì thế hả? Vào chỉ có một chút, mà cỡ làm như cháy nhà đến nơi rồi đó lúc này vợ tôi vội vàng bước ra với khuôn mặt lạnh tanh giống như lúc đầu tôi gặp ở sân bay vậy thì anh sợ em có chuyện gì không hay xảy ra thôi mà cái gì cơ tôi không muốn gấp đến mức đó đâu sao bây giờ lại là anh anh tôi tôi thế kia sao không như hôm qua chứ như hôm qua là như thế nào thì là gọi anh sương em ngọt ngào như ngày hôm qua đó vợ yêu thôi đi Chuyện hôm qua thì chính là chuyện của ngày hôm qua Nhưng mà ngày hôm nay Thì đã khác rồi Em nói như vậy là sao chứ Ngày hôm qua Bố mẹ của tôi còn ở đây cho nên tôi đành phải ngoan hiền Nói thật cho anh biết Tôi không biết đến từ ngọt ngào đánh vần ra sao Thì làm sao có thể ngọt ngào với anh Mà có ngọt ngào Thì cũng sẽ không tới phiên của anh đâu À Thì ra là bây giờ trở mặt có phải hay không chứ nếu như cô cạn tình vậy thì tôi đây cũng cạn nghĩa được thôi thế thì lời hợp đồng ra đây thêm vào điều khoản cuối cùng của tôi điều khoản năm chính là bên b luôn phải gọi bên a là anh và sợ em trong mọi tình huống kể cả khi đang buồn đang giận hay là đang trước mặt người yêu anh anh nói cái gì chứ không muốn ư thế thì bây giờ tôi sẽ đến văn phòng của bố tôi và bảo với ông ấy rằng tôi muốn cưới cô ngay tức lập tức chắc chắn bố mẹ của cô sẽ rất vui lòng để mà đồng ý đi nói trước cho cô biết trong tất cả các tình huống tôi vẫn luôn là người quyết định đó bố của tôi chắc chắn sẽ không đồng ý ông ấy sẽ không bao giờ để cho tôi phải lấy chồng ở độ tuổi này đâu thế tôi cô nghĩ ông bố của cô dẫn cô về đây để làm gì cơ chứ Mà ngoan ngoãn mà nghe lời của tôi đi có khi lại còn có đường trở về với người yêu của cô đó cái gì chứ cái gì mà cưới ngay Cái gì mà người luôn quyết định Anh ta tưởng anh ta là ai cơ chứ Thế nhưng mà Nếu không thực hiện theo lời của hắn Thì nó sẽ không được yên thân Xung quanh nó Không có một ai đứng về phía của nó cả Nó không có điểm tựa Không thể nào làm vừa được Anh hùng trả thù mấy năm chưa muộn Nó nhất định phải cố gắng nhịn nhục Bởi vì tương lai ngày mai Như thế nào Đã suy nghĩ kỹ chưa có thêm khoản hợp đồng vào Có không thì bảo Thêm thì thêm, sợ cái gì cơ chứ Ok Vậy thì bây giờ vấn đề đã được giải quyết xong Em cũng chuẩn bị Chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn Vợ của tôi thật đúng là dữ dằn đó Nhưng mà không sao Vào trong tay của Minh Trí này rồi Thì cho dù có là cọc cái Cũng phải hóa thành cuốn con mà thôi Tôi nhịp nhịp chân ở trong phòng khách để chờ đợi vợ của mình đi xuống. Gần một giờ sau cô ấy bước xuống, trong mọi ánh nhìn canh thị của tụi hầu gái. Cô ấy mặc một chiếc áo ngăn tay màu đen, với cổ áo trễ rất sâu, cùng với chiếc quần sát trắng. vai đeo một chiếc túi bách dài màu vàng trong, chân đi dày cô vết sơ màu đen. Tóc của cô bé, ngày hôm nay đánh xoăn xù ở phần trên, về dưới thẳng nhẹ Trông cô ấy thật sự rất là chen thi. May là trong tôi cũng khá style với chiếc quần kaki đen thủng và chiếc áo tí rất màu đen nốt cùng với một đôi giày này quen thuộc. Em đúng là diện lâu thật đó. Đi cùng với người đẹp thì phải biết chờ đợi chứ. Nếu như muốn nhanh thì đi kiếm em khác mà đi. Đúng là hay nhờ. Ngày hôm nay lại còn biết trà treo với chồng của mình nữa đó. Loại này chắc cũng chẳng hoan hiền gì đâu. Thú vị thật Vợ thì mới là vợ như vậy chứ Cái loại vâng vâng dạ dạ Tôi thật sự cũng đã ngán đến tận cổ rồi Chúng tôi ăn sáng ở tiệm khá nổi tiếng Ở quận 1 Cô vợ của tôi thu hút tất cả các ánh nhìn của mọi người Từ khi bước vào trong quán Từ những tên trai trai Cho đến các ông lão trung niên Họ nhìn vợ tôi với ánh mắt thèm thuồng Đặc biệt là đôi chân dài và phần ngực trắng mịn của cô ấy. Bỗng dương tôi cảm thấy ghét. Ghét cách anh mặc thu hút người khác của vợ. Ghét cả cái nhìn thèm khát của mấy tên ở đây. Ăn gì? Tôi cất tiếng hỏi. Em muốn ăn phở à? Tôi được rồi. Vậy thì cho anh hai tôi phở nhé em. Vừa bảo cô phục vụ, tôi vừa nở ra một nụ cười tà nắng, làm cho cô bé đứng hình mất mấy giây rồi sau đó liền vâng vâng dạ dạ. Đêm mai chạy đi. Đó, tôi cũng thu hút lắm chứ bộ. Mỗi khi là vợ tôi cúi xuống ăn, thì phần áo nhấp nhô, suýt chè suýt hở, làm mấy tay trai trắng ở đây mắt nhìn không chớp, rằng cổ suýt chút nữa cắn nhầm vào lưỡi. Sau này cùng anh đi ăn thì cũng đường mặc như thế. Cái gì chứ? Đường mặc mấy cái loại áo trễ cổ và quần sóc ngắn. Anh không thích đâu mặc kệ em ăn mặc ra sao đó là quyền của em anh không có quyền để mà can thiệp em không thấy mấy thằng cha giả đó nhìn em đến bức trời cả nước rãi hay sao cơ chứ họ nhìn thì mặc sắc đẹp thì mới nhìn chứ quả thật là cảm thấy bực mình hết chỗ nói nổi mà nếu còn có một điều khoản nào thì chắc chắn tôi sẽ bắt cô ấy ăn mặc theo ý của tôi ăn mặc như thế này xâm như khoe ra cho cả thiên hạ thấy hết Tôi muốn những thứ này chỉ có một mình tôi Mới có thể nhìn thấy được tôi Tức thật đó Đã thế Người ta còn bảo là không có nghe Đẹp mới nhìn chứ Có bảo sexy quá Tụi nó nhìn cho đã mắt chứ đẹp cái gì Ăn sáng cũng là không yên Chẳng hề biết ngon là gì nữa Tôi cứ ngồi ăn mà lo sợ cổ áo của nó sẽ lộ hết ra ngoài Từ trước đến giờ Tôi rất là thích con gái sẽ ăn mặc sexy nhưng với cô bé này thì khác tôi cũng không biết cảm giác này là gì nữa nhưng nó giống như chỉ là muốn độc chiếm một mình cô ấy cho riêng tôi thôi mà không ai được phép đụng đến cả thật đúng là kỳ lạ mà hay là tại vì sắp thành vợ của tôi rồi cho nên tôi mới như vậy đây lát anh phải đến công ty làm việc em ở nhà thích gì hay cần gì thì cứ bảo gì hai làm nhé ừ em biết rồi cô ấy đưa mắt nhìn ra cảnh vật ở phía ngoài cửa sổ xe có vẻ như khuôn mặt của tôi xấu hơn mấy tòa nhà cao ốc ở phía ngoài kia vậy nhìn qua cửa kính xe tôi thấy cô ấy rất là đẹp cả khi buồn cô ấy cũng rất đẹp có lẽ cô ấy đang nhớ đến anh chàng người yêu của mình đi cho đến tận bao giờ tôi mới được cô ấy nhớ đến như lúc này cô ấy đang nhớ đến bạn trai của mình cơ chứ đến bao giờ thì vị trí của tên đó ở trong trái tim của cô ấy mới dành cho tôi đây. Có phải chỉ sau tháng nữa cô ấy sẽ trở về nơi thật sự của mình hay không? Tôi cứ loay hoay với những câu hỏi đó mà đến lúc nào cũng là không hay. Thôi, anh đi đây. Bye bye vợ của anh ấy. Gớm, đi luôn đi, khỏi về cũng được, chồng yêu nha. Nghe cô ấy gọi tôi là chồng yêu mà con người của tôi lần lần khó tả dù biết đó chỉ là mắng khéo, nhưng mà trong lòng tôi vẫn cảm thấy vui vào một cách lạ thường. Vui đến độ gặp ai trong công ty. Tôi cũng cười, làm cho bọn họ vô cùng ngạc nhiên. Đứng mà nhìn tôi chăm chằm. Nó ngồi ở nhà vừa xem tivi, lại vừa ăn snack. Chồng cô nó đã đi làm rồi. Thích thật, hắn ta có việc để làm. Còn nó thì bây giờ chán chết, chẳng có gì để mà làm cả. Lúc nãy nó ngồi trên xe cùng với chồng của nó Nó đang nghĩ về cuộc đời nó Bây giờ và sau này Nghĩ một cách thực sự nghiêm túc Trong 18 năm qua Nó bực lắm Bực vì sao bố mẹ của nó Lại không cho nó biết lý do nó phải ở đây Trước khi bắt một người nào đó chết Thì cũng phải cho người ta biết lý do Là vì sao mình phải chết chứ Thế thì chết mới có thể được yên lòng Đằng này nó vừa phải tìm kiếm lý do chính đáng. Tại sao bố mẹ nó lại bỏ ra nó? Lại vừa phải tìm cách để mà đối phó Với cái tên chồng chết tiệt, hàng ngày tìm mọi cách để mà ăn thịt nó. Đúng là điên thật mà. Mỗi lần nó suy nghĩ là lại cảm thấy thật là đau đầu. Người của nó cứ dở dở ương ương như thế đó. Chẳng làm được cái gì ra hồn cả. Còn đang ngồi suy nghĩ muốn nát cả óc thì nó được cô hai gái đem vào cho một phong thư. Sợ dạ thưa cô là có người gửi thư ạ. Ừ, cảm ơn nhé. Nó ngắm nhìn phong thư của mình. Ở Canada gửi qua, không để tên người gửi, không biết là ai thế nhỉ. Nó vội vàng bóc lá thư ra. Toronto, ngày mùng 1 tháng 8. Gửi con gái yêu quý của bố mẹ. Chắc bây giờ con đang thắc mắc. Tại sao bố mẹ lại đem con sang đây. Bắt con phải ở cùng với một người đàn ông xa lạ và bỏ con lại ở một mình. Thật sự bố mẹ xin lỗi con. Xin lỗi con gái thật là nhiều lắm. Trong khoảng 2 năm qua, bố đã chơi thua chứng khoán và thua lỗ rất nhiều. Công ty của bố không thể nào trụ vững nếu như không có sự giúp đỡ của bác Sơn. Rồi, bố vô tình nói về con. Trong một lần gặp mặt bác Sơn, Lúc bác ấy sang đây công tác Bác ấy rất là thích con Bác ấy ngỏ lời Cho con trai của bác ấy được làm quen với con Thế nhưng mà lúc đó con còn nhỏ Bố cũng biết Con đã có bạn trai Vậy cho nên bố đã tự chối khéo Bác ấy Là muốn bố hứa Đến khi con 18 tuổi Sẽ đem con sang Việt Nam Trong vòng 6 tháng Để tiện cho việc làm quen của hai đứa Cho đến tận bây giờ Bố thật sự không cần lý do gì Để mà từ chối bác ấy Bố phải thực hiện lời hứa ấy Đối với bác ấy Con gái à Chắc chắn Có lẽ con đang trách bố lắm có đúng hay không Nhưng con là một đứa con gái mạnh mẽ Bố mong con có thể vượt qua Để giúp đỡ gia đình chúng ta Trong lúc khốn khó như thế này Sau đó Con muốn từ bỏ cả người cha vô trách nhiệm này Thì bố cũng sẽ rất là vui lòng sau 6 tháng nữa Bố mẹ sẽ sang Việt Nam để trước con về Con hãy cố gắng nhé con Yêu con của bố mẹ rất nhiều Ký tên bố mẹ của con Chuyện gì đang xảy ra đây Chơi chứng khoán Thua lỗ Được bác Sơn giúp đỡ Và bây giờ là phải trả ơn sao Sau khi đọc xong lá thư Nó đứng bất động Lá thư trong tay liền rơi xuống dưới mặt đất Đúng là hay thật Cái này người ta gọi là đời bố ăn mặn, đời con khát nước đây mà. Hy sinh về gia đình sau, Cái loại này có được tổ quốc ghi công hay không nhỉ? Hai đại loại cũng phải được ghi vào gia phả lưu truyền ngàn đời sau. Khiến cho con cháu đời đời nhớ tin chứ. Bây giờ nó phải suy nghĩ. Suy nghĩ xem là nó nên làm cái gì khi biết được cái sự thật đau đớn này. Phải rồi, nó phải thật cố gắng để không làm Phật lòng bọn họ. Như thế, họ vẫn sẽ cung cấp vốn cho bố nó làm ăn đi. Phải làm ra nhiều tiền mới có thể giúp mẹ nó khỏi bệnh được. Bệnh tim mà không có tiền thì sẽ chết. Nếu nó không làm theo ý của bố mẹ nó, thì mẹ nó sẽ phải chết. Không được, phải làm theo lời của bố. Không thể nào để cho mẹ nó nguy hiểm đến tính nặng, chỉ bởi vì tính ương ngạnh của nó được. Thời gian cũng chỉ có 6 tháng mà thôi. Phải cố lên nhất định là mày có thể làm được. Mày rất là mạnh mẽ cơ mà. Đã một tuần rồi, tôi vẫn chưa dám làm gì vợ tôi. Ngoài việc là mỗi đêm, tôi thường sờ má vào môi của cô ấy. Quả thật nhiều lần, tôi đã không thể nào kiềm chế nổi. Để nỗi giết chút nữa đã hôn trộm cô ấy. Nhưng mà bằng tất cả nội công thâm hậu của mình, tôi đã có thể né tránh được hành động đen tối đó mỗi đêm nằm ngủ bên cạnh vợ là một lần thử thách trí kiên cường của tôi. Tôi dám cá là thằng đàn ông nào khi nhìn thấy được vẻ mặt khi ngủ của vợ tôi thì nhất định cũng không thể nào kiềm chế nổi. Từng đương hết trên khuôn mặt cổ cô ấy từ đôi má cho đến cây mũi cho đến đôi môi tất cả đều vô cùng là hoàn hảo. Tôi sợ khuôn mặt đầy quyến rũ ấy để nỗi mỗi khi ngủ Tôi chỉ được nằm ở một tư thế duy nhất Là xoay lưng vào vách tường bên kia Để né tránh ánh mắt Khỏi đôi môi đỏ mọng tràn đầy mê hoặc kia Tôi cũng không hiểu tại sao Là mình lại như thế này Nếu như là những cô gái trước đây Thì tôi sẽ quay sang Rồi vô lấy họ Rồi sau khi xong việc Chỉ quần quăng Một vài sắp tiền Thì tôi sẽ là xong chuyện Nhưng đối với cô bé này thì lại hoàn toàn, hoàn toàn khác. Tôi muốn giữ gìn cho vợ của mình. Luôn muốn điều đó sẽ do cô ấy tự nguyện, chứ không phải là do mình bắt ép. Thật đúng là kỳ lạ. Có phải tôi là yêu của bé rồi hay không cơ chứ? Nếu khi xưa, anh không bận tâm bao lời nói. Nếu khi xưa, anh không lặng thinh trong niềm nhớ. Đột nhiên tiếng điện thoại của tôi vang lên. Ado à, tao đây, có chuyện gì thế Hà Việt? Có muốn đi đến quán bao không? Anh ta vừa mới mở đó. Toàn là hàng xinh tươi, trông sướng mắt lắm. Tên là gì chứ? Là Flower. Ba gì mà nghe tên kinh như vậy cơ chứ? À, Flower là chỉ các em xinh tươi như hoa đó. Cha của mày sao lại chậm tiêu như thế không biết cơ chứ? Thôi, những các em gà mở đó lại cho tụi mày đó. Ngày hôm nay là có bão hay sao hả trí? Sao ngày hôm nay mày lại như vậy cơ chứ? Cái thằng này, anh đây có cô em đảm bảo, chúng mày nhìn xong sẽ ngất ngây như là người đu dây đó. Gớm, ừ, máy chạy tốt như vậy sao chứ? Mày chỉ được có mấy chuyện đó là hay thôi. Không phải là cái đó, mà là cái khác cơ. Nếu thế thì tối nay đem đến cho tụi tao chiêm ngưỡng đi. Tao thì sao cũng được, nhưng còn phải chờ ý của người đẹp cái đã. Ok, vậy thì tại quán cơ quận 3, mười giờ đêm nay đến được thì nhất định phải đến đâu nhé ok tạm biệt nó đang nằm đọc sách tự dưng cảm thấy sông lưng lạnh một cách kinh khủng hay ai lại đó canh tị với nhân sóc của nó mà trời xuyên chờ xeo nó nữa rồi thế đó đẹp cũng là khổ lắm chiếu bụ lão giả trí xấu xa hôm nào cũng đi làm đến mức tối mịt rồi sau đó mới trở về còn nó thì chỉ cần ăn chơi rồi ngủ mà thôi nó thấy nó đúng là càng ngày càng vô dụng làm sao ấy. Nó muốn được đi làm, được tiếp xúc với xã hội giống như chồng của nó. Nó muốn có bạn bè, muốn đi chơi, muốn làm tất cả như một người bình thường, chứ không phải là một con búp bê vô dụng suốt ngày phải ở trong tổ kính. Hay nó đi xin việc làm, rồi sau đó thì đi làm. Đúng rồi, có tiền sẽ mua những thứ mà nó thích và coi những người bạn việt nam dễ thương đúng vậy nó sẽ đi xin việc làm nhưng mà nó thì có thể biết làm gì được đây là bán hàng ư không được nó không giỏi tính toán đặc biệt là các khoản tính nhầm chạy bàn ư không được từ trước đến giờ nó có làm việc đó bao giờ đâu còn ra sơ thì sao cũng được đó nhỉ nếu vậy thì nó sẽ đi dạy tiếng anh trình tiếng anh 18 năm của nó chắc cũng đủ để mà kiếm ra tiền rồi đi lúc này có tiếng xe chắc là lão trí về vợ ơi anh về rồi này đúng là ghê quá đi mất xích ra một chút đi không đổi nữa lát nữa chúng ta đi ba đi anh của thằng bạn vừa mới mở cho nên phải đến để mà ủng hộ nó bạn của anh thì anh đi đi bắt em đi theo làm gì cơ chứ em không ưa mấy cái nơi ồn ào đó đâu Em làm sao thế chứ? Điều khoản một của anh chính là không được phép làm anh mất mặt. Tôi ra vờ cơm cư cái điều khoản một đó mà nhắc nhiều lại. Đi thì đi. Động một chút là điều khoản điều khoản. Vậy thì vợ yêu chuẩn bị đi. Xinh xắn một chút cho anh đẹp mặt nhé. Biết rồi, không cần phải nhắc nhở, đúng là mệt mỏi quá mà. Nói rồi vợ tôi leo lên phòng diện, đến gần hai tiếng sau mới bước xuống. Bây giờ thì đi được chưa? Em mặc như thế để đi đó sao? Thì sao chứ? Sexy thế? Định vừa đi cùng chồng lại vừa lừa tình trai thơ hay sao chứ? Ai bị hâm đó à? Thế này mà sexy cái quái gì cơ chứ? Đi ba thì ăn mặc như thế này Còn chẳng lẽ là sai hay sao? Thì quả thật bộ quần áo của cô mặc Không hề sexy như thế nào cả Thế nhưng mà khi tôi nhìn vào Thì lại cảm thấy có một chút không thích Bà hai Đem cái áo khoác dài lên cho vợ của tôi đi Ngay lập tức tôi cất lời phân phó Dạ vâng, thưa cậu chủ Em, cái này mau mặc vào đi Để làm gì chứ? Để quán ba thì đem cao áo khoác để mà làm gì? Anh bảo mặc thì em cứ mặc vào nhanh lên đi Tôi bực mình mà hâm he với cô bé Nhanh lên đi Tôi tiếp tục cất lời thúc giục Chẳng biết cái ông này ăn trúng cái gì Mà lại điên thế không biết Tự dưng là bắt người ta mặc đẹp như thế này mặc xong thì lại bảo là sách gì rồi sau đó lại còn người có một cách vô lý với nó nữa cơ chứ thật đúng là vừa điên lại vừa khó hiểu mà tại quán ta ê đây này trí đại gia đang ở đây vừa vào đến cửa thì thằng việt đã hú hết muốn ắt cả tiếng nhạc rồi wow em bài sinh tươi quá nhỉ hái được hoa ở đâu mà chất lượng thế này Thằng Việt vừa nói, vừa đau mắt liền hồi. Từ đầu đến chân vợ của tôi. Là vợ của tao đó. Tao cấm mày đụng đến. Trí à? Sao tao nghe thấy mát phân phật như thế này? Hôm nay rồng lớn đấy nhỉ? Lại có thể vào đến tận ba. Vợ thật đó thằng kia, cũng không phải là đùa đâu. Tôi thì thầm vào tay của thằng Việt. Thật ư? Sẽ không phải là chém gió đó chứ? Thằng bạn trận tròn mắt, há mồm mà nhìn tôi hỏi là thật một trăm phần trăm. ôi, thế thì tội các em hoa ở đây quá đi mất, lại mất đi một mối lớn rồi đi, tội quá tội quá. anh chí đại gia này đã có vợ rồi đó các em ạ. À. cậu bé bé cái mồm một chút đi, không vợ tao nghe thấy bây giờ. à uh hờ, -huh, đúng là sợ vợ thì sống lâu. nhưng mà em à, em tên là gì vậy chứ? Thằng Việt lại quay sang phía cô nàng, cắt cái tiếng eo éo giống như vịt đực của nó, đêm mò hỏi vợ của tôi em tên là mi ạ rất vui khi được gặp anh vừa nói vợ tôi vừa mỉm cười cười duyên khiến cho bọn thằng việt còi tuần ú vào mình đều đã nghiêng ngửa giống như thằng bị ép thời kỳ quấy vậy mày ơi vợ mày trai quá tụi tao không đỡ nổi rồi đi chuyện vợ của anh mà lạnh ủa nhưng mà thằng phong đi đâu rồi chứ nó đang bận chuyện gì đó cho nên ngày hôm nay không thể tới được cái thằng đó anh em họp mặt làm sao lại không đến cơ chứ Chuyện này thì tao cũng đâu có biết Nó chính là như thế đó Thích làm gì thì làm Làm gì có ai có thể quản được nó cơ chứ Thằng Việt vừa nhai nhấp nhép Mấy miếng trái cây Vừa lia mắt sang hỏi vợ tôi Bằng với cái giọng điệu không thể nào điêu hơn nổi Chồng em xinh quá Bao nhiêu tuổi rồi hả em 18 ạ à? Ôi trời ạ à, trí à Sao mày lại hái hoa bé như vậy cơ chứ Làm vừa là sẽ bóc lịch như chơi đó nó cái ngày tay tôi rơi sau đó nói Có làm gì đâu mà sợ cơ chứ Gì chứ Sao ngày hôm nay mày toàn đem đến tin sốc như vậy cơ chứ Chưa làm gì Chuyện này thật sự là không giống với tác phong của mày đâu nha Gì nữa chứ Tin hay không thì mặc tùy mày vậy Thế thì nhường cho tao đi Tao yêu em này rồi nha Mày dám đụng đến thì tao nhất định sẽ giết mày đó Chỉ đùa một chút thôi mà Làm gì mà phải cay như vậy cơ chứ sau đó thì tụi thằng Việt Chi tám chuyện cùng với vợ của tôi Thật đúng là một lũ trọng sắc kinh bạn Thấy gái đẹp thì bua quanh Rồi sau đó thì bỏ tôi một mình Trông thấy bọn nó nói chuyện Có vẻ rất là vui Chốc chốc lại thấy thằng Việt cười hô hô Hay là thằng Tuấn Ú vỗ đùi bành bạch Tôi bực bội nên quay mặt đi hướng khác Tìm một vài em xinh tươi trong quán Thế nhưng cũng không quên là xem chừng vợ mình giữa đám dây già cạo quậy như vậy đột nhiên tôi thấy tụi nó bắt vợ tôi uống một cốc rượu lớn trông có vẻ như là chúng đang thực hiện kế hoạch uống say như là thường lệ thường làm với một vài em thọt con trong quán vậy này 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 làm sao lại chơi xấu bắt người đẹp uống một cốc lớn như vậy cơ chứ à em mày thua tụi tao trong trò chơi oằn tù tì đó bị phạt như vậy là đúng rồi đi đây đây, để tao uống cho vợ của tao. Wow, trí của mình hôm nay có tiết mục là anh hùng cứu mỹ nhân. Kìa tụi bay. Bọn chúng nó cười khá ố, cắt tiếng chọc quê tôi. Thế nhưng mà tôi vẫn uống. Trong vòng hai tiếng chạy bằng tù thì thì chúng tôi đã uống cần hết hai chai rượu mạnh lại lớn. Vợ của tôi thì thua liên tục. Nên gần như là chỉ cần một chai thôi. Nên gần như chỉ có một mình tôi là uống rượu đó mà thôi. Cảm thấy không thể nào tiếp tục được nữa. Tôi liền ra vơ ma say ngất ngừng. Tuy là mất hình tượng, nhưng vẫn còn có thể là thoát lui được. Vợ diều tôi ra đón xe taxi. Ngồi ở trên xe cùng với vợ của mình. Tôi ngã người sang vợ của mình. Dựa vào vai của cô ấy rồi ngủ. Cảm giác lúc này làm sao ấy nghỉ. Sướng run cả người. Vai của vợ tôi vừa mềm giờ lại còn vừa mát. Mỗi lần tôi hắng giọng ho, khục khục khục, thì cô ấy lại vứt nhẹ ngực của tôi. Thật sự là cho tôi, qua hết đêm nay, cũng bắt tôi chết thì vui lòng rồi đi. Gần 20 phút sau, nó và chồng nó cũng đã về được đến nhà. Nhờ bà hai cho nên tụi nó đã leo được lên đến tận giường một cách an toàn. Ông chồng già hăm hố của nó đã say đến mức là không thấy đường ở đâu cả. Đúng là bực điên cả người rồi mà. Mỗi lần ông ấy ho, làm cho nó lo lắng muốn chết. Chỉ sợ ông ấy phong ế bừa bãi Ra xe của nhà người ta. Nhìn cái mặt của ông ấy ngủ lúc mà xem. Trông chỉ muốn đấm cho một phát mà thôi. Mà đúng rồi, sao lại không lợi dụng lúc hắn ta ngủ, mà hành hạ hắn ta nhỉ? Nghĩ là làm, nó nhẹ phóc lên trên người của hắn, rồi sau đó lên đã ngồi chém chỉ lên trên bụng chồng của nó sau đó nó dùng hai tay mà bấu vào mặt của lão ta rồi sau đó ra sức mà đập đầu hắn xuống gối vừa đập nó vừa cất tiếng hết ra ai này bắt bè này dê cụ này khó ưa này sau mỗi từ này là một tiếng tiệm bụp 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 rồi lại bụp 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 Hàng chục tiếng bụp 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 phát ra liên tục cùng với những tiếng mắng chửi của nó được một lát, nó lại quay ra giường, ma thơ hôn hình. Đầu gì mà nặng thế không biết. Vợ của tôi đúng là ác thật đó. Đã ngủ chung giường đắp chung chăn như thế rồi, mà lại còn đầy đoạ tôi như thế như vậy. Không phải nói, cái khoản này là đầy đoạ thể xác, mà là cái kiểu cô ấy đang ngồi trên người của tôi vào lúc này đó. Thật đau đớn thay, là cô ấy đang mặc một chiếc váy một chiếc váy chính hiệu. Thế mà vợ của tôi lại đang làm cái gì vậy chứ? Cô ấy đang ngồi lên bụng của một thằng đàn ông đang say và đang cố gắng để mà kiềm chế. Tôi cũng không biết là phải làm gì cho phải nữa. Kiềm chế hay vật ngay cô ấy ra giường và làm cái chuyện gì đó mà ai cũng biết là cái chuyện gì đó đây. Vợ tôi đúng là thích thử thách thật mà. Đã bảo là không có sức chịu đựng rồi mà lại cứ muốn thử thách về hoài như vậy là sao cơ chứ? Cuối cùng thì tôi phải vận động tất cả các dây neuron thần kinh chạy ngay về não của mình để mà áp đảo những ý nghĩ xấu xa của mình đi. Nhưng một chút rượu còn sắt lại đã mạnh mẽ mà hạ gục tất cả. Tôi vừa định chồng lên người của mình để thì cô ấy đã đổ vật ra giường thờ hồn hình. Có vẻ rất chi là mệt mỏi. Sau màn hành hạ thể xác và lý trí của tôi vừa rồi. Chỉ có Chúa mới có thể chứng minh được là tôi đã thờ vào một thời nhẹ nhõm như thế nào. Đến mức là còn chưa kịp làm gì đến thân thể của cô bé. Chỉ nằm ngủ chừng được 5 phút thì vợ tôi lại quay sang chọc máy khuôn mặt của tôi. Cô ấy sờ má của tôi đến môi của tôi rồi lại cả mũi của tôi. Mỗi lần tay cô ấy chạm vào da thịt của tôi thì cả người của tôi giống như có một luồng điện chạy qua lên hồi từ não cho đến chân rồi lại từ chân cho đến não con trai gì mà da mịn như vậy cơ chứ thật đúng là giống con gái quá đi mà đâu vợ mẹ đi chết người như thế này mà giống cái cái gì cơ chứ tôi nói thầm ở trong lòng ôi nhìn cái môi này mà xem giống môi cá trê thị nở quá đi Điên à thì nở cái quái gì cơ chứ Đôi môi nóng bỏng Là bao cô gái còn đang thèm khát đây này Lại xem cái mũi này đi Eo ơi mũi tẹt dí Trông đúng là sâu chết đi được Chắc là đang đùa chắc Mũi rọc rơi như thế này Mà lại có thể nói mũi của tôi Là mũi tẹt hay sao Anh này Nếu em muốn đi làm có được hay không hả anh Cái gì cơ Cô ấy đi làm Là để cho thằng khác nó dụ đi mất hay sao Mới là không được Nhất định là phải ở nhà Anh có thể dư sức để mà nuôi em nha Em muốn đi làm Muốn có bạn Muốn được bận rộn như anh Em không muốn trở thành một con búp bê Vô dụng đâu Để làm chi cho mệt thân cơ chứ Có bạn làm thì nó dụ dỗ cho không đó Ở nhà chăm lo cho chồng Cho con còn chưa xong Mà lại còn đòi bận bịu nữa hay sao cơ chứ Đúng là búp bê sương chết đi được Còn muốn làm gì nữa chứ em sẽ đi dạy tiếng anh ở trung tâm anh văn ngày mai em sẽ đi tìm việc làm đã nói là không cho đi nhất định phải ở nhà ở nhà đi mau phục vụ phụ chồng cô nói chuyện trong thầm lặng sợ hai người cứ thế mà tiếp tục đúng lúc này có tiếng chuông điện thoại vang lên alo là ai gọi đến vậy chứ ôi trời ạ à, Ryan em nhớ anh rất nhiều anh có biết hay không chứ Brian ư? Ừ. Cái gì mày nhớ nhiều lắm? Hay tên đó chính là người yêu của cô ấy nhỉ? Khôn kiếp. Tôi lúc này chỉ muốn là xong ra phía bên ngoài. Để mà nghe xem cô ấy đang nói cái gì. Tại sao không ở trong đây mà nói? Ra ngoài kia trốn chồng, để tâm sự với trai. Tuy rằng trong lòng của tôi cảm thấy rất rất là tức giận. Thế nhưng mà, tôi cũng đã mơ hồ nhận ra một mối nguy hiểm lớn. Đang dần dần là tới gần rồi. Anh này Em có chuyện muốn nói Ngày hôm nay khi chúng tôi Đang ngồi ở trên bàn ăn Vợ của tôi ngước mắt Chờ đợi sự phản ứng của tôi Có chuyện gì Tôi cất tiếng đáp lại Ngày hôm nay Em sẽ đi xin việc làm Và... và gì nữa chứ Cái đó hai tuần sau Bạn trai của em sẽ sang đây Có lẽ là vào giữa tháng này Đó là chuyện của cô Nói với tôi để làm gì cơ chứ Thì em cũng chỉ nói để cho anh biết Mà chuẩn bị thôi Tôi thì chuẩn bị làm cái gì Cô lo mà tiếp đón người yêu của mình đi Một lát nữa cô bảo anh Dũng Đưa đi xin việc làm Còn tôi phải đi đến công ty sớm Vừa nói rất lời Tôi liền xách cặp đi ra thật là nhanh Tôi đi làm sớm hơn mọi ngày Chỉ là để muốn trốn tránh Trốn tránh cái thực tại là người đàn ông mà vợ tôi yêu đang đến, đang đến và muốn cướp cô ấy rời khỏi tôi. Điều này thì cũng phải thôi. Tôi cũng đâu phải. Là gì giữa họ chứ? Là một thằng vô duyên chăn chăn vào trong cuộc sống hạnh phúc của hai người, hay là một ông chồng hờ để có thể hoàn thành được bổn phận và lời hứa giúp bố của mình? Nhưng tại sao trong đầu của tôi lại cảm thấy là khó chịu như thế này? Giống như cổ họng nuốt phải thứ gì đó đáng ghét Tôi nên buông xuôi tất cả mọi thứ Để cho nó trở về vị trí của nó đáng phải như thế Hay là đứng lên để mà giành lại đây Phải giành lại cái thứ được gọi là tình yêu Và hạnh phúc kia sao Liệu nó có thuộc về tôi hay không Chỉ là một thứ xa xỉ Mà không bao giờ tôi có thể với tới được Làm gì mà tôi tôi cô cô như thế kia cơ chứ Người ta có lòng tốt nói cho mà nghe Thế thôi Mà làm gì lại cớm như thế này Mới sáng sớm Nhìn thấy mặt của hắn như vậy Thì cô đã cảm thấy rất là xuê dẻo rồi Biết vậy lúc nãy Chăng thêm nói cho hắn nghe đi Anh Dũng ơi Nhà mình có xe căn máy hay không vậy hả anh Đi xin việc làm mà đi bằng xe hơi Thì có vẻ là hơi kỳ Dạ vâng có thưa cô Nhưng để trong gara quá lâu Cho nên hơi bẩn để tôi trở lại một chút nhé Dạ vâng ạ Anh nhanh nhanh giúp cho em nhé Dạ vâng Xin cô chủ đợi một lát ạ May là cái mặt hãm tài của tên trí Không làm mất điểm lành của nó Cuối cùng Thì nó cũng được nhận vào làm Với chức vụ sao viên dạy tiếng Anh Cho trẻ em tại trung tâm IGT Công nhận Con trai Việt Nam Ai cũng khôi ngô tấn tú cả Đền hình như cái ông quản lý của nó đây đẹp trai hơn cả ông trí già bởi vậy nhân viên xinh đẹp thì phải có quản lý khôi ngô nó mới có thể phù hợp chứ hình như anh ta tên là phong thì phải do lớp học của nó phụ trách thiếu người cho nên nó đã vào dạy luôn nó thích các bé lắm vừa xinh xắn lại còn vô cùng đáng yêu nữa bỗng nó mơ đến những đứa trẻ của nó và ryan nhất định chúng cũng sẽ đáng yêu và dễ thương như thế này đi Ôi sao nó lại yêu Ryan đến thế nhỉ Nó mong hai tuần Có thể nhanh nhanh trôi qua Để cho nó gặp được Ryan Được ôm lấy anh Người mùi hương ở trên người của anh ấy Bà hai à đã có cơm chưa Cho đói bụng quá rồi đó Nó vừa về đến nhà Với cái bụng kêu rồn rột Dạ thưa cô chú Hôm nay có bà và các em của cậu chủ Lên thăm cậu chủ Nên đồ ăn vẫn chưa làm xong ạ à bà nào ạ?" Nó vừa hỏi, vừa nhìn vào bên trong nhà. "Dạ, là bà ngoại của cậu chủ ạ." "Là ai thế hả bà hay?" Đột nhiên nó nghe thấy có tiếng người lạ từ trong nhà nói vọng ra. "Dạ, là cô chủ, vợ chưa cưới của cậu chủ ạ." "Đâu, bà gọi nó vào đây cho tôi xem nào." "Dạ vâng ạ, cô chủ mời cô." Nó nghe lời tiến vào bên trong, với dáng vẻ lo lắng. Nghe giọng nói thì chắc có vẻ Là một bà cụ khó tính đây Giọng cho lẻ thế kia Chắc là sẽ giống với phù thủy đi Chỉ cần nghĩ đến thôi Nó đã cảm thấy sợ hãi Tiếng có cửa vang lên Người ở bên trong cất tiếng Vào đi Dạ cháu chào bà Cảnh tượng gì thế này Là một bà lão ngồi ở trên ghế bành Quay lưng về phía cửa sổ Một đám trẻ con đứng xếp hàng sau lưng cũng quay lưng về phía cửa sổ nốt trong bọn họ rất là hình sự và kỳ bí bà ơi cháu chào bà nó vừa gọi vừa tiến lại gần nhưng nó vừa chạm vai của bà cụ thì đột nhiên một tiếng hù vang lên Tụi con nít và bà cụ đồng loạt tháo mặt nạ ra nó xém một chút thì té xỉu. bởi vì tụi con nít thì đang mặt nạ quỷ còn bà lão thì đèo nguyên một cái mặt nạ phù thủy to thật là to Bina, à, Mau lại đợi chị dậy đi Còn có sao không Cháu dâu yêu quý của ta Dạ dạ cháu không sao ạ Nó vuốt vuốt một vài giọt mồ hôi lăn tấm. Bà của tên trí có khác Màn chào hỏi cũng khác với người thường quá rồi đi Xin giới thiệu với chị Đây là bà ngoại của anh trí Lúc này một thằng bé lớn nhất Trong đám con nít Lót chất chống lạnh Mà lớn tiếng nói Còn đây là bé Chu, 5 tuổi, đây là cô Bo, 6 tuổi, anh của bé Su. Đây là bé Na, 5 tuổi. Đây là cô Bin, 5 tuổi. Và cuối cùng là em, cô Bin, 7 tuổi. Thế còn chị, chị là ai? À, chị, chị là bạn gái của anh Trí. Thế anh Trí là của chị sao? Ừ. Bà nội ơi, con không chịu đâu. Con muốn anh Trí là của con, của con cơ. Bé Su sẽ lên đành đạch khóc lên ẩm ĩ Ngoài nào bé Su, con còn nhỏ, không lấy được anh Trí. Anh Trí thích người lớn như chị đây mới được Con có hiểu không chứ Thế còn lớn thì anh Trí sẽ là của con Có đúng hay không hả bà Ừ là của con Thế thì cho chị mượn anh Trí Đại ca đẹp trai của em đó Đến ừ. lúc em lớn thì nhất định chị phải trả lại cho em đó nha Nhớ phải giữ lời đó Nhất định là phải trả lại anh Trí cho em đó Cô bé sưng đôi mắt Tò mọc nước của mình lên Nhìn nó rồi sau đó cất tiếng Ừ Để đến khi bé xu lớn chị nhất định sẽ trả lại mà. Mà dù là trả lời như thế thôi, nhưng trong bụng của nó là đang cười thầm. Tới khi đó, anh Trí đẹp trai của em có lẽ đã trở thành ông cụ mất rồi đi. Chị ơi, chị thật là xinh nha, chị tên là gì thế? Lúc này, cô bé con tên là Na cười tiếp mắt quay sang hỏi nó. Chị tên là Mi. Chị Mi, chị Mi là bạn gái của đại ca. Thế mình gọi là gì hả anh biết nhỉ? Anh Trí gọi là anh Trí đại ca. Thế chị Mi gọi là gọi là chị Mi sơ tỷ. Có đúng không? Đúng mà. Anh nghe ở trên phim người ta hay gọi như thế đó. Chị Mi sơ tỷ, chị Mi sư tử. Ê ê ê, bé nà Em gọi sai rồi, là chị Mi sơ tỷ, chứ không phải là chị Mi sư tử đâu. Ta Đã... thì chị Mi sư tử à tỷ ạ. À. Đông lúc này, tiếng mở cửa vang lên. Anh Trí về, anh Trí về kìa. Ngay lập tức tụi trẻ con liền ảo xuống giống như là vỡ trận. Bà lão chỉ nhìn theo bọn nó mà cười tươi. Thôi được rồi, chúng ta mau xuống ăn cơm thôi con. Dạ vâng ạ. Trong bà lão rất hiền tư và đẹp lão. Cũng không hề giống như trong trí tưởng tượng của nó một chút nào cả. Bà có vẻ rất là vui tính nữa. Cái tên trí xấu xa kia. Sao lại có thể có một người bà tốt tính như thế cơ chứ? Thật là chẳng vui cho nó. Chưa bao giờ nhìn thấy mặt ông bà của mình cả. Nó cùng với bà đi xuống dưới lầu, thì đã thấy tên trí, tay ôm đứa này, tay bế đứa kia. Hình như bọn nhỏ chắc là thích hắn thì phải. Bà, sao bà lại lên đột ngột như vậy chứ? Không nói con về thăm bà. Bà làm gì phải lên đây cho mệt cơ chứ? Mệt cái gì đâu, cách chỉ có 10 km. Làm như ta giận ở tận đâu không bằng. Ta muốn dẫn tụi nhỏ lên thăm con cùng với vợ của con. Ta muốn xem mặt cháu dâu tương lai. Trông xinh xắn dễ thương. Cháu đúng là biết chọn đó trí à? Bà tưởng con là ai chứ? Con là trí cơ mà. Anh trí à? Sau này xu lớn, anh trí phải bỏ chị này đi. Anh trí chỉ là của xu thôi. Bé xu vừa nói, vừa nếp vào bên lòng của tên trí. Vẻ mặt làm đúng, trông yêu không chịu nổi. Được, anh trí yêu nhất chính là bé xu này. Cả em nữa em nữa, Bế em với anh Trí, em cũng muốn bế cơ. Cả tuổi con nít lại bắt đầu lao nhào, nhốn nháo hết cả lên. Thôi từ từ anh Trí sẽ bế. Bây giờ các con phải để cho anh Trí ăn cơm nữa chứ. Mà ăn cơm thôi, các đàn em của ta. Yeah, mà ăn cơm thôi. Trong tụi nó bây giờ sống như một bọn giặc cỏ. Cái ông Trí này đã 25 tuổi đầu rồi. Mà làm như vẫn còn trẻ trông lắm không bằng. Nghĩ nhà nhĩ nhảnh trong kinh thế không biết đưa mắt mà nhìn theo cả một đám người trước mặt nó trong lòng thầm chế bay bữa cơm ồn ào bát nháo sau một lúc cuối cùng cũng đã kết thúc bà rất là thích nó cắt thức ăn cho nó liên tục làm cho tên minh trí cành tị hết đỏ cả mắt đúng là chuyện nó xinh tươi dễ thương như vậy cơ mà ai cũng cắt thức ăn cho nó chỉ có bé xu đứng về phía tên minh trí già đó mà thôi chồng nó đúng là trẻ không tha gà và không bảo mà sau màn ăn uống cả nhà cùng quây quần bên nhau xem TV. mấy đứa trẻ quần lấy tên trí không thôi hắn thì nằm đêm mặc cho tụi con nắm còn hắn ngồi tụi nó ngồi hắn đi thì tụi nói đi lão đẽo thao sau giống như hình với bóng anh trí à anh có mỏi lưng không em đấm lưng cho anh trí nha ừ đấm bắp cho anh đi vậy thì em đấm lưng còn em thì sẽ bắp chân còn em thì sẽ bắp tay Thằng Vin, Bò, Bi đều có sở thích. Chỉ làm con bé Na và số đứng nhìn nhau. Em sẽ so bóp đầu cho anh Trí. Bé Na lúc này hí hưởng bởi vì khám phá mới của bản thân mình. Nó cười tít mắt chạy đến xoa so đầu xoa so mũi của tên Trí. Con bé Su đứng được mặt rồi sau đó méo máu khóc. Bỗng nhiên nghĩ đến điều gì? Nó tươi tình hẳn lên. Nhảy phốc lên sofa rồi sau đó lên cất tiếng hô to. Thế thì em sẽ bóc mông cho anh Trí. Tôi trẻ con, kể cả cả bà ngoại và nó. Nghe thấy lời nói này, thì đều bật cười nghiêng ngả trước sự vô tư của bé Du. Chỉ có tên Minh Trí, là ngượng ngùng khuôn mặt đỏ như là cấp chín. Hắn lèo nhèo cái gì đó, rồi sau đó gãi gãi đầu cất bước đi lên phòng. Tuổi trẻ con thấy vậy, thì cũng lon ton mà chạy theo sau. Nó nhìn theo tuổi trẻ mà tự cười một mình. Bắt chợt bà hoài nhẹ nó. Con không yêu thằng trí của bà có phải không ạ? À? Bà, bà hỏi gì lạ thế hả? Con cũng không cần phải giấu bà đâu. Nếu như con yêu nó, chắc chắn lúc nãy trong bữa cơm, con cũng sẽ không hơi hợt với thằng trí như thế. Quả thật là nó ngạc nhiên đến độ cường đơ cả người. Là sao bà lại biết nó hơi hợt với tên trí nhỉ? Lúc nãy ở trong bữa cơm, nó cũng đâu có làm điều gì Gây sự chú ý đâu Tại sao lại có thể biết rõ chứ Nếu con yêu nó Lúc nãy khi ăn cơm Con sẽ quan tâm tới nó Cắt thức ăn cho nó Hỏi nó có ngon miệng không Kể cả khi nó vừa đi làm về Bà đã thấy con không hề hỏi nó có mệt hay không Đó không phải là biểu hiện Của hai người sắp cưới nhau Ta nói có đúng hay không chứ Bây giờ thì nó cứng cả miệng Sau khi nghe bà hỏi Nó mới hiểu hết cái câu Đúng là càng càng ra càng cay, lại như thế nào. Nếu như bà biết rồi thì con cũng xin nói thật. Thật ra thì con và anh trí cũng chỉ là đóng kịch thôi ạ. À. Và cả đêm đó, nó và bà ngồi tâm sự với nhau. Nó nói cho bà nghe về việc nó miễn cứng sống với trí như thế nào. Nó kể cho bà nghe về tình yêu của nó với Ryan như thế nào. Nó kể cho bà nghe nhiều lắm, kể cả chuyện từ trước tới giờ. Nó chưa bao giờ kể cho ba mẹ của nó nghe cả Ngược lại Là bà kể cho nó nghe về Trí Và cuộc sống của Trí Từ trước khi nó đến Bà kể cho nó nghe Về chuyện Trí đã ăn chơi chắc táng như thế nào Chuyện Trí đã cố gắng nỗ lực Để không làm cho bố thất vọng ra sao Ngay cả chuyện Trí phải chịu đau đớn như thế nào Đối với cuộc sống Không có mẹ từ nhỏ Bà kể cho nó Nó nghe Nó hiểu rồi nó thấm thấm từng cái cảm giác của trí nó như là trí sống lại từng khoảnh khắc đau buồn quán tự nhiên nó thấy người đàn ông này không giống như nó nghĩ anh ta thật là mạnh mẽ thật là kiên cường nhưng cũng thật yếu đuối và tình cảm rồi nó cảm thấy buồn ngủ nó liền ngủ gục vào vai của bà luôn cảm giác rất yên bình và dịu dàng đó là một cảm giác mà nó chưa từng có bao giờ chìm vào trong giấc ngủ nó nằm mơ nó mơ thấy mình yêu mình sống và mình coi những đứa con xinh đẹp cùng với một người đàn ông thế nhưng mà người đàn ông đó lại không phải là ryan mà đó lại chính là minh trí bì yeah, à em có không sao chứ à em không sao uống nước cho tỉnh táo đi em có tâm sự gì sao à không có gì đâu anh à em thì làm gì có tâm sự gì chứ nếu như có thì cứ nói ra đi cho nhẹ lòng Ừ, cảm ơn anh Về điều gì chứ? Vì tách cà phê này Nó vừa nói Vừa nâng cốc cà phê lên Và cười với Phong Đó chính là xếp của nó Rất là dễ thương và tinh tế Có đúng hay không chứ? Phải chia ông trí xà kia được một nửa Như xếp của nó thì thật là tốt quá rồi Nó đi làm được mấy hôm rồi Chỉ còn bốn ngày nữa thôi Tình yêu của nó sẽ ở đây Ở bên cạnh nó mọi lúc mọi nơi Nghe đến đã cảm thấy vô cùng vui vẻ rồi. Nhưng dạo này, nó cũng cảm thấy rất là mệt mỏi với ông chồng già của nó lắm. Kể từ ngày nó thông báo tin tức Ryan sẽ bay về đây, thì ông ta đã đổi tính hẳn. Sáng thì đi miết, tối thì về hâm hè rồi to tiếng với nó. Trông có vẻ cậu cần dữ tận hơn trước đây rất nhiều. Tại sao lại như thế chứ? Mà thôi, mặc sắc ông ấy. Bây giờ đối với nó chuyện Ryan sẽ quan trọng hơn rất là nhiều. Tôi ngồi ở công ty, mà trong lòng nóng như là lửa đốt. Cảm giác cũng rất là bực tức. Vợ tôi kể từ ngày biết tin là bạn trai sẽ bay về đây. Thì tôi tỉnh hẳn lên. Lúc nào cũng cười tươi. Cười tít cả mắt luôn mấy bực cơ chứ. Đã sống cùng với nhau được một tháng rồi. Chẳng nhẽ cô ấy không có một chút tình cảm gì. Cùng với tôi hay sao chứ? hay cũng phải rung động nhẹ một chút trước sự đèn trai và tích cực của tôi chớ nhỉ đằng này hình như là càng sống cùng tôi thì cô ấy lại càng muốn rời xa tôi nhiều hơn nữa khoảng cách của chúng tôi cách xa nhau càng ngày càng lớn hơn và bây giờ thứ tôi sợ nhất lại đang đến gần đây là những thứ mà lần đầu tiên tôi biết đến tôi sợ hãi một điều gì đó và cũng là lần đầu tiên Tôi cảm thấy vô cùng là bế tắc. Tôi không tìm được một con đường nào để giúp cho tình yêu của tôi. Tôi chỉ biết ngồi ở đây để mà tự trách bản thân mình thật là yếu hèn ngu ngốc mà thôi. Ngày hôm nay là ngày nó vui nhất từ khi đến Việt Nam này. Nó thức dậy rất là sớm, lanh quanh chuẩn bị. Ryan sẽ là đắp máy bay đi đến Việt Nam vào lúc 9 giờ nhưng mà từ 6 giờ Nó muốn ngày hôm nay Chồng mình sẽ thật là đẹp Thật là tươi tắn Mọi thứ nó đều cũng đã chuẩn bị xong Bây giờ chỉ còn việc là tìm người đưa nó Đi đến sân bay nữa mà thôi Nhưng là ai bây giờ nhỉ Anh Dũng đã về quê từ ngày hôm qua Bây giờ Chỉ có mỗi là chồng của nó rảnh Nên có nhờ chồng nó Khi không đây Lại là người yêu của nó Chắc là không sao đâu Vợ chồng hờ thôi, chứ có phải là thật sự đâu, mà cảm thấy sợ hãi cơ chứ. Cái đó anh chí này. Có chuyện gì? Anh có thể đưa em ra sân bay không? Để mà đón Ryan đó. Sao lại không trả lời cơ chứ? Hay là, là không muốn đi? Anh không cần lo, chỉ cần đưa em ra ngoài thôi. Về phần chúng em sẽ đón taxi. Và lại Ryan cũng cần phải thế khách sạn, vậy cho nên Sao lại im thiên thít như vậy cơ chứ? Chẳng lẽ là không muốn hay sao? Ai nói với cô là tôi không rảnh. Đợi một lát nữa đi. Cái gì vậy chứ? Cô ta vừa bảo mình đi đón cùng người tình sao? Lại còn tìm cách đuổi kéo mình đi khỏi đó nữa chứ? Tôi đi. Để xem hai người muốn làm gì thì làm hay sao? Đừng có mà mơ. Ngày hôm nay nhất định là phải làm cho ngô ra khoai mới được. Hơn hà hớn hở. Đúng rồi. Thích lắm rồi, người yêu đến tận nhà tìm cơ mà, không vui mới là lạ đi. Anh có thể chạy nhanh lên một chút có được hay không? Đã trễ giờ rồi kia kìa. Này, có biết chạy nhanh là rất nguy hiểm hay không cơ chứ? Mọi hôm khác, nhưng hôm nay thì khác. Chạy nhanh lên. Có giỏi thì lên mà chạy đi. Không nói với anh nữa. Anh có thể chạy nhanh lên dùm tôi được hay không? Nhìn cái mặt kia mà xem. Đúng là muốn gặp người yêu quá rồi đi lại còn dám lên tiếng với anh nữa chứ. Đã thế này, anh sẽ chạy giống như là rùa bò cho mà xem. Tại anh đó, đã làm hỏng việc hết của người ta rồi. Người yêu của cô còn chưa có ra đâu. Làm gì mà rơi rắm lên như vậy cơ chứ. Đây là lần thứ hai. Tôi phải đứng đón người ở trên sân bay một cách miễn cưỡng như thế này. Cảm giác trong lòng thật sự vô cùng chán ghét. Tôi cũng không muốn như thế này đâu. Thế nhưng mà, Tôi không muốn nhìn người con cái yêu Nằm ở trong tay của kẻ khác Tôi không hề muốn một chút nào cả Anh Chí này Anh Có chuyện gì vậy chứ Nếu như anh không muốn chờ Thì cứ trở về trước đi Trong anh có vẻ mệt mỏi rồi thì phải À Bây giờ thì muốn Là đuổi hắn đi cho có không gian chân tư đó hay sao Thôi được rồi Tôi cũng chẳng muốn đứng ở đây Để mà cản trở công việc yêu đương của hai người đâu tôi đang làm gì đây không cho tôi ở lại sao tôi muốn giữ người mình yêu muốn cho tên kia biết rằng cô ấy bây giờ vốn đã thuộc về tôi muốn đấm vào mặt tên kia vì tôi dám quay lại để mà đưa vợ tôi đi thế nhưng mà tôi có lý do gì để mà trở lại cơ chứ có lý do gì để nói đó là người yêu của tôi có lý do gì để đấm thẳng vào mặt của tên đàn ông kia bởi vì tất cả đều không thuộc về tôi sự thật là nó chưa bao giờ thuộc về tôi cả chưa bao giờ tuy không thể ở tại đó nhưng mà tôi vẫn quan sát mọi thứ tôi chui vào trong xe rồi sau đó liền dùng ống nhỏm mà nhìn xem vợ của mình cô ấy đang ngồi ở hàng ghế ngoài hành lang mà mỉm cười trông cô ấy thật sự rất đẹp nụ cười đó bao giờ mới là của tôi đây bao nhiêu suy nghĩ đó đều hướng về phía của cô ấy hai tôi chỉ là một kẻ ở phía bên ngoài mà nhìn em ấy vui vẻ cùng với một người đàn ông khác bất chợt tôi thấy cô ấy đứng dậy rồi tôi thấy cô ấy gọi tên của ai đó hắn mỉm cười tiến lại phía cô ấy hai người bọn họ trông thật sự là vô cùng vui vẻ cô ấy ôm rồi khôn lên má của tên kia Nhìn thấy cảnh này thì tôi cảm thấy đầu của mình nóng lên. Đúng là điên tiết thật. Có ai giống như tôi hay không? Lẽ lút nhìn vợ mình ôm hôn một người đàn ông khác mà lại chẳng thể nào làm gì được cả. Được khoảng 15 phút sau, tôi nhìn thấy hai người bọn họ lên xe. Tôi sau đó cũng vội vã, lái xe theo sau. Tôi thấy bọn họ ké vào một khách sạn. Tuy biết đó là thuê phòng cho tên kia ở, nhưng mà trong lòng của tôi vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Tôi ở phía bên ngoài đợi, mà trong lòng lại nóng như là lửa đốt. Bọn họ làm gì ở trong đó, mà lại lâu đến mức như vậy cơ chứ? Liệu hắn ta có lợi dụng vợ của tôi hay không? Lúc đến gần tôi dường như là không thể nào chịu nổi được nữa. Thì đúng lúc này bọn họ bước ra xe, rồi sau đó lên đi tiếp. Tôi lao theo, mà chẳng cần suy nghĩ cũng không hề biết rằng tôi sắp vừa phải nhìn thấy một cảnh mà tôi không nên nhìn thấy. Hai người thuê phòng xong thì Ryan muốn dẫn nó đi thăm mọi thứ trong thành phố này. Nó dẫn Ryan đi đến khu giải trí, đi lượn phố, đi ăn các món ăn ngon ở Sài Gòn. Nói chung là những thứ nó biết được về Việt Nam sau những lần đi chơi cùng với các chị trong trung tâm nơi mà nó làm việc chơi gần cả một ngày thì hai người đi hóng mắt ở ven thành phố chọn nơi đẹp nhất gần bờ hồ nó cùng với ryan ngồi xuống rồi xem mặt trời lặn cảnh vật và ryan ở bên cạnh làm cho nó say mê nó chợt thấy ryan sao lại đẹp như thế còn đẹp hơn tất cả những cảnh vật mà nó đang được nhìn thấy ở đây đột nhiên ryan nhìn thẳng vào mặt của nó rồi cất tiếng nói sao à anh có chuyện muốn nói với em có chuyện gì vậy hả anh chúng ta chúng ta chia tay nhau nhé chuyện gì thế này brian vừa nói điều gì với nó vậy chứ có phải là nó đã nghe lầm rồi hay không anh anh vừa nói gì thế chứ anh biết anh nói ra điều này sẽ khiến cho em cảm thấy rất là đau lòng nhưng thật sự anh nghĩ chúng ta không thể lại yêu nhau được nữa anh đã có người yêu mới rồi anh không muốn có lỗi với em nên bay sang đây và nói cho em biết sự thật anh thật xin lỗi đau thật là đau quá trái tim của nó đau đớn như muốn nứt tắt ra nhớ giọt nước mắt bất giác mà lăn dài ở trên khuôn mặt nó không thở được nữa có thể ai đến đây giúp nó có được hay không ai đó có thể nói cho nó biết đây không phải là sự thật mà chỉ là một giấc mơ thôi có được hay không? Đó chỉ là mơ thôi mà Anh... anh đừng có đùa như thế chứ Không đâu sao ạ à? Đó chính là sự thật Anh rất tiếc Nhưng phải nói rõ với em điều đó Anh xin lỗi Đi rồi Tình yêu của nó đã đi rồi Ryan đã bỏ nó đi rồi Tại sao lại như thế chứ Cậu xin anh hãy quay trở lại đi mà Nói về nó tất cả chỉ là đùa Và anh ta vẫn còn yêu nó Ryan à. nhưng mặc kệ lời kêu gọi của nó thì ryan vẫn leo lên xe rồi sau đó cắt bước bỏ đi cũng không hề quay lại nhìn thấy nó dù một lần xem như thế nào trái tim của nó cảm thấy vô cùng đau đớn nước mắt của nó rơi càng ngày càng nhiều là nước mắt hay là máu từ trong trái tim của nó chảy ra như thế cơ chứ nó cảm giác trong lòng của mình bạn đắng đau đớn ai đó có thể cứu giúp nó thoát khỏi được vòng xoáy đau đớn này hay không? Nó bật khóc nức nở, rồi sau đó cứ thế mà nấc lên từng tiếng, nước mắt rơi xuống càng ngày càng nhiều hơn, cứ thế mà làm nhẹ ướt cả cảnh vật ở phía xung quanh. Nó khóc đến độ lọc không kịp thở, đau đớn quá, trái tim của nó giống như bị ai đó đục khoét ra vậy. Rồi sau đó nó nhìn thấy có một người con trai, đi đến rồi dìu nó đi giúp nó thoát ra khỏi những đau khổ đó. Thế nhưng ở trên người này, lại không có mùi của Ryan. Đó không phải là Ryan của nó. Không phải là người nó mong chờ. Đó là ai vậy chứ? Có thể lên tiếng hay không? Lên tiếng nói cho nó biết. Là mọi chuyện không phải là sự thật. Nó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Mọi chuyện không phải là như thế. Chỉ là một cơn ác mộng. Sau khi nó tỉnh lại, thì tất cả mọi thứ sẽ quay trở lại như là bình thường. Ngày đầu tiên tôi đến Việt Nam. Sau khi nói lời chia tay với em, tôi đã quay lưng bỏ em lại một mình nước nở với hai hàng lệ tuôn rơi. Trời đông mưa, ông trời cũng giống như đang khóc cho sự ngu ngốc của tôi hay là khóc thương cho cuộc tình đang giang dở của hai chúng tôi đây. Em cảm thấy đau lòng tôi cũng cảm thấy đau lòng lắm trái tim của tôi cũng giống như là bị dao cắt vậy khi nói lời chia tay với em tôi đã cố gắng nói thật là nhanh thật là trôi chảy giống như bản thân mình đã tập trước cả hàng trăm lần tôi không muốn để cho em biết rằng trái tim của tôi cũng đang đau đớn đến mức là muốn chảy máu mà nó thực sự cũng đã chảy máu nó đang kêu gào thật sự xin lỗi bởi vì phải nói dối em bởi vì thật ra, tôi vẫn còn yêu em, yêu em rất nhiều. Nhưng tôi đành phải ra đi, để cho cả hai người có thể có được hạnh phúc. Quay lần đi. Tôi nghe thấy giọng em yếu ớt mà gọi tên tôi, thế nhưng tôi không thể dừng lại, không thể quay lại, bởi vì tôi sợ. Tôi sợ khi mình quay lại rồi, thì sẽ không thể nào rời đi được thêm nữa. Tôi sợ khuôn mặt đẫm nước mắt của em. Sợ ánh nhìn trách móc Sọng nói ngọt ngào tha thiết của em Tôi rất là hèn nhát và yếu đuối Có đúng hay không? Bây giờ tôi ngồi đây Nhìn ngắm màn mưa rơi tầm thả Nhớ lại kỷ niệm ngày xưa của hai người Lần đầu tiên khi hai chúng tôi gặp mặt Trời cũng là mưa rơi như vậy Đúng không nhỉ? Tôi nhớ tim của mình đã đập loạn nhịp Như thế nào khi nhìn thấy em Cô bé với mái tóc dài Đôi mắt to tròn đang ngắt mình run rẩy bởi vì cái lạnh từ giây phút đó tôi đã biết tôi đã tìm được một nửa kia thật sự của bản thân mình rồi rồi sau đó chúng tôi yêu nhau nhẹ nhàng và êm ái lúc nào em cũng níu lo cười đua khi có em cuộc đời của tôi cảm thấy mới thật là tuyệt vời làm sao tôi yêu em rất nhiều còn nhiều hơn tất cả những gì mà em tưởng tượng nữa thế nhưng tình yêu không phải là tất cả tôi cứ tưởng là hai chúng tôi sẽ yêu nhau sẽ trở thành vợ chồng sẽ có những đứa con xinh đẹp và một cuộc sống hạnh phúc thế nhưng tất cả đều đã vụt tắt khi tôi biết được sự thật tiếng chuông cửa vang lên ồn à ra ngay đây ờ cháu chào bác ạ à. ừ chào cháu cháu mời bác vào trong nhà ngồi chơi ạ à. tôi khá là ngạc nhiên khi nhìn thấy ba của gieo bạn gái của tôi đến tận nhà tìm mình ba để đây tìm cháu có chuyện gì không ạ thôi bây giờ ta vào vấn đề chính luôn nha cháu dạ vâng có chuyện gì thì bác cứ nói ạ thật ra thì như cháu đã biết đó con gái của ta nó sang Việt Nam trong vòng 6 tháng để mà thăm người thân nhớ lại khi đó tôi đã cảm thấy vô cùng là bất an dạ vâng ạ nhưng thực chất đó chỉ là lời ngụy biện của ta nói cho nó mà thôi sự thật nói sang đó là để lấy chồng nghe thấy những lời này thì chiếc cốc trên tay tôi lên đã rơi xuống dưới mặt đất vỡ tan lấy chồng ơ đây là chuyện đùa gì vậy chứ rõ ràng hai chúng tôi còn đang yêu nhau rất vui vẻ và hạnh phúc cơ mà lý do là gì ạ à? có thể nói cho cháu biết lý do vì sao sao phải lấy chồng khi chúng cháu còn đang yêu nhau hay không và bác cũng biết điều đó mà ta thật sự rất là tiếc ta sẽ nói cho cháu biết lý do tại sao ta lại làm điều đó nói rồi ông rơi vào trầm ngâm hít vào một hơi xì gà rồi tư tốn cất tiếng nói thật ra thì nhà ta không giàu như cháu đã tưởng tưởng mấy năm gần đây ta chơi chứng khoán và thua lỗ rất nhiều lúc đó có một người bạn thân của ta biết tình trạng khôn khó này nên đã giúp đỡ ta chỉ với một điều kiện ta phải cả con của mình cho con trai của ông ấy à tôi hiểu rồi thì ra ông bởi vì tiền mà bán cả đứa con gái của mình thật tội nghiệp cho bạn gái của tôi khi có phải một người cha như ông tôi cười nơ mịn khinh bỉ người đàn ông ngay trước mặt người mà trước đây tôi đã tưởng xem như là thần tượng của bản thân mình không phải nếu như không phải bởi vì tình trạng bệnh tim của mẹ con bé càng ngày càng trở nên nặng hơn thì ta cũng sẽ không đi đến bước đường cùng như thế này con cũng biết mà căn bệnh tim đó là căn bệnh cần rất là nhiều tiền nếu như mẹ của con bé không bị bệnh thì cho dù có chết ta nhất định cũng sẽ không làm chuyện đó đâu vậy bây giờ ông đến đây để nói với tôi những chuyện này để làm gì cơ chứ tôi cảm thấy trái tim của mình dường như là thắt chặt lại. Tôi cố gắng kiềm nén tất cả những cảm xúc hỗn độn qua trong lòng mình. Ta đến đây chỉ muốn nói với con rằng, hãy tự bỏ sao đi. Coi như đó chỉ là một giấc mơ, và kết thúc mọi chuyện ở đây. Sẽ không khiến cho bất cứ ai phải cảm thấy đau khổ nữa. Vì sau 6 tháng, nó sẽ phải lấy chồng, và sẽ không bao giờ quay trở về đây nữa. Nếu đã vậy, thì ông đến đây không cảm thấy rất là vô ích hay sao chứ? Bởi vì ta biết tính khí của nó. Chắc chắn nó sẽ tìm mọi cách để mà liên lạc với con. Vậy cho nên ta mong con có thể là hãy dứt khoát với nó. Vừa nói rất lời, ông ấy liền đặt một tờ giấy phía trước mặt của tôi. Đây chính là vé máy bay cứ hồi từ Canada sang Việt Nam. Con có thể bay lúc nào cũng được. Mong rằng con có thể sớm đưa ra quyết định. Tôi cảm thấy trong lòng của mình đau đớn, giống như là bị xé rách ra thành từng mảnh vậy. Tại sao chứ? Tại sao người hy sinh? Phải là tôi và em cơ chứ? Tại sao phải là tình yêu của hai chúng tôi? Tôi ôm mặt bật khóc, giọt nước mắt của một người đàn ông bất lực trước tình yêu của mình. Bất lực vì không thể bảo vệ được cho người con gái mình yêu. Tôi phải làm sao bây giờ? tôi sẽ đến việt nam và mang xeo chạy trốn hay phải hai tay dâng cô ấy cho kẻ khác đây nếu như tôi bỏ trốn cùng cô ấy thì liệu tôi còn có thể sống bình yên hay không còn nếu tôi dâng cô ấy cho kẻ khác vậy thì tôi sẽ ra sao đây có lẽ tôi sẽ đau khổ đến mức chết mất đi nhưng tôi phải đưa ra quyết định là quyết định đúng đắn và ích kỷ của mình tôi không thể chỉ vì tình yêu của mình mà khiến cho gia đình của cô ấy sụp đổ được. Hy sinh tình yêu của tôi có thể giúp được gia đình của cô ấy. Thì có lẽ tôi cũng nên từ bỏ rồi đi. Một người đau khổ có thể giúp được ba người hạnh phúc và cứu được một người. Thì việc từ bỏ của tôi có đáng là gì cơ chứ? Nỗi đau này dần dần sẽ phải nguôi ngoai theo thời gian thôi. Mong rằng ở phía bên kia trái đất em có thể hiểu rõ nỗi lòng của tôi. Vợ của tôi đã ở lì trong phòng hai ngày hai đêm rồi. Cô ấy không ăn không uống gì cả. Hình như chỉ bởi vì một thằng oắt con mà lại có thể đau khổ đến mức ra nông nỗi như thế này hay sao? Không thể được. Tôi không thể nào để tình trạng này cứ mãi mãi tiếp diễn như thế được. Em đi ra ngoài ngay cho anh. Em xem cái bộ dạng lúc này của em đi. Chia tay rồi thì như thế nào cơ chứ? Chia tay thì giải chết người hay sao? nói rồi tôi lôi sen sạch cô nàng đứng dậy cô ấy giống như không còn có một chút sức lực nào nữa cả đôi mắt vô hồn mọng nước của vợ tôi nhìn về phía tôi làm cho trái tim của tôi bắt giác cảm thấy đau nhói tại sao lại như thế chỉ vì hắn em có thể sống không ra sống chết không ra chết như thế này hay sao em mau tình lại đi hắn ta đã chia tay em rồi chia tay em rồi em có hiểu không hả Hắn ta không có yêu em Hắn ta đã bỏ ra em Em mau tỉnh lại đi cho anh Mau trở lại vui vẻ như là trước kia đi Anh cầu xin em đó Vừa nói rất lời Tôi lay mạnh cô ấy Mong rằng một chút cố gắng của tôi Có thể khiến cho vợ của tôi thức tỉnh mắt rồi Tất cả đều đã hết cả rồi Anh ấy đã chia tay em rồi Chia tay em không một lý do Tại sao Tại sao anh ấy lại có thể làm như vậy cơ chứ Nói đến đây thì cô ấy lại hòa lên khóc nước nở Đôi vai gầy bất giác run lên đầy bảy tường cân Tôi ôm cô ấy vào trong lòng Những giọt nước mắt nóng hổi Chai dài trên vai tôi Tôi cứ ngồi im Mà đưa mắt nhìn cô ấy khóc Làm gì đây khi người con gái mình yêu Lại đang khóc bởi vì một người con trai khác Tôi lặng lẽ ôm lấy vợ của mình Hy vọng rằng một chút thời ấm của tôi Có thể giúp cô ấy vượt qua được bớt nỗi đau ở trong tim của mình. Cô ấy khóc cho đến khi mệt lạ, rồi sau đó lên cục lên trên vai của tôi. Tôi nhẹ nhàng đặt vợ nằm xuống giường, rồi ngắm nhìn cô ấy. Cô ấy đã gầy quá rồi, đôi má kia không còn phung vính, tự như là lần đầu tôi gặp mặt nữa. Khuôn mặt cũng bất sắc mà trở nên xanh xao, khỏe mắt vẫn còn đọng nước. Tất cả đều chỉ là tại vì tôi, tại vì tôi đã chen ngang vào cuộc sống hạnh phúc của cô ấy. Bởi vì tôi mà cô ấy phải đau khổ như thế này. Tôi phải làm gì đây mới có thể giúp em ấy? Phải làm gì đây mới có thể đem đến hạnh phúc cho em? Nó ngồi thử ở đó, nhìn cảnh vật xa phía bên ngoài cửa sổ. Nó đã ngủ cả một ngày, để bù cho hai đêm thức trắng. Bây giờ nó vẫn chưa thể nào tin được. Ryan đã chia tay nó. Như một giấc mơ vậy, Mọi việc thật sự là diễn ra quá nhanh Vượt ra ngoài tầm kiểm soát của nó Nó đã từng tưởng tượng Tưởng Ryan rất tuyệt vời Anh ấy sẽ không vì nó ở xa Mà phản bội lại nó Nó tưởng tượng Anh ấy khác với những người đàn ông xung quanh nó Nhưng Ryan Anh ấy thật là tâm thương Tầm thường như bao người khác Vẫn không thể nào chiến thắng nổi Cảm giác cô đơn khi có nó Ở bên cạnh vẫn không thể dùng tình yêu để mà chứng minh cho nó thấy. Nó còn định sẽ dùng 6 tháng này để mà thử thách Ryan và nó cũng chắc chắn rằng Ryan có thể vượt qua được. Thế nhưng thật sự không ngờ còn chưa đầy 6 tháng anh ấy đã thay đổi chia tay nó một cách không thương tiếc. Bây giờ nó cảm thấy kinh thường ghê tởm đàn ông. Ai cũng tồi tệ và xấu xa nó sẽ không bao giờ đặt vào niềm tin đối với bất cứ ai nữa. Chỉ cần trong một lần thôi, đối với nó đã là quá đủ rồi. Tôi ngạc nhiên khi thấy vợ mình bước xuống lầu với một diện mạo hoàn toàn khác xa ngày hôm qua. Em sao hôm nay lạ thế? Lạ cái gì chứ? Sao hôm nay không ngủ li bì, hay khóc bổ lu bổ la lên như là ngày hôm qua chứ? Em như thế này anh không thích sao? Không phải là như vậy. Nếu em hiểu ra rồi thì tốt. Ăn sáng đi. Lát nữa anh sẽ đưa đi làm. Không được đi xe hơi đâu. Ừ, sẽ đi bằng xe máy. Vợ tôi ngày hôm nay đã quay trở lại bình thường rồi. Đúng là vui thật. Thật đúng là phụ nữ. Ngày hôm qua vẫn còn khóc lóc om sòm, Thế nhưng ngày hôm nay đã trở nên phân chấn bình thường trở lại. Đây là lần đầu tiên tôi đưa vợ tôi đi làm. Từ trước đến giờ, tôi chỉ lo lắng việc bạn trai cô ấy nên chưa bao giờ xem thử cô ấy làm việc ở đâu như thế nào. Lần này nhất định là phải xem xét kỹ nơi vợ tôi làm việc mới được. Nếu có nhiều thanh niên trai tráng ở đó thì chắc chắn tôi sẽ không cho vợ mình đi làm nữa. Vừa thoát khỏi đại nạn nên phải biết giữ gìn một chút chứ. Nó đã suy nghĩ kỹ Nó sẽ không dành nước mắt và tình yêu của mình Cho một con người tồi tệ như thế Nó nhất định sẽ sống vui vẻ hạnh phúc Để cho hắn biết rằng Không có hắn ta Nó vẫn có thể sống rất tốt Ngày mai nó sẽ đi làm Vẫn sẽ bình thường trở lại Có lẽ những đứa trẻ và công việc Có thể giúp nó tươi tỉnh hơn Là cứ suốt ngày ở nhà Mà năm khóc lóc như thế này Thôi Đợi em đến đây là được rồi. Anh mau quay lại rồi trở về công ty đi. Nhưng em sẽ phải đi bộ một khoảng đó. Em muốn đi bộ cho khỏe người. Nằm ở nhà mấy hôm cũng giống như sắp chết vậy. Ừ, vậy thì em đi cẩn thận nhé. Dạ vâng ạ. Dù vợ tôi có nón như thế nào thì tôi vẫn cứ lén lén chạy theo sau. Dù gì thì tôi cũng chưa biết nơi làm việc của vợ mình cơ mà. Vợ tôi có vẻ đã khá hơn rất nhiều. Cô ấy xảy những bước dài ở trên phố Thật sự là vợ tôi rất đẹp Tràn trề nhựa sống tươi trẻ Rồi vợ tôi đi vào một tòa nhà lớn Hình như là trung tâm ngoại ngữ ISC Bất chợt Vợ tôi đừng nói chuyện Có vẻ rất là thân mật với một người đàn ông Trông tên này quen lắm Tôi cố gắng mà nhau mắt lại Hướng tầm nhìn của mình ra xa Để ngắm kỹ người đàn ông đó Tôi đã thấy rồi Đó chính là thằng Phong Đúng rồi nhỉ Tôi quên mất Thằng Phong bạn chia cốt của tôi Đang làm quản lý ở đây Tôi cứ tưởng nó đã nghỉ làm từ lâu rồi chứ Cái tính lông ngông như nó Mà làm ở đây lâu hơn 2 tháng Thì quả thật là chuyện lạ Nhưng mà không sao cả Có nó ở đây thì tôi yên tâm Việc vợ tôi sẽ không bị thằng nào cũng đi mất Thế thì tôi cũng không cần theo dõi quan sát vợ mình gì thêm cho tốn công tốn sức. Nghĩ như vậy, tôi liền vui vẻ, lái xe quay về công ty của mình, mà không biết rằng có những thứ chắc chắn sẽ xảy ra khi mình không ngờ tới. Nó đang ngồi ở trong phòng chờ tới tiết dạy của mình, thì đột nhiên có tiếng gọi. Mì này, dạ, có chuyện gì vậy hả anh? Nó ngạc nhiên ngước mắt nhìn xếp phòng của mình. Anh muốn hỏi tối nay em có rảnh không? Dạ vâng em rảnh Nhưng có chuyện gì không ạ à? à Tối nay có một vị phụ huynh Muốn gặp chúng ta để bàn bạc Về một học sinh đặc biệt Cần giáo viên bản ngữ dạy cấp tốc Để đi du học anh Ý của anh là Em sẽ dạy học sinh đó sao Ừ tùy em thôi Nếu như em muốn Thôi đây rồi Em cũng muốn dạy thường người lớn xem như thế nào Quả tốt rồi Vậy thì tối nay đúng 7 giờ tại nhà hàng cho nhé. Dạ vâng, em biết rồi ạ. Thật đúng là tuyệt. Thế là hắn đã mời được cô ấy đi ăn tối rồi. Dù là ăn tối cùng với đối tác, nhưng chỉ cần có được một cuộc hẹn cùng với cô ấy, thì hắn đã cảm thấy là quá mức tuyệt vời đối với mình. Hắn đã chuẩn bị tất cả kế hoạch để mà theo dõi. Chắc chắn tới ngày hôm nay, Hắn có thể ghi điểm cùng với cô bé rồi Ngay từ lần đầu tiên Khi gặp mặt cô bé Ở trong phần lòng việc Thì hắn đã cảm thấy Sao xuyến trước vẻ đẹp của cô gái này Mỗi lần nhìn thấy cô bé mỉm cười Thì trái tim của hắn liền sẽ cảm thấy vô cùng sao xuyến Cả thân hình giống như là không thể nào kiểm soát được nữa cả Tuổi này chắc chắn là hắn sẽ ghi điểm trước cô bé đi chỉ cần cô bé kia là bạn gái của hắn Cho dù phải từ bỏ tất cả Thì hắn cũng sẽ cảm thấy vô cùng hài lòng Sao hắn lại có thể hồi hộp Cho buổi gặp mặt tối nay như thế này cơ chứ Tối nay hắn nhất định phải lịch sự và điềm đạm Không thể nào tỏ ra là lỗ mãng được Mì lớn lên ở phương Tây Cho nên sẽ rất thích những người đàn ông lịch thiệp Và Manly Chuyện này rất là đơn giản với hắn bởi vì hắn đã có kinh nghiệm rồi cho nên hắn có thể hoàn thành được nhiệm vụ tới ngày hôm nay nó trở về nhà thế nhưng mà đầu óc vẫn không thể nào không lo nghĩ đến việc tối nay lần đầu tiên nó gặp đối tác việc ăn mặc phải tử tế nói năng cũng phải thật là dễ thương nữa nhưng đáng lo nhất là chồng của nó sẽ phải nói như thế nào với chồng của nó đây Em làm sao thế? Làm sao mặt mày lại đam chiêu như vậy cơ chứ? Sao cái gì chứ? Thôi, mau vào trong để mà ăn cơm nhanh lên. Sớm đói chết rồi đó. Cái đó anh cứ ăn một mình đi. Em nói gì? Em không ăn cơm sao? Anh làm gì mà phải cầm lên như vậy cơ chứ? Bây giờ em phải đi gặp mặt đối tác. Đi ăn thành nhà hàng bông chua rồi. Bây giờ em sẽ đi. Anh không cần phải đưa em đi taxi đâu. Không được Lát nữa anh sẽ đưa em đi Em đi bàn chuyện làm ăn Chứ có phải là đi chơi đâu Mà cần anh đưa đi cơ chứ Anh cũng một vài hai phải thôi chứ Làm ăn cái quái gì cơ chứ Dạy học mà cũng cần phải gặp mặt đối tác hay sao Này 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 Anh có thôi đi hay không hả Không cho phép anh được xâm phạm đời tư của em Em cũng cần phải có không gian riêng tư của mình nữa chứ Cái gì anh cũng đòi quản lý như vậy làm sao em có thể chịu nổi được đây Em làm gì mà phải lớn tiếng như thế cơ chứ Bây giờ Lại còn phản kháng lại với anh hay sao Em là muốn đi chơi với thằng nào hả Anh em đi Tôi làm gì thì mặc kệ tôi Cũng không khiến anh phải quan tâm Nó cảm thấy trong lòng vô cùng bực bội Anh ta là cái gì Mà đòi quản lý nó cơ chứ Nó ghét cái tên tròn già của nó quá đi Nó nhất định là đi đó làm gì được nó cơ này Em đi thật đấy à Chồng của nó cứ nói Nhưng mà nó cũng chẳng thèm nhìn Dù chỉ là một chút Mới quát vào mặt người ta xối xả, Mà bây giờ lại bay ra bộ dáng Giống như là quan tâm lắm vậy Sao lại không trả lời anh chứ Chồng của nó vân tay ra Mà kéo nó lại Mà bỏ tay ra Anh đang làm cái gì vậy chứ nó cố gắng dãy ruộng ra khỏi bàn tay rắn rỏi của chồng nó. Nhưng làm sao? Nó có thể nhúc nhích được cơ chứ? Buông em ra. Anh làm cái gì vậy hả? Mau buông ra. Khiến khi nào em đồng ý để anh đưa đi, thì anh mới buông em ra. Anh đúng là điên rồi mà. Bầu không khí trong xe lúc này, cảm thấy là vô cùng đáng sợ. Cô ấy bực tức thì tôi cũng bực tức. Tôi điên, tôi can thiệp đi gặp đối tác gì mà mặc đầm phan hở trước hở sau như vậy cơ chứ mỏng đến độ là trong suốt như thế kia cô ấy không biết là cô ấy quên rũ như thế nào hay sao đến nơi rồi đó em vào đi anh sẽ ở đây đợi lát nữa anh sẽ đến để mà đón em cái gì anh có bị hâm hay không vậy chứ đi gặp phụ huynh thôi mà anh làm gì giống như em là học sinh mẫu giáo không bằng vậy anh mau trở về đi một lúc sau tin nữa em sẽ tự về được Không được Anh sẽ đến đây để mà đón em Em cũng không cần phải lằng nhằng như vậy Thôi thì được Anh cứ đợi ở đây đi Làm sao cô ấy có thể biết được Là tôi lo lắng như thế nào cơ chứ Tôi sợ rằng cô ấy quá đẹp Tôi sợ rằng cô ấy sẽ bị người khác lợi dụng Khi là không có tôi ở bên cạnh Tôi nhất định phải bảo vệ tình cảm của mình Hay lắm Lần này nó nhất định sẽ cho hắn ta biết tay. Muốn đợi sao? Đợi tới sáng luôn đi. Hai, Mi à, ở đây này. Dạ vâng, em chào anh. Dạ, con chào bác ạ. À. Xin giới thiệu với em đây là bác Liên. Mẹ của em Lan đây này. Dạ vâng, em chào chị ạ. À. Nghe nói cháu chính là Mi giáo viên bản ngữ từ Canada sang đây có phải hay không? Dạ vâng ạ, à, cháu tên là Mi. Chào em chị là Lan, hiện tại đang là người mẫu. Chị đang muốn bồi dưỡng thêm tiếng Anh của mình. Để khoảng 6 tháng nữa thì sẽ đi anh. Nếu vậy thì bây giờ, chúng ta vào thẳng luôn vấn đề nữa nhé. Sau khoảng 1 giờ 30 phút, thì nó cũng đã kết thúc xong buổi nói chuyện và ăn uống cùng với học viên của nó. Chị Lan, đúng là người mẫu có khác. Thật sự rất là xinh, body chuẩn đến mức không thể chê vào đâu được. Lại nhìn mà nó mà xem Cảm giác tuổi thân một cách kê gớm Này mi Dạ vâng, có chuyện gì vậy hả anh Chúng ta đi tăng hai nha Có được không chứ Coi như là phần thưởng cho anh vì đã giúp em được nghỉ phép Tận ba ngày an toàn Ok Phần thần này có vẻ là hơi thiệt cho anh đó nha Muốn đi cùng với người đẹp Thì cũng cần phải chịu thiệt một chút chứ Mỗi lần nói chuyện Cùng với sếp của nó nó đều cảm thấy rất đổi thoải mái Như đang trò chuyện cùng với các người bạn của nó Ở Canada vậy Nhắc đến Canada Thì nó lại nhớ đến Ryan Nỗi đau nó đang cố gắng để xuống Bây giờ lại bất sắc trỗi dậy Em làm sao thế? Hắn cắt tiếng hỏi À không có gì Nhưng mà bây giờ thì chúng ta đi đâu vậy chứ? Chúng ta đi xem phim hài nhé Dạo này trong mặt của em bí dị có vẻ là không vui Được, thưa sếp Nó xà vơ trao theo kiểu quân đội với sếp của nó Phong cười ngất ngừng Cốc đầu của nó vì tuệ lanh tranh Khoan đã Ở chỗ này còn cửa nào ra ngoài nữa hay không hả anh? Tự như cửa sau hay là cửa phụ gì gì đó đó Em hỏi như vậy để làm gì vậy chứ? Có trực chính tại sao lại không muốn đi? À tại vì... Mà anh nói trước đi Có cửa khác không ạ? Có, nhưng mà để làm gì? Tuyệt, vậy thì chúng ta đi thôi. Nó mỉm cười một cách rành mãnh Rồi sau đó lôi tay kéo Phong đi. Trên khuôn mặt vẫn còn nguyên cả sự ngơ ngác. Nó đi chơi cần. Cả đêm cùng với Phong. Sau khi đi xem phim và đi dạo. Đi ăn các món ăn ven đường của Sài Gòn. Trong lòng vui không thể nào tả được. Vui đến nỗi nó cũng quên rằng còn đang có một người chờ đợi và lo lắng cho nó gần 12 hai giờ rưỡi thì nó mới trở về nhà tiếng chuông cửa vang lên cô chủ sao cô về trễ thế ạ à? cậu chủ lúc nãy đã rất là tức giận về việc cô chủ đi trễ đó ạ à? thôi chết anh ta có nói gì cháu không ạ à? cậu chủ tức giận lắm ạ à? bảo rằng nếu như cô trở về thì nhất định sẽ cho cô biết tay cái đó anh ta đi đâu rồi chứ dạ cậu chủ đã đi ngủ rồi đợi câu lâu quá cho nên cậu ấy đã đi ngủ luôn rồi ạ nếu thế thì thật là may mắn quá thôi chào bác bây giờ cháu đi ngủ đây ạ nó nói rồi sau đó nhẹ nhàng leo lên từng bậc thang để cười nhẹ nhẹ tiến vào bên trong phòng nó cố gắng không phát ra bất cứ một âm thanh nào cho dù là nhỏ nhất thế nhưng bất chợt có một tiếng nói lang vang lên làm cho nó giật mình Đi chơi cùng với trai Bây giờ mới về đó sao Cái đó anh vẫn còn chưa đi ngủ sao Nó hốt hoảng đến mức run rẩy cả người Nó bây giờ giống như một con mèo Ăn vụng bị bắt quả tăng vậy Cô mong tôi ngủ Để trốn và trốn vào cùng với bổ nhí cho dễ dàng hay sao Chồng của nó ngồi và dậy cất tiếng hô to Cô có biết lúc nãy Tôi đã đứng đợi bao nhiêu tiếng hay không hả Chính là gần 5 tiếng đồng hồ đó Cặp đối tác Cặp đối tác hay bạn trai nhí của cô thế hả? Cái tên dài chết tiệt này Nói bằng một chất giọng vô cùng là mỉa ai Gần 5 tiếng đồng hồ Cái tên dài chết tiệt này Nói bằng giọng mỉa mai hết mức có thể Bây giờ thì nó không thể nào chịu đựng được nữa nữa rồi Này Anh đừng có thấy tôi thì lấn tới nha Tôi đúng là đi gặp đối tác đó Tôi đi chơi đó Tôi đi chơi cùng với bạn trai của mình đó anh tưởng Anh là chồng hờ của tôi Thì muốn mắng gì thì mắng Muốn quản gì thì quản hay sao Cô nói cái gì chứ Chồng của nó bật nhiên Đứng bật dậy Ép sát nó vào bên trong tường Hai tay của hắn bóp chặt lấy cầm của nó Cô lặp lại một lần rồi cho tôi nghe Cô đã đi đây ai Đến bây giờ mới quay trở về hả Nó sợ đến cứng cả họng Cũng không thể nói thêm được điều gì nữa đôi mắt của hắn đỏ ngầu. Hai tay của hắn bóp chặt lấy tay của nó, khiến cho nó đau đến mức không thể nào chịu được. Tôi bảo cô nói, nói mau. Chồng cô nói rít lên từng tiếng qua cãi răng. Tôi đi cùng với sếp. Anh làm gì mà phải hét tao như thế cơ chứ? Sếp của cô là thằng nào? Sếp, mà lại có thể dẫn nhân viên đi tập đêm hôm như thế này mới trở về hay sao? Sếp của tôi là ai thì anh không cần biết. Bây giờ anh làm ơn hãy bỏ tôi ra Anh đang làm tôi đau đó Trông của nó đôi mắt lòng lên sòng sọc Hát tay của nó ra Rồi sau đó quay lưng bước ra ngoài Mà sập cờ lại Làm tim của nó như muốn Lớt ra ngoài luôn vậy Làm cái gì mà gây thế chứ Cũng đi chỉ có một chút thôi mà Làm cái gì mà giống như là ngày tận thế vậy chứ Nó vừa xa xa cánh tay của mình vừa cất tiếng lầm bầm mà mắng cái tên chồng không được bình thường của mình. Mà sao hắn ta phải giận dữ như thế cơ chứ? Thật sự là bực mình lắm hay sao? Mình đâu có lỗi gì đâu. Thôi thì mặc xác hắn ta. Ngày mai lại cười hì hì, thôi ấy mà. Nó vô tâm đến mức không hề biết rằng vào tối ngày hôm nay sẽ có một người mất ngủ. Đêm nay sẽ có một người trái tim cảm thấy đau đớn. Sáng sớm nó thức dậy đây là lần đầu tiên sau 2 tháng ở Việt Nam Nó ngủ Mà không hề có tên trí ở bên cạnh Kể ra cũng buồn thật Nhưng mà phải làm sao bây giờ cơ chứ Chẳng lẽ bây giờ phải bắt nó đi ra ngoài kia Để mà năn nỉ hắn ta ư Không đời nào Nó đâu có làm gì sai đâu Hay à Ngày hôm nay ăn sáng bằng cái gì vậy Dạ bánh mì trứng ạ à? Nó bước xuống dưới lầu thì đã nhìn thấy tên trí kia ăn cần hết phần ăn của hắn này không đợi em sao sao lại có thể háo ăn đến mức như vậy cơ chứ nó vừa cười đùa mỉm cười cùng với chồng của nó bù cho những lời nói không hay vào tối ngày hôm qua bởi vì dù sao nó cũng có một chút lỗi thế nhưng đối diện cùng với nó là một bầu không khí vô cùng im lặng chồng của nó vẫn thản nhiên ăn không một chút gì gọi là có thành ý đáp lại nó nó cảm thấy bực mình không muốn hòa giải thì thôi đây xem ai giận dai hơn nào tôi ngồi ở trong văn phòng mà nhớ lại chuyện ngày hôm qua tối ngày hôm qua tôi và mi đã hẹn hò cùng với nhau thật đúng là tuyệt vời bây giờ nhớ lại vẫn còn cảm thấy ở trong đáy lòng ngọt ngào đúng lúc này thì điện thoại của hắn liền đã rung lên có chuyện gì đấy là tao đây Tao đang buồn Quả quán bar flower của thằng Việt Cùng với tụi tao dạy sầu coi Ok Phong vừa lấy chiếc áo khoác Rồi sau đó đi nhanh ra cửa Chào anh Phong Anh đi đâu bảo vội như vậy cơ chứ Mì à, may quá Có muốn đi chơi cùng với anh hay không Đi đâu thế ạ à? Phong lôi kéo cánh tay của Mì Đi nhanh ra phía ngoài cửa Đi đến quán bar Mới sáng sớm anh đi đến quán bar có chuyện gì vậy chứ? Thôi, đi một lát rồi giải biết. Phòng muốn là đưa cô bé ra mắt tụi thằng Việt và Trí. Chắc chắn bọn họ sẽ phải canh tị về hắn ta cho mà xem. Phòng à, tụi tao ở đây. Chúng tôi bước nhanh về phía của thằng Việt. Phòng vừa vào liền đã kéo ghế để cho mi ngồi xuống. Thì thằng Việt liền mở to mắt giống như một chiếc đèn so ô tô vậy. Trời mi, ở đâu lại ở đây thế? Ờ, anh Việt, sao anh lại có mặt ở đây? Thì bọn anh ruột thằng Phong lại đây mà. Thế mày và My quen nhau sao? Phong nhìn thấy hai người bọn họ quen nhau. Thì cũng ngơ ngác mà cất tiếng hỏi. Ừ, em này chính là vợ chưa cưới của thằng Trí mà. Nghe thấy những lời này, Phong vẫn còn chơi hiểu gì. Thì lúc này Trí đã tự trong quầy rượu bước ra, cùng với hai chai rượu lớn ở trên tay. Trí vừa nhìn thấy mi thì mặt liền biến sắc. Trí, đã lâu không gặp, có khỏe hay không chứ? Phong cắt tiếng chào hỏi. Bình thường thôi, ai đây? Mày đùa với tao hay sao? Thằng Việt vừa nói với tao, đây chính là vợ chưa cưới của mày cơ mà. Phong nói bà từ vợ chưa cưới, mà cảm giác trong lòng của mình đau đến mức quặn thắt. Tại sao lại như thế chứ? Sao mi lại không nói với tôi? rằng em đã là người có chủ. Để đến bây giờ, hắn đã chắc đem lòng để yêu em rồi. Biết như vậy thì tốt. Vậy thì mày là gì của vợ tao chứ? Sếp. Nghe thấy vậy thì đột nhiên Trí đứng dậy. Tuổi qua mày đi chơi với vợ của tao, có đúng hay không? Nói cho tao biết. Tuổi qua mày và vợ tao đã làm gì rồi hả? Phong nhìn thấy Trí gằn lên từng tiếng một hỏi. Thì cũng ấp úng hoặc cắt tiếng trả lời thì đi một vòng vòng rồi sau đó đi ăn hết chỉ như vậy thôi sao thật mà trí cười ra vờ lắc lắc ly rượu ở trong tay vậy thì chẳng lẽ tao lại nói dối mày hay sao ok tao quyết định sẽ tiền mày bây giờ thì uống rượu đi nó đứng ở một bên quan sát chồng của mình từ nãy đến giờ chồng của nó ngày hôm nay thật sự rất là lạ lúc nãy đến giờ hắn không hề nhìn nó lấy một cái nào cả đây quả thực là một chuyện lạ nhất từ trước đến giờ Anh à Anh đừng uống nữa Anh say rồi đó Nó cố gắng căn ngăn chồng của mình Từ nãy đến giờ chỉ có ba người đàn ông Mà đã uống gần hết ba chai rượu loại lớn Nhưng hình như chỉ có một mình chồng nó uống Tôi còn say Cô mà bỏ tôi ra Anh à Anh đã say lắm rồi Mau theo em mà trở về đi Thôi được rồi Để anh dìu nó ra ngoài gọi ra taxi dạ vâng cảm ơn anh ạ à. nó ghét nhất là cái thật uống chẳng được bao nhiêu mà lại ham hố chồng của nó nằm xuống đi đúng là mệt muốn chết nặng giống như là heo vậy nó quăng chồng nó xuống giường người gì mà nặng đến mức ghê gớm nó vừa toàn bước đi thì chồng của nó liền kéo nó nằm xuống người hắn kỳ chặt nó vào trong vòng tay của mình đừng rời bỏ anh anh không muốn rời xa em đừng đi mà Hắn nói như vậy là có ý gì vậy chứ? Nó nghe rõ được cả tiếng tim của hắn đang đập thình thịch thình thịch. Nó cố gắng vùng thoát khỏi bàn tay của hắn, nhưng cánh tay của hắn lại quá mức mạnh mẽ. Hắn ôm nó thật sự là quá chặt, khiến cho nó không tài nào có thể nhúc nhích được. "Anh yêu em, anh thật sự rất yêu em. Cậu xin em, cậu xin em đừng rời xa anh mà." Nghe thấy những lời thổ lộ này, thì nó cảm giác hai má của mình bất giác lên đã nóng ra lên hắn vừa nói cái gì vậy chứ hắn nói là hắn yêu nó ư có thật hay không chứ không thể nào đừng có đuổi như vậy chứ hắn ghét nó đến độ là muốn làm thịt nó luôn yêu nó ư điều này sẽ không phải là sự thật đâu hay là nó đang nằm mơ hắn đang ôm một cô nào đó rồi sau đó lại ôm nhầm lấy nó Tự nhiên nó cảm thấy ghét quá Nó bật người ra khỏi hắn Lấy chân đạp thùng thuộc vào người của hắn Đổ dây cụ Mơ đến con nào mà ôm lấy tôi hả Chết đi Đúng là đồ già ham hố Làm cho tôi mệt đứt cả hơi Sáng ngày hôm nay Vợ của tôi thật đúng là vô cùng kỳ lạ Tôi để ý thấy ngày hôm nay Cô ấy đã liếc lắc mắt Mà nhìn tôi mấy lần rồi Còn có một vẻ mặt vô cùng khác thường nữa Tối hôm qua bởi vì tôi say quá Cho nên cũng không nhớ được bất cứ điều gì cả Tôi chỉ nhớ là tôi đã mơ thấy Mỹ yêu tôi Hai chúng tôi đang hôn nhau rất là hạnh phúc Thì tên người yêu cũ của cô ấy xuất hiện Hàn đến rồi sau đó Lên đã đưa cô ấy đi Đi rất xa Tôi đã cố gắng để mà níu kéo vợ mình Thế nhưng tôi đang phải bất lực Bởi vì cảm giác nặng và rất đau ở vùng hông thì ra là thằng Phong Nó đã đâm tôi Nó đâm tôi để tìm đường thoát cho vợ tôi Cùng với tên đê đề tiện kia Chỉ thế Cơn ác mộng chỉ diễn ra đến đó Nhưng tôi lại không thể nào có thể quên được Nó chỉ đang vô tình Hay là đang dự báo trước Cho tôi biết được Một tương lai không hề sáng sủa Cho tình yêu của tôi đây Nghĩ lại chuyện cô bé Cho tôi leo cây ngày hôm trước Thì tôi vẫn cảm thấy là không được vui. Tuy người đi chơi với vợ của tôi là thằng Phong, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy không an tâm. Tình yêu nó đâu phân biệt ai với ai, lại cộng thêm cả việc giấc mơ đêm qua nữa. Điều đó lại càng khiến cho tôi cảm thấy vô cùng lo lắng. Lần này tôi nhất định là phải kiểm soát vợ mình thật là kỹ mới được. Nãy giờ, nó không biết đã lén nhìn chồng nó biết bao nhiêu lần rồi. Trong kỹ chồng của nó cũng là đẹp trai lắm đó chứ. Đôi lông mày rậm, cái mũi thì cao cao, đôi môi đầy đặn quyến rũ. Ở trên người chồng của nó, toát ra một vẻ gì đó rất là đàn ông. Hắn làm cho người ta có cảm giác an toàn khi ở bên cạnh. Từ việc tối ngày hôm qua, hắn nói yêu nó, mà nó cũng không biết có phải là yêu nó thật hay không nữa. Nhưng cũng đã khiến cho nó có cảm giác khăng khắc với chồng của nó. Mỗi lần nó nhìn thẳng vào mặt chồng của nó, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm nó lại cảm thấy mặt của mình nóng nóng. Tim đập thật là nhanh. Nói chung cảm giác rất lạ, giống như hắn làm nó, đã bắt đi phần nửa tự tin vậy. Nhớ anh, dù em ở bên anh. Đúng lúc này, thì điện thoại của nó liền đã vang lên. Nó vân tay để rồi nhấc máy. Alo, chị là đây Chị có chuyện muốn nói với em Dạ vâng, có chuyện gì vậy hả chị Chị định sẽ đến nhà của em học Thế thì em cũng không cần phải đến trung tâm nữa Tại sao lại đến nhà của em học vậy hả chị À, tại vì em biết chị là người mẫu Học ở nhà để cho diễn tệ thế Học ở trung tâm Người ta để ý đến chị Khiến cho chị ngại lắm Dạo này có khá nhiều tin tức không tốt về chị Nên chị cũng không muốn người ta biết nhiều đến đời tư của chị dạ vâng như vậy thì cũng được ạ à? ok cứ như thế nhé em nhắn cho chị địa chỉ nhà của em vào trong máy của chị đi khoảng mười phút sau chị sẽ đến nơi tới giờ rồi mau đi thôi em không đi đâu lần nữa học viên của em sẽ đến nhà để học em cũng không cần phải đến trung tâm nữa lại như thế ư nói rồi tôi cũng bước ra xe Chẳng qua là thích quá Nên phải đi nhanh một chút Nếu không thì cô ấy sẽ thấy tôi Phá lên cười sang sặc Thì thật là không tốt mấy Ở nhà thì sẽ không gặp được Phong Không gặp được thì cũng sẽ không có Bất cứ gì tiến triển cả Tôi cũng không cần phải lo lắng Về việc vợ tôi và thằng Phong xa ấy nữa Phong à Mày cũng đừng trách tao nha Có trách thì trách Mày và vợ của tao không có duyên với nhau mà thôi Chồng của nó vừa mới rời đi Thì chị Lan cũng đã đến Chị ấy có vốn tiếng Anh cũng khá Và cũng rất là thông minh nữa Nhưng nó chỉ thấy không thích Ở chỗ chị ấy không tập trung Chị ấy học Mà mắt lại cứ liếc nhìn khắp nhà Rồi lại còn hỏi nó Rất là nhiều chuyện nữa Nào là em ở cùng với ai thế Nhà của em đẹp quá nhỉ Em có bạn trai chưa Rất là nhiều chuyện lằng nhằng Nó cố gắng trả lời một cách qua la và dập tắt bớt cái đầu tò mò kinh dị của bà chị này. nhà này có con trai phải không em? là anh của em sao? à dạ vâng ạ. là anh hai của em. thôi chúng ta học tiếp thôi ạ. sau khi tan sở, tôi lái xe thật nhanh mà trở về nhà. có vẻ tôi sắp gặp chuyện xui xẻo hay sao ấy, mà trong lòng cảm thấy buồn chồn đến mức khó tả. vừa bước vào trong nhà. Tôi liền đã nghe thấy một tiếng nói rất quen Ai ở nhà của mình thấy mi Vừa hỏi vợ tôi xong Thì cả người của tôi liền đã cứng đơ Đứng trước mặt tôi Không phải là cô vợ xinh xắn đáng yêu hàng ngày Mà chính là Lan Cô người mẫu tôi đã từng làm thịt Từ trước khi mi đến Anh Trí lâu rồi không gặp anh Cô ngồi yêu xưa của tôi nhảy lên Ôm chầm lấy cánh tay của tôi rồi sau đó liền liếu lo Mà cấp tiếng hỏi Có chuyện gì đang xảy ra thế này Chị Lan quen cùng với chồng của nó hay sao Tại sao chị ấy lại có những hành động Thân mật với chồng của nó Như thế cơ chứ Chị Chị quen biết cùng với anh Trí Nhà em sao Ừ Anh ấy chính là bạn trai cũ của chị Chị và anh Trí đã từng Anh ấy đã hứa cưới chị Nhưng mà dạo này không gặp anh ấy cho nên chị có một chút hơi lo Không ngờ bây giờ lại gặp anh ấy ở đây Quả nhiên là duyên số anh nhỉ Đã từng gì chứ chị Nó cố gắng hỏi vặn cho rõ từng chi tiết Liên quan đến chồng của mình Tự nhiên nó cảm thấy Là ở trong lòng nóng ruột À thì đã từng làm chuyện người lớn đó Em còn nhỏ không cần biết rõ đâu Nó thấy mặt của chị ta đỏ lên Tỏ vẻ vô cùng là thẹn thùng nữa trông có vẻ vô cùng hạnh phúc. Nó ngước mắt lên, mà nhìn về phía của Minh Trí. Nó cũng chẳng biết tại sao mình lại như thế này nữa. Nó đang mong đợi điều gì vậy chứ? Nó mong chị Lan chỉ nói đùa với nó thôi. Nói gì đi chứ? Nói rằng cô ta cũng chỉ là bạn của mình mà thôi. Sao nó mong muốn câu nói cô ta chỉ nói đùa thôi? Vô nhận từ trong miệng của trong nó như bây giờ vậy chứ? Thôi, Đừng nói những chuyện như thế trước mặt trẻ con mà Lan Ai chết em xin lỗi Bây giờ chúng ta đi uống cà phê nhà anh Nói nhìn về phía của Minh Trí Cảm thấy có điều gì đó Đang nghẹn nghẹn ở trong cổ họng của mình Anh ta là chồng của nó cơ mà Thôi Đừng nói những chuyện này Ở trước mặt trẻ con Đó chẳng phải là gián tiếp nói Đúng rồi đó em hay sao Tự nhiên nó cảm thấy vô cùng tức giận Giận mà không có lý do gì cả Nhưng trong lòng bức bối vô cùng khó chịu Em xin lỗi Em sẽ vào trong nhà Hai anh chị cứ tự nhiên đi ạ Nó chỉ muốn làm thế để cho bữa thức Muốn rời đi chỗ khác Để đừng có thể nhìn thấy cảnh chơi tay gai mắt Ba ba chị đó đang ôm giết lấy chồng của nó Cảm giác trong lòng vô cùng là bực bội Tôi cũng chỉ biết đứng đó mà nhìn vợ của mình cất bước rời đi lên phòng. Tôi đang tìm cách chiếm lấy tình cảm của vợ mình. Thế nhưng tại sao mọi chuyện lại thành ra như bây giờ cơ chứ? Đôi mắt của cô bé lúc nãy nhìn về phía tôi dường như là có một chút vô cùng thất vọng. Nhưng thất vọng bởi vì điều gì đây? Có bao giờ cô ấy dành cho tôi một chút tình cảm hay quan tâm nào đâu, mà lại thất vọng về tôi cơ chứ? Tôi đâu cần cô ấy kỳ vọng về mình. Nếu kỳ vọng về tôi Thì chắc chắn cô ấy Sẽ không để tôi đợi cô ấy cần 5 tiếng đồng hồ Để mà tung tăng vui vẻ Đi chơi cùng với người khác Nếu như kỳ vọng về tôi Thì cô ấy chắc chắn Sẽ có thể thấy được tình cảm của tôi Dành cho cô ấy Trong vòng 2 tháng qua Nhưng mà lúc này thì sao Cô ấy vẫn để bài nhạc trong đó Bài nhớ anh dù em ở bên anh Đúng rồi Cho dù ở bên tôi Thế nhưng mà cô ấy vẫn còn đang nhớ thương Về người con trai khác Thì tôi cũng chẳng có một trọng lượng nào Ở trong lòng cổ cô ấy đâu Thôi được Nếu như đã không còn gì níu kéo Để làm chi thêm nữa Cô ấy cứ hoàn tất sau tháng trách nhiệm của mình Còn tôi thì vẫn sẽ bình thường Tôi không cần tình yêu nữa Nó quá mức đau khổ Và xa xỉ đối với tôi Chấm hết ở đây thôi, em nhé nó mò xuống gần vách cầu thang Lại núp ở trong vách Đêm mà nghe ngóng Nó ngồi ở trên phòng Đến tận 20 phút Nhưng cứ cảm thấy trong người của mình Cảm giác xa sao ấy Chắc là do tò mò thôi Chứ không có chuyện gì đâu nhỉ Với ý nghĩ đó Nên nó mới dám xuống mò thám tính Tình hình chiến sự ở phía dưới lầu này Nhưng ở dưới lầu lại trống trơ Chẳng có một ai cả nó chạy lệch bạch xuống Bác... Bác hai à Dạ vâng, cô chủ gọi tôi sao Cái đó anh Trí đi đâu rồi ạ à? Dạ, cậu chủ đã đi cùng Với cô gái lúc nãy rồi ạ à? Cái đó đã đi lâu chưa Cô vừa lên lầu Thì bọn họ cũng đã rời đi ạ à? Thật đúng là tức chết cô mà Biết vậy thì lúc nãy Nó đã không lên lầu đi rồi Nên để làm gì cho hai người kia có cơ hội Để ở bên cạnh nhau cơ chứ mà sao nó lại tức như thế cơ chứ Hắn ta là cái quái gì cơ chứ Nghĩ như thế Nó cảm thấy vô cùng là hậm hực Lên đã leo lên trên phòng Đắp chăn lại đánh một giấc cho đến tận tối Một giờ sáng Nó mới giật mình để mà tỉnh dậy Chồng của nó vẫn chưa về Làm gì Đến tận bây giờ vẫn còn chưa về cơ chứ Nó đắp chăn rồi sau đó ngủ tiếp mà dù là đầu óc chẳng thể nào có thể bình tĩnh nổi. Ba giờ sáng nó trở mình. Bên cạnh nó vẫn chỉ có chăn gối lạnh tắt Nó cảm thấy rất đỗi là cô đơn. Nó thèm cảm giác ấm ấm từ trong của nó. Năm giờ sáng, nó đã không thể nào ngồi tiếp được nữa. Nó tỉnh dậy. Lần đầu tiên, nó bước ra sân để hít thở không khí sáng mai. Cũng là lần đầu tiên trong nó đi cùng với một cô gái xuất đêm Nó cảm thấy trong lòng vô cùng buồn bã Cũng không hiểu cảm giác này Là bởi vì lý do gì Nó cũng không biết Nó đang buồn cái gì Buồn như thế này thì làm được gì cơ chứ Anh ấy đã đi cùng với chị Lan suốt cả một đêm Họ đã làm gì với nhau cả đêm qua vậy Họ đã đi đâu qua đêm thế Anh ấy tối qua không ngủ cùng với nó Có nhớ đến nó hay không Đúng 9 giờ sáng thì chồng nó trở về Quần áo sốc sách Trên người thì nồng nặc mùi rượu Chồng nó vừa về đến nhà Thì liền đi ngay lên phòng để mà đi ngủ Nó đem phần thức ăn sáng lên cho Minh Trí Mà tim bắt sắc nhảy loạn lên Nó cũng không biết phải đối mặt với chồng của nó ra sao cả Cái đó anh mau ăn sáng đi Tôi biết rồi, em cứ để đó Nó nhìn chồng của mình chỉ thấy anh ấy tức giận Thì mới xưng tôi cô với nó Chẳng lẽ nó đã làm gì Để khiến cho anh tức giận hay sao Nó cứ đứng thế mà nhìn trông của mình Dường như anh có vẻ rất là mệt mỏi Nằm dài ra giường Giống như đang muốn đi ngủ vậy Cô đi ra ngoài đi Tôi đã nói lát nữa mình sẽ ăn Nó đi bước xuống dưới cầu thang Mà cảm giác ở trong lòng đau nhói Tại sao nó lại cảm thấy đau lòng bởi vì những lời nói của tên đó cơ chứ nếu như là lúc trước thì chắc chắn nó đã nhảy dựng lên đấm thẳng vào mặt của hắn bởi vì tội xàm nói điều trước mặt của nó rồi nhưng đó đã là chuyện của trước kia rồi kể từ ngày hắn nói hắn yêu nó ở trong giấc mơ thì nó đã bắt đầu cảm thấy khang khắc mỗi lần hắn nhìn nó thì nó lại cảm thấy vui vui nhưng khi hắn quan tâm đến nó thì nó lại cảm thấy hân hoan một cách khác thường trong suốt hai tháng qua nó đã cảm thấy bản thân mình quá mức vô tâm nó cứ mãi theo tuổi, một tình yêu ở nơi xa xôi nào đó mà đã quên mất đang có một người rất quan tâm đến nó và có lẽ cũng rất yêu nó nữa nó không biết hắn có yêu nó hay không hay chỉ là xem nó giống như một món đồ chơi mới lạ nó cứ suy nghĩ suy nghĩ mãi rồi sau đó lại vân phân vân phân vần vần rồi lại tự an ủi chính mình, bởi vì nó muốn mình phải thật là bình tĩnh để mà suy xét. Ryan đã quá đủ và nó không muốn mình phạm thêm bất cứ sai lầm nào nữa. Nó không tin những thứ quá mức ngọt ngào nhanh chóng. Nó thích thực tế và chính xác. Khi nó còn đang suy nghĩ miền man thì tiếng chuông cửa liền đã reo lên. Chị Lan đến. Nó bắt đầu cảm thấy không thích chị Lan nó cách cái cách chị ta quên rũ chồng của nó cho dù nó là người đến sau và họ đã chia tay nhau nhưng người ta vẫn thường hay nói tình cũ không rủ cũng tới chồng nó đã từng hứa sẽ cưới chị ta thì không cần nói cũng biết họ đã từng yêu nhau tham thiết như thế nào em làm sao thế hôm nay chồng em có vẻ như đang có tâm sự à có một chút ạ à? có chuyện gì thế có thể nói cho chị biết được không À là chuyện tối ngày hôm qua Chồng à không Anh em và chị đi chơi có vui hay không ạ à? Nó gần như muốn trẹo cả lưỡi Khi phải chứng minh mình hỏi chị ta Về chuyện diễn ra ngày đêm qua Chị tưởng còn là chuyện gì chứ Tối ngày hôm qua Tụi chị đi quán ba xong thì vào khách sạn Chị nói gì khách sạn ư Nó bột miệng hét lớn Ừ Đi ba rồi vào khách sạn luôn Cũng là chuyện bình thường thôi mà Vậy vậy anh chị làm gì trong đó thế? một chàng trai và một cô gái vào khách sạn em nghĩ xem họ sẽ làm gì trong đó chứ? nó cảm giác như trong lòng mình có điều gì đó vỡ nát nó đã từng biết trí là một tên ham gái một tên ba năm chín hiểu thế thật sự không ngờ anh ta nó đã từng tiên trí để yêu nó trong vòng hai tháng nhưng mà có lẽ nó đã nhầm rồi một sự nhầm lẫn vô cùng ngu ngốc anh ta không thể lạm dụng được thân sắc của nó Cho nên đâm ra chán chứ gì Đành phải tìm đến người yêu cũ Để thỏa mãn cái thứ ham món sắc thịt đó Sao nó lại có thể ngu ngốc như vậy Sao nó lại nhen nhóm tình cảm Với một người đê tiện như thế cơ chứ Mẹ à Em không sao chứ Dạ không sao đâu ạ à. Chúng ta tiếp tục học đi Đúng lúc này có tin nhắn đến Là anh Phong nhắn tin cho nó Lại là một cuộc hẹn ở Việt Nam này giờ đây Nó cũng chỉ có một mình Phong là bạn Hôm nay chúng ta nghỉ sớm một chút chị nhé Ừ cũng được Tối nay chị cũng có hẹn Là với anh Trí có phải không ạ Không hiểu sao Nó lại liên tưởng ngay đến chồng của nó Khi chị ta vừa nói rất câu Đúng rồi đó Làm sao em biết Anh ấy đã nói cho em nghe sao À vâng ạ Đúng là tình cũ không rộ cũng tới Nếu như tối nay Hắn dám đi chơi cùng với chị ta Vậy thì nó sẽ đi chơi cùng với anh Phong Để xem ai hơn ai Đừng tưởng chỉ có hắn là đảo hoa Thì nó đây cũng không có số đỏ Khối người thèm muốn nó đầy ra đó Anh định đi đâu sao Nó vừa sân móng tay Vừa ngước lên hỏi phù nhân giáo của nhà mình Đi chơi Thế ư ừ, Thế thì cho em quá giang theo với Tôi đi chơi cô đi theo làm gì chứ Em đâu có đi theo anh em muốn anh cho em qua sang sang nhà của anh phong thôi anh ấy đang đợi em ở bên đó mà tại sao nó lại đợi cô chứ đi chơi thì phải cùng đợi nhau chứ ai cho cô đi cùng với nó chồng của nó đang chải chút thì bỗng nhiên cầm lên nhằn mặt lại hỏi nó với giọng điệu tỏ vẻ không bằng lòng ơ ờ, em muốn đi với ai mà không được chứ thế ai cho anh đi chơi cùng với học viên của em chứ nó hất mặt hỏi chồng một cách cực kỳ bình thản Điều đó càng làm cho hắn tiền tiết hơn Cô Được thôi Tôi đây cũng không phải là một người ích kỷ Thích thì tôi chiều Về mặt qua trong nó Giống như đang khen tị với anh Phong thì phải Nhưng mà mặc kệ hắn Hắn cũng có phải thua vui Thì nó cũng cần phải có chứ Nó ăn diện gần 2 giờ thì mới đi xuống Nó chính là như vậy Việc gì có thể qua la thì được Nhưng chứ chuyện ăn diện Thì rất là chăm chút Bây giờ chúng ta đi chưa? Chồng nó đưa mắt nhìn nó, mang theo vẻ mặt kinh ngạc. Hắn cứ đứng đó mà nhìn nó một cách đắm đuối. Nó đành phải cất tiếng hỏi lại. Này, bây giờ đã đi chưa? Đi. Mình chỉ đáp lại một cách cộc lốc, rồi sau đó xoay người đi. Người gì mà khó hiểu như vậy cơ chứ? Nhìn người ta chằm chằm đã mất lịch sự rồi. Đã nấy, còn ăn nói cọc cằn nữa chứ. Trong nó ngày hôm nay cũng khá là đẹp trai. Hai người bọn họ giống như một cặp tình nhân hạnh phúc, đang đi hẹn hò cùng với nhau vậy. Sau khi leo lên xe, nó lại suy nghĩ, đưa mắt nhìn về phía của Minh Trí. Dạo này trong nó ít ngắm nó hơn trước. Nó biết ngay mà, có phải là mải ngắm nhìn chị Lan thích hơn hay không? Có phải là bởi vì không còn yêu nó nữa, có đúng hay không? Nó không muốn đánh mất. Nó ghét cảm giác khi bản thân mình bị đánh cắp thứ thì đó đặc biệt là thứ mà nó cảm thấy thích và yêu quý thế nhưng mà nó có thể làm được điều gì đây ai có thể nói cho nó biết được hay không nó nên nói là nó thích hắn rồi hay cứ tiếp tục im lặng chờ đợi trong sự vô vọng như vậy tới nơi rồi đó xuống xe đi ừ đã tới nơi rồi sao tự dưng nó lại không muốn rời khỏi chiếc xe này một chút nào cả chỉ một lát nữa thôi chỗ ngồi này sẽ thuộc về một người khác và hắn cũng sẽ thuộc về một người phụ nữ khác có đúng hay không sao lại không xuống xe định đi theo chúng tôi luôn hay sao bạn cô còn đang đợi cô ở trong đó đó từ từ anh làm gì mà phải ghê như vậy cơ chứ dạo gần đây vợ tôi đã thay đổi cách đối xử với tôi rất nhiều có vẻ quan tâm hơn và ân cần hơn tôi đã mong đó là những tờ hy vọng mới cho tình yêu của mình nhưng tôi vẫn chưa dám tin bởi vì tôi sợ tôi chỉ là vật thế thân khi cô bé đang thiếu thốn tình cảm tôi sợ những cảm nhận của bản thân mình là sai và tôi không muốn nói mình yêu cô ấy bởi vì tôi là một tên bất bại trong tình trường tôi không muốn tình yêu đầu tiên của mình sẽ phải nhận sự từ chối và sẽ thật lo khó có thể đối mặt với nhau khi đã bị từ chối vậy nên tôi cố gắng tỏ ra lạnh nhạt với vợ của mình tôi giả vờ đi chơi cùng với lan tôi muốn mi phải bộc lộ ra nhiều hơn nữa và thật là tốt nếu như cô ấy nói rằng cô ấy đã yêu tôi anh à anh làm sao thế à không có gì em muốn đi đâu chúng ta đi hóng mắt nhà anh ừ đi ở bên cạnh lan nhưng tâm trí của tôi không thể nào thôi nhớ đến mi Bây giờ cô ấy vào phòng đang lắm điều gì nhỉ? Phải chi người đang đi bên cạnh của tôi lúc này chính là cô ấy thì tốt biết mấy. Anh à, cảnh ở đây thật là đẹp quá đi. Lan nhảy ra khỏi xe, rào lên một cách thích thú. Nhìn đến cô ấy, tôi lại nhớ đến vợ của mình. Có phải khi phân phích cô bé cũng sẽ giống như Lan hay không? Hình như chưa bao giờ tôi được nhìn thấy hình ảnh đó cả. Anh nhìn kìa, Ai trông lại giống như em gái của anh quá vậy chứ Em điên sao Anh làm gì có em gái cơ chứ Đó Nhìn xem kia có phải là con bé mi không Em gái ở nhà của anh đó Chính con bé nói với em Anh là anh hai của nó mà Nghe theo tiếng nói Tôi phóng tầm mắt theo hướng của Lan Chỉ Lên phát hiện ở phía xa xa Có hai người đang ngồi Cùng nhau trên một chiếc ghế đá Trông giống hệt mi cùng với Phong Cô gái kia còn đang cười vui vẻ Cùng với chàng trai trong hai người bọn họ vô cùng hạnh phúc Nhìn thấy cảnh đó Trong lòng của tôi dâng lên một cảm giác khó chịu Đó có phải là em gái của anh hay không? Lan tiếp tục cất tiếng hỏi Chính con bé đã nói với em Nó là em gái của anh sao? Ừ, chính My đã nói như vậy đó Chẳng lẽ không đúng ư? Không có gì cả Tại sao cô ấy lại phải nói dối chứ? Em gái ư? thật đúng là nực cười. Tôi chẳng lẽ chỉ có thể làm anh trai của cô ấy thôi sao? Những cử chỉ quan tâm của cô ấy chỉ là của em gái đối xử với một người anh trai thôi có phải hay không? Nhưng mà cũng phải thôi. Có vợ chồng nào như chúng tôi cơ chứ? Chưa một lần đi chơi cùng nhau. Chưa một lần nắm tay nhau. Ngay cả số điện thoại của nhau cũng không biết. Thì làm gì có thể trở thành vợ chồng được đây cơ chứ? ai xem đi, bạn trai của con bé cũng dễ thương thật, lại còn quan tâm cởi áo khoác cho bạn gái nữa, đúng là tuổi trẻ có khác anh nhỉ? Chúng ta về thôi. Tôi bực tức cắt ngang lời nói. Ơ, ờ, có chuyện gì vậy chứ? Tôi lôi lan đi vào bên trong. Cảm giác này chính là tình yêu ư? Sao nó lại không hề ngọt ngào? Xong như người ta thường ca tụng như vậy cơ chứ? Sao nó lại đau đớn đến mức như thế này? Nó cùng với Phong đi dạo mắt gần bờ hồ Thật ra Phong là muốn cùng nó đi quán bar Thế nhưng mà Nó lại không muốn đi đến một nơi ồn ào như vậy Nó ngồi ở trên ghế đá cùng với Phong Hai người cứ thế im lặng Mà đưa mắt nhìn về phía mặt hồ Đang lăn tăn cận sóng Em có yêu trí không? Phong đột nhiên cất tiếng hỏi Câu hỏi nói không muốn trả lời vào lúc này nhất nó quyết định im lặng Bởi vì nó không biết phải trả lời Phong như thế nào cả Nó có thật sự yêu trí hay không? Nó có ngộ nhận với tình cảm của trí Dành cho mình hay không? Em không muốn trả lời thì thôi vậy Chúng ta nói sang chuyện khác đi Thật sự thì em cũng không biết mình có yêu trí nữa hay không Em chỉ biết Em ghét những lúc anh ta điêu cùng với chị Lan Em ghét cái cách anh ta làm lơ với em ghét những lúc anh ta kèm sát mình. Đồ ngốc ạ. À? Nói như vậy là em đã thích trí rồi đó. Phong vân tay cóc nhẹ vào đầu của nó. Nó nhìn thấy Phong. Phong lại đưa mắt nhìn đi đâu đó rất là xa rồi. Ánh mắt của Phong có một chút Đượm buồn miên man. Bắt chật Phong quay sang. Rồi sau đó là mỉm cười nói. Ở đây gió lớn quá. Em có lạnh hay không chứ? Dạ, có một chút ạ. À. Vừa dứt lời thì Phong liền đã cởi áo khoác của mình chẳng qua vai của nó. Nó bỗng cảm thấy trong lòng của mình có cảm giác lạ lạ. Như thế này thì sẽ ấm hơn đi. Phong lại cười. Một nụ cười rất đối sự rằng. Trong Phong lúc này rất giống với Ryan. Thật là đẹp trai. Có một chút lãng tử. Và một chút lạnh lùng. Nếu như đem so sánh. Thì chắc Phong cũng ngang ngửa với vẻ đèn trai của Trí. Nhưng về độ tinh tế Thì chắc chắn Trí phải bái phong làm sư phụ Nó bất chợt bật cười Bởi vì giái sự so sánh tiên trồ của bản thân mình Em cười gì đấy Chẳng lẽ trên mặt anh có dính gì hay sao À Trên mặt của anh có một con ruồi to kìa Để em đập cho một phát nha Nó già vờ nhảy lên Rồi sau đó lên đập vào má Của phòng một cái rõ to Để mà đánh lẳng sang chuyện khác bởi vì mục đích là sờ thử xem Má của Phong có mềm hay không Mà trông lại đang yêu như vậy có chứ Này Em đã đang sảm sỡ với anh đó sao Em đâu có sảm sỡ đâu Lại dám lừa gạt anh ư Phong giật theo nó chạy khắp nơi Nó vừa chạy vừa cười đến thoát cả Mồ hôi Đột nhiên nó cảm thấy bụng của mình Bị đau dữ dội Đau đến nỗi chân của nó Cũng không thể nào đứng vững được Em làm sao thế? Phong lo lắng cất tiếng hỏi. Vội vàng chạy đến đỡ lấy nó rồi đặt ở trên ghế. Em không biết nhưng mà bụng của em đau quá. Em không sao chứ? Hay là để anh đưa em vào trong bệnh viện nha? Thôi không sao đâu ạ. Chắc là bệnh đau bao tử của em lại tái phát. Chúng ta trở về nhà thôi anh. Ừ, vậy thì để anh dìu em đi. Tôi về nhà. Sau khi kết thúc bữa ăn tối nhảm chán cùng với Lan, dạ cậu chủ đã về rồi ạ vợ tôi đã về chưa dạ cô chủ đã về rồi nhưng hôm nay cô ấy bị đau bụng bị đau bụng sao nghe đến đây thì tôi thắng giật mình điện cất bước chạy lên trên phòng nhưng tôi lại biếng người khi nghe thấy câu nói tiếp theo của bà hay cậu chủ cũng không cần quá mức lo lắng đâu ạ đã có cậu phòng ở trên phòng cùng với cô chủ từ lúc là về tới nhà rồi ạ Thế ư? Tôi buông câu trả lời một cách thở ư. Lại như thế sao? Vậy thì cần gì tôi phải lo lắng nữa chứ? Đã có người khác lo lắng cho cô rồi. Cần gì đến bản thân tôi đây? Bà hai, chuẩn bị một căn phòng khác cho tôi. Dạ vâng ạ. Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu những sự quan tâm của em dành cho tôi là điều không có thật. Có trách là do trách tôi đã quá mức mơ mộng rồi đi trong bao nhiêu năm anh mơ có được em tay trong tay ở bên nhau phút giây hạnh phúc và anh mong thời gian sẽ trôi qua thật là nhanh để ở bên em yêu em một cách say đắm bao đêm cô đơn anh chỉ mong có thể có được em tay trong tay ở bên nhau để coi những ước mơ vô cùng hạnh phúc có một tình yêu dành riêng cho em để ở bên em yêu em một cách say đắm em đang làm gì bên kia? đã hết đau hay chưa? em đã đi ngủ hay chưa? nghĩ như vậy tôi liền đã ngồi bật dậy. tôi thật sự là không thể nào ngồi được với hàng đống câu hỏi ở trong đầu của mình như thế. thảo phong, nó đã về từ đời nào rồi? nhưng mà tôi vẫn không muốn đi sang thăm vợ của mình. có một gì đó đã ngăn cản tôi lại, chính là ken tuân sao? tôi cảm thấy tự ái. Chính tôi cũng không biết rõ nữa. Nhưng có một thứ tôi chắc chắn là tôi sẽ không thể nào ngủ nổi nếu như không thấy vợ mình ngay ở phía trước mắt. Và cuối cùng lý trí của tôi cũng không thể nào thắng nổi trái tim. Vợ tôi đang ngủ say. Tôi cất bước lại gần vợ của mình, ngồi xuống bên cạnh giường của cô ấy, ngắm nhìn vợ của mình. Tại sao tôi lại bởi vì cô bé này mà cảm thấy đau khổ như thế này cơ chứ? Có phải vì tôi đã làm khổ quá nhiều cô gái Vậy nên bây giờ Thượng đế đã để cho em xuống Làm cho trái tim của tôi đau khổ hay không Em có yêu anh không Hạ Treo Tôi nắm tay vợ của mình Hôn má của cô ấy Một nụ hôn cưỡng cầu Lên đôi môi đỏ mọng của cô bé Một buổi tối dài Chỉ có một mình tôi độc hại Với bản thân mình có lẽ những câu nói em ấy sẽ không bao giờ nghe thấy. Và cả tình yêu dành cho em nữa. Em sẽ không bao giờ chấp nhận. Nó có phải hay không? Bởi vì em chỉ xem tôi. Giống như là một người anh trai thôi. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ. Đánh thức nó dậy. Nó khẽ nhúc nhích. Cảm giác đầu của mình có một chút là hơi trắng vắng. Tay của nó cứng đờ. Có cái gì đó nặng nặng đang đè lên trên tay của nó thì phải. Nó cố gắng xuống cổ mà nhìn ra phía bên ngoài. Thì ra là chồng của nó. Hắn đang nằm cổ cục bên cạnh giường. Nhưng mà tại sao hắn lại ngủ ở đây cơ chứ? Tối ngày hôm qua, hắn đâu có ngủ cùng với nó đâu. Nó cố gắng nhúc nhích để cho hắn tỉnh lại. Thế nhưng mà cái tên này, đúng là ngủ say như chết. Nhúc nhích mãi, mà chẳng chịu thức. Vậy cho nên, nó đành phải dùng liên hoàn tắt nó dùng tay còn lại Vỗ nhẹ vào mặt của hắn Bộp bộp vài cái Khiến cho mắt của hắn cũng dần giật Em đã thức dậy rồi sao Sao anh lại ngồi ngủ ở phía dưới đất như vậy cơ chứ Lại còn gối đầu lên trên tay của em nữa Tề muốn chết rồi đây này Cô bé nhăn mặt nghiêng đầu nhìn tôi Bằng một ánh mắt vô cùng giò xét À Tại lúc về thấy thằng Phong ở bên này Nên anh ngủ ở phòng bên cạnh Phòng bên cạnh ư Thế tại sao bây giờ anh lại ở bên này cơ chứ À thì tại vì Tôi cố gắng tìm kiếm Câu trả lời thích hợp nhất Cho câu hỏi của vợ mình Bởi vì cái máy điều hòa phòng bên kia hư rồi Cho nên anh quyết định Sang bên đây một lát Tôi thở vào một hơi nhẹ nhõm Suýt chút nữa thì đã để lộ Ra chuyện tối ngày hôm qua rồi Tôi thở vào Thế ư Thế mà em cứ tưởng Em cứ tưởng cái gì chứ À không có gì cả Thế thì anh đi rửa mặt đi Ôi trời thật lại nhấc cái lưng quá đi Khi Hắn vừa đi khuất ra phía cánh cửa Nó bất chợt cảm thấy Trong lòng của mình buồn buồn Nó đã mong hắn Là sẽ dò hỏi nó Rằng hắn sẽ nói vì lo lắng cho nó Vậy cho nên mới thức cả đêm qua Để mà chăm sóc cho nó Thế nhưng mà Tất cả chỉ là ước mơ Và sự thật luôn vỗ phẳng hơn trước Hắn có mảy may quan tâm tới nó đâu cơ chứ Hắn cũng chẳng thèm can tuông Khi nhìn thấy nó và anh Phong Ở cùng đến cẩn tận đêm khuya Đã bao nhiêu lần nó tự nhủ Là sẽ không còn yêu hắn nữa Cố dặn mỏng quên đi người đàn ông này Thế nhưng không thể Não đã không thể nào điều khiển được trái tim nữa Đã có lúc nó muốn hét vào trong khuôn mặt của hắn Em yêu anh đó đồ ngốc ạ à? Nhưng có lẽ Nó chỉ có thể ôm về một đống thất vọng Tràn chê mà thôi Nó chỉ yêu đơn phương thôi Chỉ cần yêu đơn phương Nhưng cũng đã cảm thấy là đau khổ như thế này rồi Chắc hắn sẽ chẳng bao giờ hiểu được Tình cảm của nó đâu nhỉ Em làm sao thế Em là đang khóc sao Anh điên sao chỉ là bụi bay vào trong mắt của em mà thôi Vậy cho nên nó mới đỏ lên như thế này Đúng là kỳ thật Tự dưng ở đâu lù lù đi ra như vậy Làm cho nó thật sự là bị giật mình Mày không được khóc Đã bảo là không được khóc rồi cơ mà Không được khóc vì hắn Mày nhất định phải cứng rắn lên Mia Cố lên Chỉ cần 3 tháng nữa thôi Thì sẽ không còn gặp mặt hắn nữa Cũng sẽ không còn cảm thấy đau khổ bởi vì mối tình không có tương lai này nữa Chỉ 3 tháng nữa thôi Thì trái tim này sẽ được thoát khỏi Có phải hay không Buổi trưa khi chúng tôi còn đang ăn sáng Thì điện thoại của tôi liền bất giác reo lên Lan gọi cho tôi Đúng là bực thật Mỗi lần đang làm gì cùng vợ Thì đều sẽ bị cô ấy quấy rầy. Anh đi công việc một lát Dạ vâng ạ Chồng của nó lúc nào cũng thế không đi chơi thì lại bận việc Chỉ có mỗi hôm chủ nhật như thế này Chỉ cũng có hôm chủ nhật như thế này Mà cũng đi đây đi đó Nó ước gì ngày hôm nay Nó và chồng có thể cùng nhau đi hẹn hò Tay trong tay rồi sau đó là cùng nhau đi xem phim Đêm mà ngắm mặt trời lặn Như thế thì thật sự hạnh phúc đến nhường nào đây nhỉ 10 giờ 30 phút Nó ngồi xem phim mà đôi mắt cứ ngóng ra phía ngoài cửa sổ hoài nó đang chờ đợi. Đến giờ chưa? Mà đáp lại nó, chỉ là những tiếng câu câu của con chó nhà bên cạnh. 11 giờ, nó đưa mắt nhìn đồng hồ, rồi sau đó liền cất tiếng thở dài. Nó tắt tivi, vừa lấy chiếc áo khoác và chôm chìa khóa, đóng cửa cổng rồi dài bước đi dạo ở trên vỉa hè. Tự dưng nó muốn đi dạo đêm một mình. Nó muốn có một không gian thật là tĩnh lặng, để suy nghĩ về những chuyện vừa mới xảy ra. Phố xá tắt nắng từ chiều đến giờ. Trông thật là đẹp. Sài Gòn dường như là không ngủ. Đông phố vẫn có người qua lại, vội vã và vô tâm. Nó đứng lại, nhìn dòng người qua lại tấp nập, rồi sau đó lại ngước mắt mà nhìn lên phía bầu trời. Bầu trời đêm đầy sao. Những vì sao quấn lấy mặt trăng. Mặt trăng to tròn hơ hững, với các vệ tinh lấp lánh vây quanh mình. Trăng kiều kỳ như anh, lạnh lùng cũng tự như anh vậy. Anh Trăng hoa cùng với anh Thanh Đường, làm cho bầu không gian càng thêm phần mờ ảo hơn trong đêm tối. Nó ước gì bây giờ, người ở bên cạnh nó chính là Trí. Hai người sẽ cùng nhau ngắm trăng, ngắm cảnh đêm. Nó sẽ ngả đầu, vào vai của Trí thật là dịu dàng và bình yên. Nó ngồi nghĩ, rồi sau đó lại tự cười. Cười trong sự đau khổ, cười cho sự ngu ngốc của chính bản thân mình. Nó cứ như màn đêm, luôn trái vòng một khát vọng, bởi vì nhìn thấy được ánh nắng vàng rực rỡ. Nhưng nó sẽ chẳng bao giờ có thể thấy được, bởi vì nó là đêm, còn anh sẽ là ánh nắng, sẽ không bao giờ có cơ hội được gặp nhau. Cứ giống như hai đăng thẳng song song, không cùng có một điểm chung vậy. Nó lại bước đi, vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh đêm ngoài phía cửa sổ một thú vui kỳ lạ mà nó cũng vừa mới phát hiện ra. Em vẫn đang chờ ở đây. Bây giờ vẫn còn đang đợi. Vẫn đang nuôi một giấc mộng mơ. Một mai tình yêu sẽ đến bên người. Và em chỉ yêu anh. Hứa đi anh. Sẽ muôn đời là yêu em. Hỡi người. Tiếng điện thoại vang lên. Nó đưa mắt nhìn màn hình là Phong gọi tới. Cho nên liền nhấc máy. Alo, em nghe đây anh Phong. Em đã đi ngủ chưa? Em vẫn còn chưa ngủ hả? Dạ vâng ạ. Em đang đi dạo phố ở căn nhà. Khuya rồi còn đi ra ngoài làm gì chứ? Nguy hiểm lắm đó. Anh không lo. Sẽ chẳng có ma nào dám bắt cóc em đâu. Nhưng mà có chuyện gì sao ạ? Sao anh lại gọi cho em trễ như thế này cơ chứ? À thế. Anh định hỏi em đến khi nào? Em sẽ đến trung tâm đi dạy tiếp. Mấy đứa trẻ cứ nhắc tới em mãi anh dạy nói chê giọng anh không ngọt bằng cô giáo mi là như thế ư cái đó em nó đang định nói tiếp thì bất chợt lên nhìn thấy khuất trong một con hẻm nhỏ có một bóng hình con trai rong dòng, dòng cao trông rất là quen thuộc người con trai đứng quay vào trong anh ta đang nói gì đó cùng với một cô gái hình như đó chính là chị Lan nếu vậy thì người con trai đó là ai Chắc là chồng của nó rồi đi Không thể nào nhầm lẫn vào đâu được cả Nó đứng hình mà nhìn bọn họ Có vẻ họ không thấy nó Họ đang nói một chuyện gì đó rất là quan trọng Rồi sau đó nó thấy Chị lăn chồng người lên tròng tay qua cổ của chồng nó vào hôn Hôn rất là say đắm Một giây Hai giây rồi ba giây Chiếc điện thoại trong tay của nó liền đã rơi bộp xuống dưới mặt đất nó khịu người xuống, ngồi thụp vào bức tường khuất ở bên cạnh đó. Cả người của nó giờ đây, dường như đã mất đi tri giác vậy. Tim của nó cảm giác dường như là đã ngừng đập. Đầu óc bất sắc trở nên trống rỗng. Nó cũng không cần biết bây giờ nó cần phải làm gì và cần phải nghĩ gì nữa. Đôi mắt của nó ngân ngân nước. Nó biết chồng nó và chị Lan đã diễn ra rất là nhiều thứ còn nhiều hơn cả nụ hôn. Nhưng là dù gì thì nó cũng chưa bao giờ nhìn thấy Nên nó đã tự an ủi bản thân mình Mắt không thấy thì tim không đau Đừng có suy nghĩ lung tung thêm nữa Thế nhưng mà ngày hôm nay Chính mắt nó đã được chứng kiến bọn họ hôn nhau sai đắm Chẳng bù cho nó đã chờ chồng mình mòn mỏi như thế nào Mong chờ anh ta Sẽ dành một cái nắm tay Một buổi đi chơi nhỏ nhỏ cho nó Nó ngồi bó gối rồi bật khóc khóc như một đứa trẻ bị cướp mất món đồ chơi quý báu của mình. Bây giờ nó rất muốn chạy lại để đánh cho chị Lan một trận. Nó muốn chạy đến và nói với Minh Trí rằng nó yêu anh, yêu rất là nhiều. Nó muốn đến xin Minh Trí cho mình một cơ hội. Thế nhưng không thể, bởi vì nó biết rõ nó là một đồ thừa thải. Nó là kẻ đến sau, một kẻ thứ ba. Nó cắn chặt môi, rồi ngước mắt lên nhìn trời để cho những giọt nước mắt chảy ngược vào bên trong tim. Khao khát, đều thấy ánh nắng vàng rực rỡ, đẹp êm đềm, nhưng rồi lại thất vọng sực nhớ mình là đêm đông. Nó vang vẳng, nghe ở bên tai một bài hát quen thuộc. Rồi sau đó, lên bắt sắc lầm nhầm theo bài hát, cùng với những tiếng nước nghẹt và những giọt nước mắt. Đúng rồi, nó chỉ là đêm đen thôi. Đêm tối thì bao giờ có thể thấy được ánh nắng, cơ chứ? Nó ngồi bó gối xuống Rút người vào khe hở nhỏ Giữa hai ngôi nhà lớn Gió đêm thổi đến từng cơn lạnh bút Giờ phút này đây Nó cảm giác trái tim của mình trống rỗng Nó không muốn về nhà Không muốn đứng lên Và không muốn khóc nữa Chỉ đơn giản là muốn ngồi lì như thế này mà thôi Chiếc điện thoại của nó rung lên trên nền đất nghe e e Lần này đã là lần thứ 8 Điện thoại của nó trao lên kể từ khi nó nhìn thấy chồng của mình cùng với chị Lan. Alo, Bia, à, em có sao không? Nó nghe thấy tiếng của phòng dần dập đất quãng, có vẻ như là hơi thở cấp cáp chất mệt. Em không sao cả. Em đang ở đâu vậy chứ? Em đang ở gần nhà em. Em ở đó, anh sẽ ngay lập tức đến ngay. Sau khi tắt máy, nó lại ngồi bó gối rồi nhìn vào khoảng không xa xăm vô định, rồi lại quấy đầu nhìn nền đất khô cứng xám dịp. Nước mắt của nó lại bất giác chảy ra. Nó đưa tay quệt đi những giọt nước mắt, đang động lại càng ngày càng nhiều ở trên khóe mắt. Bất chợt có một bàn tay, đặt lên trên vai của nó. Này cô em xinh đẹp, sao lại ngồi ở đây một mình như vậy cơ chứ? Nó giật mình ngước mắt lên. Trước mặt là một người đàn ông vô cùng xa lạ. Đằng sau là một đám thanh niên tóc tai dựng đứng, xanh đỏ đồ màu, đang dừng lại trước mặt của nó. Này, sao bọn anh hỏi mà không trả lời thế? Bọn mày là ai? Ấy, phải gọi là anh, mới phải phép chứ em gái xinh đẹp. Một thằng tóc vàng hoe, bước lại gần rồi sau đó vươn tay ra, mà vớt má của nó. Mày làm gì thế hả? À? Em gái này đúng là xinh quá đi Đi với bọn anh một đêm nhé Đảm bảo sẽ không bạc đại em đâu Tránh xa tao ra Đừng có động đến tao Cái con này Bố mày ăn nói nhỏ nhẹ lại không nghe Muốn ăn đấm sao hả à? Nói xong cả bọn bốn năm thằng vây lấy nó Một tên kéo tay nó đưa nó lên xe Thả tao ra Mau thả tao ra Nó sợ hãi Nó la hết Nó cố gắng giãy dụa khỏi đám điên đó nhưng dường như mọi sự cố gắng của nó đều là vô vọng Đi Thể có chúa nó vừa nghe thấy có ai đó Vừa mới gọi tên của mình Là ai vậy chứ? Màu màu đến giúp nó đi có được hay không? Bọn mày đang làm gì thế hả? Thằng kia Bọn mày làm gì đến lượt mày quản hay sao hả? Đúng là ông trời còn thương cho cái thân này của nó Thả cô gái đó ra ngay <laughs> Tụi bay có nghe thấy nó nói cái quái gì không thế? Tao không nghe rõ Tao nói lại thả cô bé ra ra ngay Nếu không thì đừng trách tao Phong cằn lên từng tiếng Rồi sau đó nắm chặt bàn tay của mình lại Nghe qua tao mới sợ quá cơ Tao không thả ra đó Đố bố mày dám đụng đến tao đi Tên đó vừa ngang ngạnh đáp Vừa vút vút mái tóc của mình Máu trong người của tôi chảy rần rần lên não Cái tên đó dùng bàn tay sơ bẩn của nó để vớt thấp của mi ư phong điên dại xong lên đấm vào mặt của tên đó những tên còn lại thấy đồng bọn của mình bị đánh thì liền bất nhặt nhào vào để mà đánh hội đồng thế nhưng phong cũng không hề cảm thấy sợ hãi kinh nghiệm đánh nhau suốt 11 năm qua đồ đề giúp phong và mi thoát khỏi đám ôn dịch này phong cứ đấm đá lên gối từng thằng từng thằng một ngã xuống hòa trong tiếng đánh nhau hỗn độn là tiếng hét của mi càng đánh lại càng thêm hăng. nếu như không phải là đi ra tay ngăn cản lại, thì có lẽ là phòng đã giết luôn cả bọn chúng rồi. đêm khuya, màn sương nhẹ nhàng buông xuống lành lạnh. nó cùng với phong cùng nhau đi dạo, sau khi sửa xong đám yêu râu xanh kia. anh đúng là cử thật đó. mà anh có sao không? nếu như không có anh, ngày hôm nay em cũng không biết phải làm sao cả. thật sự là cảm ơn anh rất nhiều. Chỉ cảm ơn xuông như vậy thôi sao Nó nhăn mặt mà nhìn về phía của Phong Ờ thì Cũng phải chút gì đó Để mà động viên tinh thần người nghĩ hiệp chứ Thế thì anh muốn như thế nào đây Cùng anh đi ngắm hoàng hôn nhé Nó không đáp lời mà chỉ mỉm cười Có lẽ bây giờ thiên nhiên Có thể giúp nó dịu bớt đi nỗi đau ở trong lòng Anh xem Mặt trời giống như một cái trứng ốp la ấy anh nhỉ nó thích thú vân tay Mà chỉ về phía đường chân trời Với một vầng mặt trời vừa mới ló dặn Em đúng là ngốc thật Bình minh người ta đẹp thế Mà em định đi so sánh với cái trứng ốp la Đúng là so sánh giờ tệ mà Nhưng em thấy giống thế thật mà Thế anh thấy nó giống với cái gì chứ Nó trẻ môi mà nhìn về phía ốc của phòng hỏi Giống em bây giờ Sao ạ à? Rất rực rỡ Nhưng không hề tròi lá một vẻ đẹp khiến cho tất cả mọi người đều say mê. Vừa nói, đột nhiên Phong vừa quay sang nhìn nó mà mỉm cười. Một nụ cười còn đẹp hơn. Tất cả cái vật thể tròn phát sáng mà nó đang nắm kia. Năm giây nó đứng hình, rồi sau đó bắt đầu liền hiểu hết. Cái câu mà Phong vừa mới nói. Ôi trời, trong cái mặt của em kìa. Đừng có tưởng là anh khen em nhé. Anh chỉ nói đùa thôi. Chúc mừng bạn vừa sập hố bom mười mét anh lại còn dám trêu em hay sao làm người ta cứ tưởng hôm nay anh nhất định sẽ phải chết với em nó xả vờ cầm cư rồi sau đó liền sắm tay áo lên mà rượt theo phong chứ còn làm gì nữa anh mau đứng lại đó em sẽ không bao giờ bắt được anh đâu em bảo anh mau đứng lại mà trong bình minh sớm khoát trong ánh nắng không đó dịu dàng hai chiếc bóng nhỏ bé chạy loanh quanh khắp bờ cát cùng với tiếng cười ngất ngừng cười vang sau khi chạy mệt nó ngồi phịch xuống bờ cát dài phòng cũng quay lại mà ngồi xuống cạnh nó hai người cứ thế mà ngồi im nhìn ra phía ngoài biển nó nhìn đến đâu thì cũng chẳng biết nữa chỉ là hướng về một nơi xa xăm vô định rồi bắt chợt lên tiếng phá vỡ khoảng không im lặng anh có bao giờ yêu đơn phương tha thiết một ai đó chưa ạ nó cất tiếng hỏi nhưng đôi mắt vẫn hướng ra phía mặt biển xa xăm kia xông như là đang cố gắng tìm tiền dừng vậy có yêu rất nhiều nhưng không thể đến được với người ta cô không thể quên nổi tiến không được mà lời cũng là không xong thế thì cô gái đó có biết rằng anh yêu cô ấy không không tại sao anh lại không thổ lộ chứ anh cứ thổ lộ cho người ta biết đi mà Anh đã từng rất muốn thổ lộ Nhưng mà có lẽ Là không có kết quả Không thử Thì làm sao anh biết nó chỉ là một con số không thôi Nó quay sang hỏi Phong Bằng một ánh mắt nghi ngờ Nhưng đáp lại nó chỉ là một nụ cười nhạt Thế còn em thì sao Sao ngày hôm nay Em lại lang thang ngoài biển khuya khoắt như thế Đêm khuya nguy hiểm như thế nào chẳng lẽ em không biết sao Phong vừa chồng người ném một viên sỏi Ra phía mặt biển vừa hỏi nó Chỉ là em muốn đi dạo một mình thôi ạ à? Nó đáp lại Phong một cách nghệ tinh Nhưng thực ra trong lòng đã chịu nặng Chỉ thế thôi sao Anh nghĩ em cần nói nhiều hơn nữa cơ mà Nó thở dài Tiện tay ném một cái vỏ ốc Làm cho nó trở dài ở trên mặt nước Em giống như cái vỏ ốc lúc nãy vậy Đang trở dài trên một cái dốc không có dốc đã cố là không khóc nhưng mà nước mắt vẫn cứ rơi em yêu anh ấy nhưng hình như anh ấy không hề đói hoài đến em anh ấy chỉ xem em giống như là một cuộc chơi cuộc chơi kết thúc thì anh ấy lại có trò chơi mới nó dừng lại để tim bớt đau nhói mỉm cười một cách chưa chát rồi sau đó lại tiếp tục mỗi lần anh ấy quan tâm đến em em đều cố gắng để mà viện lý do để tự biện minh cho anh ấy. Nhưng em tự như người chết đuối cứ cố gắng bấu víu vào một cái phao đầy lá lỗ. Anh có cảm thấy em rất ngốc và điên hay không cơ chứ? Nói đến đây thì đôi mắt của nó nhỏ đi. Nó sắp khóc rồi. Phong vân tay rồi sau đó lên nhẹ nhàng mà kéo nó vào trong lòng. Nó bắt đầu run lên. Lại thế, nó lại khóc tiếp. Đôi mắt của nó cảm thấy nặng trịch Khóc thêm nữa chắc nó sẽ giống như một con cấu chốc mắt. Thế nhưng mà nó quyết định mặc kệ. Chỉ một lần này nữa thôi, một lần sau cuối như thế này nữa thôi. Nó tự hứa sẽ không bao giờ rơi nước mắt bởi vì người đó nữa, nhất định là sẽ không bao giờ. Tôi trở về nhà sau nụ hôn điên rồ cùng Lan. Dắt xe vào trong nhà, tôi liền ngồi phịch xuống ghế sofa. Tôi thật sự chưa thể nào có thể chấp nhận được vừa chuyện mới xảy ra. 11 giờ tại một con phố nhỏ. Có chuyện gì thì em nói nhanh đi. Anh còn phải trở về nhà nữa. Anh đã không còn yêu em nữa rồi. Có phải hay không chứ? Lan cất tiếng hỏi tôi. Vấn đề của em muốn nói chỉ là như thế thôi sao? Thế thì anh về đây. Anh hãy trả lời em đi. Anh đã hết yêu em rồi có đúng không hả? Giữa chúng ta không hề tồn tại. Cái thứ mà em gọi là yêu. Ngay từ bây giờ đã là như thế chẳng lẽ em không hiểu hay sao cơ chứ nhưng mà em yêu anh em đồng ý dâng hiến tất cả cho anh chỉ cần anh yêu em chúng ta yêu nhau thì dù có từ bỏ mọi thứ em cũng là bằng lòng thật xin lỗi nhưng anh chưa từng yêu em có lẽ câu trả lời này đã làm em thất vọng nhưng anh nghĩ rằng chúng ta cũng nên chia tay thôi anh đừng mà cậu xin anh đó lan bắt đầu níu kéo rồi tôi nghe thấy tiếng nấc của cô ấy rõ hơn nhưng thật tình từ trước tôi cũng chỉ vui chơi qua đường cùng với lan giờ thì dùng lan làm công cụ để gần với mi hơn tôi thật sự không muốn dây dưa cùng với người phụ nữ này thêm nữa tôi đã tìm được một nửa thật sự của mình và tôi cần phải giữ gìn hạnh phúc ấy vai của lan run lên rồi sau đó cô ấy bắt đầu khóc nhiều hơn tôi bắt đầu động lòng Em đừng như vậy mà. Chúng ta đến với nhau thì sẽ không hạnh phúc đâu. Bắt chặt cô ấy, chồng người lên rồi sau đó liền hôn tôi. Tôi hơi bất ngờ, nhưng vẫn không hề phản ứng gì cả. Coi như đây là một món quà đền bù cuối cùng. Tôi dành cho Lan đi. Được một lúc, thì nụ hôn nhạt nhẽo đó liền đã kết thúc. Ok, thế thì mọi việc đã giải quyết xong. Anh trở về đây. Khi tôi đang quay lưng bước đi, Thế Lan lại cất tiếng Em đã có thai rồi anh ạ à. Lan à Anh không hề thích kêu néo kéo này của em đâu Em nói thật đó Em đã có thai 2 tuần rồi Anh làm việc đều rất là thận trọng Chắc chắn sẽ không thể nào có chuyện này xảy ra Vậy anh còn nhớ cây hôm Em đến nhà anh học cùng với mi không Hôm đó chúng ta đã uống rượu Anh xem và không muốn về nhà Em đã rượu anh vào trong khách sạn Tôi nghe đến đây thì bắt đầu định thần rồi sau đó nhớ lại. Nhưng thật sự đêm đó tôi rất say. Và không thể nào nhớ nổi là đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết khi sáng thức dậy, tôi và Lan đã nằm cùng với nhau. Ở trên người không một mảnh vải che thân. Nhưng chưa chắc đó là con anh. Tại sao anh lại nói như vậy cơ chứ? Anh định là không chịu trách nhiệm với em hay sao? Thôi được rồi. Nếu như đó là lỗi của anh. Vậy thì em hãy phá bỏ nó đi để nó lại cũng đều sẽ không tốt cho cả hai chúng ta nó sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cả anh và em nữa không em yêu anh yêu cả con của chúng ta vậy cho nên cho dù phải cố gắng bỏ đi tất cả em cũng đều là bằng lòng thế thì tùy em anh về đây tôi quay lưng trao bước ra chỗ của chiếc xe đang đổ là tại con bé đó mà anh bảo em có đúng hay không làn ở phía sau đột nhiên cất tiếng gọi to rồi sau đó chạy đến níu kéo cánh tay của tôi lại. Con bé nào chứ? Mi. Nó không phải là em gái của anh. Và anh đã yêu nó. Em đã nói cái quái gì vậy chứ? Anh đừng có giấu em nữa. Em có thể biết rõ. Là bởi vì anh yêu con bé đó. Cho nên anh mới bỏ cho em và con của chúng ta. Anh không có yêu Mi. Em đừng có nói linh tinh nữa. Anh nói dối. Rõ ràng là anh yêu nó. Anh yêu nó cơ mà. Nói đến đây thì Lan khóc ngất đi. Tôi đã bắt đầu cảm thấy vô cùng bực bội ở trong lòng. Đúng vậy đó. Anh yêu mi Người con gái đầu tiên khiến anh yêu thật tâm. Anh đã nói hết rồi đó. Em đã vừa lòng hay chưa hả? Được, anh giỏi lắm. Tôi thách anh bỏ rơi tôi đó. Nếu như anh bỏ tôi, tôi sẽ mở cuộc họp báo về việc con trai chủ tịch tập đoàn ô tô minh trí làm siêu mẫu Ngọc Lan Ni có thai. Và bây giờ thì rồng bỏ, bắt ép cô ấy phá thai. Tất cả những gì chúng ta nói vừa rồi Tôi đều đã ghi âm rồi Nếu nhiều muốn chết Tôi nhất định sẽ lùi tất cả chất chung Để tôi xem bố anh sẽ xử trí như thế nào Và cả con bé mi ngốc kích kia nữa Tôi không có được hạnh phúc Vậy thì anh cũng đừng hòng Tôi cho anh một đêm suy nghĩ Anh hãy ngoan ngoãn chấp nhận yêu và cưới tôi làm vợ Nếu không thì anh tự biết hậu quả của mình rồi đó Tôi ngả người mà nằm say ra ghế các tay lên trên chắn rồi sau đó suy nghĩ đầu của tôi giờ đây cảm thấy đau như là bố bổ tôi không thể nào để bố tôi chịu trách nhiệm về chuyện này được chính tôi làm vậy thì tự tôi sẽ chịu trách nhiệm với nó nhưng nếu như tôi chịu trách nhiệm vậy thì mi sẽ phải làm sao đây tôi sẽ lại mất điểm và có thể sẽ mất cô ấy mãi mãi ôi trời tại sao mọi việc lại có thể khó nghĩ như thế này cơ chứ tám giờ sáng nó trở về đến nhà sau khi đi ngắm bình minh xong thì nó vào phòng đi ăn sáng nhờ cái túi trà tụi nó xin được từ cô chủ quán nên bây giờ trong hai mắt của nó đã trở nên đỡ kinh dị hơn nó mệt mỏi bước vào trong nhà lát nữa đây nó lại phải đối mặt với người mà nó không muốn gặp nhất bây giờ sao lại không lên phòng mà ngủ chứ nhìn thấy hắn đang nằm ở trên ghế nó bất sắc cất tiếng hỏi Tối về mệt quá cho nên ngủ quên luôn ở đây Hắn cất tiếng đáp Thế ư ừ, Thế thì anh cứ ngủ tiếp đi Em đi đâu suốt đêm qua vậy chứ Đi chơi Đi chơi với ai Đi chơi với ai mà cả đêm như vậy cơ chứ Với bạn Anh hỏi cái gì mà lắm như vậy cơ chứ Đúng lúc này tiếng chuông cửa lại vang lên Hắn mới chỉ ngủ bù được một chút Cho cả đêm thức trắng Mà ai lại đến đây để quấy rầy như vậy cơ chứ Thật đúng là quá mất lịch sự rồi đi Thế nhưng tiếng chuông cửa vẫn tiếp tục là giòn giật Ra liền đây Mới sáng sớm mà ôm xùm cái gì vậy chứ Làm cái quái gì mà bấm chuông liên tục thế không biết Nia Chồng chị có nhà không em Nó còn chưa kịp nói hết câu Thì chị Lan đã nhảy sổ ra Ôm chầm lấy nó trên miệng té tét cất tiếng hỏi Chồng của chị ư Nó ngơ ngác cất tiếng hỏi lại rồi sau đó nhổ thầm ở trong bụng. Đúng là vô duyên có khác. Sáng sớm đến nhà người ta, kiếm chồng kiếm con gì ở đây vậy không biết. Nghe thấy kiến nó hỏi, thì Lan liền đã trả lời lại. À, chính là anh trí của em đó. Anh trí ư? Nhưng sao chị lại gọi là chồng cơ chứ? Chẳng lẽ... Nói đến đây thì nó liền dừng lại. Miệng của nó dường như là đã đông cứng. Nó giống như đã lờ mờ đoán ra được điều gì đang sắp sửa xảy ra. Thì tụi chị sắp cưới nhau rồi Cho nên gọi là vợ chồng luôn cho tiện ấy mà Hôm nay chị đến để cùng với anh Trí Đi mua nhẫn cưới Tháng sau tụi chị sẽ tổ chức đám cưới Bà, em thấy chị mặc cái váy này Có ngắn quá không? Chị sợ anh Trí... Nó giống như là bị chết đứng vậy Nhẫn cưới, vợ chồng Tim của nó giống như đang bị vỡ Đi tan nát Tương manh tương mạnh rơi rụng xuống Mỗi một từ mà chị Lan thốt ra đều giống như những mảnh thủy tinh bén nhọn đâm thẳng vào trong trái tim của nó vậy. Em làm gì mà đến sớm như vậy cơ chứ? Đúng lúc này thì Minh Trí từ trong nhà bước ra cắt tiếng. Anh Trí à, người ta thật sự là nhớ anh quá đi. Nói rồi, chị ta lách người qua khe cửa, chạy ùa vào rồi ôm lấy chồng của nó. Nó đứng đó bắt chặt lấy chiếc tay nắm cửa, cố gắng để cho nước mắt của mình không bị tuôn rơi. Anh ơi, bây giờ chúng ta đi mua nhẫn cưới đi. Em muốn có nhẫn để ràng buộc anh lại. Nếu không anh sẽ đi lăng nhăng thì phải làm sao bây giờ? Khi nào cần cưới thì đi. Cần gì phải gấp gáp như vậy cơ chứ? Không được, em muốn ngay cơ. Anh lăng nhăng lắm, mới là không tin được anh đâu. Em thấy chị có nói đúng hay không Hải mi Ừ, đúng rồi đó. Nếu như muốn cưới thì mua nhẫn cưới luôn ngay đi. Nếu không lại ruột vào tay của người khác. Nói đến đây thì nó lấy tay lau vội nước mắt của mình. Mì à, em khóc sao? Làm sao thế chứ? Lúc này chị ta chạy đến, kéo lấy tay của nó lại. Trong khi nó đang cố gắng, lấy tay che đi đôi mắt của mình. À, là tại em thấy anh Trí lấy được vợ rồi. Cho nên mới vui quá đó thôi. Chắc chắn sau này chúng ta sẽ là một đại gia đình hạnh phúc anh nhỉ? Nói rồi chị ta lại quàng tay qua cổ của Minh Trí. Và của cả nó nữa hai anh chị cứ tự nhiên nhé em lên phòng trước đây ạ à? ừ cảm ơn em nha sau khi vừa mới dứt lời thì nó vội vàng cắt bước mà đi lên trên lầu. ngay lập tức nước mắt liền đã tuân rơi như mưa nó sợ lưng vào cửa phòng mà bật khóc nức nở khóc đến độ ngồi bệt xuống dưới sàn nhà tại sao mọi chuyện lại như thế này tại sao anh không cho nó cơ hội để nói rằng nó yêu anh Tại sao lại không phải là ai khác? Tại sao lại là chị Lan cơ chứ? Tại sao ông trời lại để cho nó trở về đây? Rồi sau đó là để nó gặp anh. Để đến bây giờ, nó không thể nào trở thành một con bé mi đánh đá như ngày xưa nữa. Không thể vừa chỉ, vừa hết vào mặt của mình chỉ nữa. Tình yêu đến thật là vô thường, rồi sau đó bỗng nhiên hóa thành hư không. 9 giờ 30 phút tối, tại quán bar Flower. Làm sao Phong lại đến trễ thế nhỉ? Để cho anh em người ta đợi lâu muốn chết mà. Thằng Việt thường tụ tập chúng tôi lại, ăn nhậu mỗi tháng, từ một đến tận hai lần. Chí đâu rồi? Ôi trời ạ, à, mày quan tâm tới nó làm gì cơ chứ? Chắc bây giờ nó đang đi vui vô cùng với vợ chưa cưới. Mở sắm nhẫn cưới hay áo cưới gì gì đó rồi đi. Ủa? Nó định cưới cô bé xinh xinh ngày hôm trước thật sao? Thằng Minh hỏi, mà tay của tôi như hết sức lực. Rõ ràng ngày hôm qua mi nói với tôi là đơn phương trí cơ mà. Thẳng chí đâu có yêu con bé cơ chứ. Mà có yêu thì chưa chắc là đã thật lòng. Bởi vì tôi quá hiểu bản tính trăng hoa của nó rồi mà. Làm gì có chuyện đó cơ chứ. Nó cưới cùng với bà Ngọc Lan siêu mẫu mà đặt trước. Nó đã dẫn bà ấy đi Sapa cùng với tụi mình hết một tuần đó. Ôi, cái thằng đó xong mà ngu gớm, còn bé kia tươi thế mà chẳng hốt thằng đi Lại cưới một con mẹ già về Để làm ăn cái gì thế không biết Thằng Tuấn Ú vừa nhai chắc chép, chép miếng quy vi Vừa vỗ đùi mà cất tiếng hồ to. Ai nói cho mày biết thế Hà Việt Phòng vừa ngút một hộm rượu Vừa đưa mắt mà hỏi thằng Việt Chuyện Tao cung cấp thông tin Mà mày còn cần phải hỏi hay sao cơ chứ Sáng nay tao vừa mới gặp con Hằng Bạn thân của con Lan đó Chúng nó xuống xính quần áo mới. Nghe nói là bảo đi đám cưới của con Lăn với thằng Trí đó. Khi nào thì làm đám cưới cơ chứ? Là vào tháng sau. Thằng Trí cưới Lăn. Vậy thì Mi sẽ như thế nào đây? Ê, Phong, mày đi đâu vậy hả? Tao ra ngoài gọi điện thoại một chút. Phong nhân số của Mi để mà gọi. Thế nhưng mãi mãi chỉ có những tiếng tút tút, rồn lạnh. nằm của gọi, nhưng không hề có người bắt máy. Từ bao giờ mà Phong gọi điện mi lại không bắt máy như thế chứ? Phong điền cuồng chạy vào trong quán bar, lấy chìa khóa xe, định bụng sẽ chạy thẳng đến nhà của Trí hay những nơi nào mà mi có khả năng đến nhất. Này Việt, xem cái quầy bắp kia đang ngắt một bông hoa đẹp kìa. Sao mày biết là hoa đẹp? Nhìn cái lưng không cũng biết là xinh hay không xinh sao? Đúng là trình ngắm hoa của mày lên cao đáo tuấn nhỉ? Chuyện, tao là ai cơ chứ? Tào cá, em này chính là tuyệt thế sai nhân. Mày xem cái lưng nõn nà kia đi. Đôi chân thân mịn kia. Không phải mỹ nhân. Thì cũng chắc là hạng búp sinh. Tụi nó sắp kéo được mấy em ấy rồi. Mày tính sao đây hả? Đợi thằng Phong vào, rồi chúng ta tính tiếp đi. Phong à, nói cho mày nghe cái này. Bên kia có một bông hoa sinh, một mình lẻ bóng. Qua hái đi cô. Thôi, nhận cho tụi bay đó. Bây giờ ta đang bận cần phải đi gấp tuy là nói như thế thế nhưng phong vẫn xoay người nhìn theo hướng tay của thằng việt trì không nhìn rõ mặt của cô bé đó cho nên phong đang định quay lưng rời đi thì đúng lúc này thằng minh liền cất tiếng hố lên trời ạ à, có chuyện gì vậy chứ chúng mày xem đi mấy thằng đó đang dìu ai đi ra kìa khỏi nhìn cũng biết chính là con thò mềm nhũn kia kia chứ ai không phải mày mau nhìn đi thằng minh mồm lắp ba lắp bắp chỉ tay về phía bọn nhà quê kia. Oh my god Phong ơi! Vợ bé bỏng, à không, người tình bé bỏng của thằng Trí. Đang bị bọn kia rìu đi ra kìa. Cả người của nó mềm nhũn, đầu óc thằng chốc trở nên quay cuồng. Nó đã một mình uống gần hết một chai XO. Nó cũng chẳng biết bây giờ là nó đang đứng hay là đang ngồi nữa. Chỉ thấy thấp thắng mập mờ có một người con trai nào đó. Đang đứng nói chuyện với nó thì phải. Rồi nó thấy Nó sợ vào một người nào đó Bây giờ nó thật sự rất muốn là nằm ngủ một giấc Thật là dài Cho quên đi tất cả mọi chuyện Ngủ luôn Không bao giờ tỉnh lại thì sẽ tốt hơn Này này Ai đụng vào người cô gái đó vậy chứ Chuyện của tao thì liên quan gì đến mày hả Thằng này đúng là bố lao gớm Mày có biết tụi tao là ai Bà lại dám nói chuyện bằng cái giọng nói đó hay sao hả Mau thả bạn gái của anh Phong ra ngay nếu không mày sẽ chết không thấy sắc đó. Thằng Tuấn Ú vừa nói, môm vẫn cắn liên tục mấy miếng dưa. tao đếch cần biết là ai. Còn ngon thì qua đây giành lại bạn gái đi. Không thì ngoan ngoãn để tao vui vẻ một đêm với bạn gái của mày. Thằng Việt nghe đến đây thì lắc lắc đầu rồi sau đó liền bẻ ngón tay răng rắc. Con mẹ mày lại dám lao tét với bọn tao sao? Nó ngay lập tức liền nhào đến, đấm vào mặt qua thằng tiểu kia. Mà cả đám kia Nhìn thấy bạn của mình bị đánh Thì cũng nhào đến Để mà đánh hội đồng bốn thằng chúng tôi Thằng Tuấn Ú Cũng quăng luôn cả đĩa trái cây Để mà nhảy vào Phòng cùng với thằng Minh nhào đến quầy Tạm lấy chai rượu Rồi sau đó bắt đầu đập vào tụi dê cổ kia Ở trong ba lúc này Tràn ngập tiếng hú hét Tiếng đổ vỡ Tiếng mẩy chai thủy tinh va đập Đừng có để cho tụi tao nhìn thấy Tụi chó bọn mày thêm một lần nữa Toàn ú vô cùng bực tức, đập thùng thục lên người thằng cầm đầu, đang nằm dài ở trên sàn, người bê bết cả máu. Đi thôi, kẹo không lại rắc rối đó. Thằng Minh kéo Tuấn ú ra khỏi quán bar. Thằng Việt ra lấy xe, còn thôi thì đến để mà diều mi dậy. Cô bé đã say đến mức không biết trời trăng mây đất gì nữa rồi. Phải đi đâu bây giờ hả Phong? Chẳng lẽ là đưa mi vai vào giờ này sao? Chắc chắn thằng Trí sẽ cầu đầu tràm tụi mình mất Mày thật đúng là thằng ngu mà Mày không đem công chúa xinh đẹp này về cung Chắc chắn ngày mai tụi này Sẽ bị bản dân thiên hạ cán cho tội Lợi dụng trẻ vị thành niên mất Ờ nhỉ Thế Phong à, mày tính như thế nào đây Về nhà thằng Trí đi Tao cũng muốn làm rõ chuyện Nó sắp gây lan như thế nào Ok, đồng ý Một giờ ba mươi phút Tiếng chuông cửa vang lên có chuyện gì mà bọn mày đến vào giờ này vậy chứ? Đến để nên trả lại tình yêu bé bỏng cho mày đó. Nói rồi Tuấn Ú liên ăn mi vào trên người của Chí. Tại sao mi lại ở cùng với tụi mày? Chuyện này mà mày còn phải hỏi hay sao? Mày làm cái quái gì? Mà để cho cô ấy ngồi ổ rũ, uống gần hết một chai XO trong quán ba thế. Suýt chút nữa thì bị mấy thằng nhóc con làm thịt rồi đó. Mày làm chồng cái kiểu gì vậy hả? Tao không phải là chồng của cô ấy. Mày đừng có mà mồm nói nói bậy, <laughs> Thế lần trước là đứa nào đã lớn mồm Nói về đám anh em bọn tao Mi là vợ tao hả Chuyện lần trước là chuyện của lần trước Còn chuyện của lần này là chuyện lần này Vậy tại sao bây giờ mày quấy lăn Lại là trò ăn xong rồi bỏ có phải không hả Thằng Việt bắt đầu cảm thấy vô cùng bực tức Trước cái thái độ bây giờ của thằng Trí Tao chưa làm gì cô ấy cả Đơn giản là tao không còn hứng thú với thể loại con gái đó nữa. Nếu như mày quan tâm đến hàng cần thanh lý của tao, thì cứ đến đưa cô ta đi đi. Tao cũng sẽ không cản mày lại đâu. Phong tức tiên lên, lao đến đấm thẳng vào mặt của Trí. Mà Trí tiếp cố đấm của Phong cũng không hề đánh trả. Mũi của Trí bắt đầu chỉ ra một vài giọt máu. Tại sao mày lại không đánh trả hả? Tao thấy hình như mày quan tâm. Đến chiếc giày của ấy lắm nhỉ? thế thì đưa thằng về nhà của mày đi đừng có lợn lợn trước mặt của tao và Lan nữa mày cả người của Phong giống như một con thú điên một phần tức giận một phần bởi vì cảm thấy thật là tội nghiệp cho mi. thôi đi Phong nó đã thay đổi rồi nó cũng không phải là anh em của tụi mình nữa đâu anh trí à có chuyện gì mà ồn ào vậy hả anh giọng của Lan thay thế từ bên trong nói vọng ra vợ tao gọi tao rồi Tụi bay còn chưa chịu về hay sao? Minh Trí cẩn giọng lên cất tiếng. Mày nhớ rõ đó Trí. Rồi sẽ có một lúc mày phải hối hận thôi. Phong cằn lên từng tiếng. Cô nén cơn tức giận rồi sau đó bế mi lên xe. Quay thẳng về nhà của Việt. Chiếc xe đèn nhánh lao đi vun vút. Ở trong màn đêm tĩnh lặng. Minh Trí cứ đứng đó. Đôi bàn tay siết chặt vào cánh cổng lạnh ngắt hơi sương. Tìm cảm giác vô cùng đau đớn mọi người đều là trách hắn đúng rồi hắn đúng là một tên tuổi hắn đã ngu khi lựa chọn con đường này con đường phải lãnh nhận hết trách nhiệm của hắn một cái trách nhiệm ngu ngốc do chính hắn đã tạo ra hắn cũng muốn chạy đến bế mi vào trong lòng như cái cách mà phong đang làm năm trước nhưng liệu ngày mai sự nghiệp của nhà hắn có thể đứng vững trước việc này được hay không bọn họ chắc chắn sẽ cười nhạo vào mặt hắn vì cái lý do quá cao cả đó nhưng hắn không muốn đứng trơ mắt. Nhưng cả công ty bố hắn đã gây dựng bằng cả cuộc đời. Phải sụp đổ, chỉ bởi vì cái bản tính, lòng ngông và ích kỷ của hắn. Mọi người làm sao có thể hiểu được hắn. Và cả, cô nữa, chắc chắn mì đang đau khổ và giận hắn lắm. Hắn đã có thể tin vào cái tình yêu mỏng manh mà hắn trao cho cô đã được đáp trả. Bởi vì trong cơn say, mì đã gọi tên hắn và khóc. Thế nhưng mà có lẽ ông trời đã cam kết hắn cho nên để cho em yêu hắn quá muộn hắn giờ đây không thể nào yêu em được nữa không thể chăm sóc cho em không thể cùng em đi chơi hay còn những đứa con xinh đẹp trong tương lai có lẽ hắn sẽ buông tay em đó là một quyết định đúng đắn mong rằng phong có thể giúp em có được hạnh phúc sẽ thay hắn chăm sóc cho em và giúp hắn thực hiện những mong ước mà hai người chưa thực hiện được với nhau Thật là xin lỗi mi. Khi ánh nắng buổi sáng chiếu vào trong căn phòng, nó thức dậy ra rác ngó nhìn xung quanh. Cả căn nhà rộng lớn lạ lẫm. Đầu của nó nhức kinh khủng. Đêm qua nó đã một mình uống cần hết chai ít Nó chỉ nhớ là nó uống cần hết chai rượu. Thì có ai đó để nói lèo xèo leo nháo gì đó. Rồi nó chẳng còn hay biết điều gì thêm nữa. Ôi cái đầu của tôi. Nó ôm đầu nhăn mặt một bóng người lách qua cánh cửa nhẹ nhàng bước vào. Em đã tỉnh rồi à? Có đói không? Ăn một ít cháo thịt nhé. Anh Phong, đây là đâu vậy chứ? Là ở nhà thằng Việt. Nghe đến đây nó bất giác mà nhìn xuống người của mình. Nó vừa hét vừa kéo cái chăn lên. Chai cần hết cả cơ thể. Áo... Áo của em sao lạnh như thế này? Em không cần phải lo. Tối qua tụi anh đã nhờ chị người làm của nhà thằng Việt thay áo cho em. Tụi anh đều bị tông xuống dưới lầu hết. Vậy cho nên em không cần phải hết to như vậy đâu. Thật xin lỗi. Cũng cảm ơn các anh. Không có gì cả. Em mau ăn đi, nhanh cho nóng. Phong cười hiền với Mi. Làm sao nó lại yêu cái độ kề hiền lành dễ thương như thế này, thế không biết? Nó đang ăn sờ thì đột nhiên nhớ tới. Nhưng mà anh Phong à, em nhớ tới qua em đang ở quán ba mà. Tại sao bây giờ lại có mặt ở đây chứ Em lại còn hỏi nữa sao hả Em đó Con gái gì mà hư quá trời Ngồi một mình mà uống đến mức say mềm Có biết như thế nào là nguy hiểm hay không cơ chứ Em biết rồi Có gì anh kể lại chuyện tối qua cho em nghe đi Em không còn nhớ rõ nữa Nó lay lay cánh tay của phòng Tối qua bọn anh đã rủ nhau đến quán bar Thì trùng hợp thay Tuổi Việt nói nhìn thấy em say cướp Em say đến độ không biết gì cả Và giết chút nữa Bị một bọn con trai làm thịt Nó nghe đến đây thì chặn mắt Lấy hai tay che lấy thân mình của mình Sống như kiểu Em còn bé lắm ấy May là gặp được những người nghĩ hiệp Anh hùng như là tụi anh đây Nếu không thì em đã toàn mạng rồi đó Anh đúng là anh hùng Tiểu nữ xin đa tạ Thôi đi Đừng có mà quá trớn như vậy Khùng giống anh quá đi Em thật đúng là hỗn mà nhất định phải đánh đòn mấy cái mới được. Nghe thế vậy, nó lăn người cuộn tròn vào trong chăn. Phong trồm lên đánh nó. Trong khoảnh khắc khi Phong nằm ở trên người của nó, hai người bốn mắt nhìn nhau, môi gần sát môi, Tìm của hai đứa đập thình thịch. Bất chợt, Phong đứng bật dậy, mặt đỏ tía tay, rồi sau đó lắp bắp nói. Thôi, em ăn uống rồi nghỉ ngơi đi. Anh xuống nhà cùng với bọn thằng Việt đây. Dạ vâng ạ. Nó ngoan ngoãn nghe lời của Phong Phong đi tới cửa thì đột nhiên quay lại Khe khẽ cất tiếng nói Nhớ là sau này Khi không có anh ở bên cạnh thì đừng uống xanh như thế nữa nhé Dạ vâng, em biết rồi ạ Khi Phong vừa mới bước ra khỏi phòng Thì nó đã ngã vật ra giường tay để lên ngực đảo qua trái tim đang nổi loạn của mình Thật đúng là nguy hiểm quá mà Dạ thưa ông Mọi người trong nhà đang bàn tán về chuyện Cô Lan có thai với cậu Trí Cô Lan hiện giờ đang dặn về ở cùng với cậu Trí rồi ạ. À. Tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi. Dạ, vậy chuyện của cậu Trí thì sao ạ? À? Mọi chuyện cứ để thằng Trí tự giải quyết đi. Tôi muốn xem nó sẽ làm như thế nào. Thế nhưng nếu như giải quyết không ổn thỏa, thì chuyện này sẽ ảnh hưởng đến công ty của chúng ta đó ạ. À. Cậu nói vậy cũng đúng. Cậu đi điều tra cho tôi xem, cái thai của Lan là như thế nào nhớ là phải điều tra kỹ càng cho tôi đó dạ vâng tôi hiểu rồi ạ lúc này ở nhà thằng Việt ôi trời ơi con Lan đó có thai rồi làm sao mày biết chứ thì thằng Minh nó gọi cho tao nó nói hôm nay nó sang công ty nhà thằng Chí lấy đồ án nó đứng ngoài cửa vô tình nghe thấy trợ Lý Nam nói với bố của thằng Chí ê hay là bởi vì con Lan có thai cho nên thằng Chí bắt buộc phải lấy nó chứ mày có điên hay không vậy Hà Việt thằng trí đâu phải là hạng có trách nhiệm trong mấy chuyện như thế này chứ mà nếu đúng như thế tại sao nó lại không nói cho vậy tụi mình chứ mày nói như vậy thì cũng đúng lúc này nó đang đứng ở trên lầu nghe thấy vậy thì ném cái bát sạch đã xuống dưới lầu tiếng loảng sàng vang lên có thai ư chị ta có thai sao anh trí cùng với chị lan đã có thai ư mì à em không sao chứ à không sao đâu ạ Em chỉ bị tuột tay thôi Thật xin lỗi anh Việt nha Cũng không có vấn đề gì đâu Người đẹp làm vợ bát thì thằng Việt Nó cũng sẽ không có trách đâu Mày đúng là nhiều chuyện quá đi Có vẻ Như là mọi chuyện đang dần dần nghiêm trọng Phong có thể nhìn thấy được điều đó Qua nét mặt của mi Chắc là có lẽ Cô bé đã nghe được câu chuyện lúc nãy Mà bọn tôi đã nói với nhau rồi Thôi Em lên lầu nằm nghỉ nhé Ê thằng Phong kia Sao mày con thế là nào đưa nghề đẹp lên phòng Cũng là mày dành thì sao hả Mày lại lắm chuyện nữa rồi Mau dọn dẹp cái đống này đi Tại sao lại là tao Bởi vì mày là tu u đó Sau khi lên trên phòng Nó ngồi thử ở bên cạnh mép giường Phòng đưa mắt nhìn nó Trên khuôn mặt Có một vẻ vô cùng lo lắng Giờ đây nó đã không thèm Là muốn khóc nữa Giờ đây nó không muốn khóc Cũng không muốn buồn chỉ thấy mình như không còn gì để mà bận tâm thêm nữa. Cũng không biết tại sao, lại là như thế này. Chắc là vì trận này, cũng bình thường giống như cân đường hộp sữa mà thôi. Đến cười nhau họ cũng đã chuẩn bị cả rồi. Thì có thai cắt cũng chỉ là một phần trong kế hoạch của bọn họ. Nếu có gì đáng để bận tâm, thì chắc có lẽ chính là việc tại sao. Nó lại là người cuối cùng biết được chuyện này và nó cũng là người phải chấp nhận. Một nỗi đau không gì có thể nguôi nổi. Hoàng hôn vàng cam chiếu vào bên trong căn phòng. Khuôn mặt của mi vô hồn nhìn ra ngoài cửa rổ. Ánh mắt giống như đã rời khỏi thực tại vậy. Nếu như em muốn khóc, thì em cứ thoải mái khóc đi. Chứ em cứ như thế này, khiến cho anh thật sự cảm thấy rất là đau lòng đó. Anh à, Chắc em sẽ trở về Canada Em cảm thấy cuộc sống ở đây rất là ngột ngặt Ở chỗ nào em cũng đều cảm thấy đau buồn ca Em sẽ trở về Canada Nơi thực sự thuộc về em Nó nói thật là nhanh Đến độ là không kịp thở Nó chỉ sợ mình nói chậm một giây Thì trái tim đang kêu gào của nó Sẽ ngăn chặn ý nghĩ cương quyết Đang càng ngày càng lung lay trong đầu của nó Phong ngồi câm lặng, đưa mắt mà nhìn về phía của mi. Từ đầu Phong đã biết. Chắc chắn đến lúc cô đã vượt mất khỏi tay của hắn rồi. Mà là rời khỏi cuộc sống của hắn thì mới đúng đi. Bởi vì Phong chưa bao giờ có được mi cả. Anh sẽ đưa em về nhà anh Trí có được không? Em muốn lấy một vài thứ ở đó. Nếu anh nói em hãy ở lại vì anh. Vậy thì em có thể đồng ý hay không chứ? Anh nói sao hả? à thôi, không có gì cả. em thay áo đi, anh sẽ đưa em trở về. Lúc nãy anh phong đã nói gì ấy nhỉ? mà thôi, nó cũng không có nhiều thời gian để mà suy nghĩ thêm nhiều nữa. bây giờ nó phải chuẩn bị để trở về nơi đó. có lẽ lần cuối cùng nó được nhìn thấy anh và nơi đã gắn bó với anh trong suốt thời gian qua. Mỹ ơi, em đi đâu cả đêm vậy chứ? em đi đến nhà bạn. là bạn nào thế hà mi? nó trả lời một cách quả là nó không muốn nói chuyện một chút nào với chị ta nó ích kỷ như vậy nó ghét chị ta một cách kinh khủng cất bước vội vàng mà đi lên cầu thang em đi đâu thế em lên phòng lấy một số thứ là đi ngay chị không cần phải lo đâu ạ à? em định đi đâu nữa chứ trở về Canada nói đến đây thì nó dừng bước lại quay mắt mà nhìn về phía của chị ta điều bộ sao bạo quan tâm ấy Khiến cho nó vô cùng tức giận Chị muốn xông đến Cao rách mặt nạ của chị ta ra Để thỏa mãn tất cả sự bất ức Trong lòng của mình Đến tận mấy ngày hôm nay Sao em lại về lúc này Chị và anh Trí đã rời ngày cưới vào tuần sau rồi Em không định uống một ly rượu mừng Hay sao chứ Không phải là tháng sau ư À là bởi vì chị đã có thai rồi Cho nên cần phải cưới gấp Em đã biết tin vui này chưa nhỉ Biết rồi ạ à ai nói cho em mà nhanh như vậy cơ chứ bà ta còn cười khúc kích như kiểu ta đây chính là người thắng cuộc điều đó khiến cho nó cảm thấy trong lòng vô cùng tức giận dạ em biết rồi thưa chị chẳng phải là chị vừa nói cho em biết đó sao em có việc bận cho nên phải trở về canada cho nên không thể tham dự lễ cưới của chị được nhân đây em chúc hai người luôn hạnh phúc và vui vẻ đến hết đời như vậy nhé nó nói liền một mạch rồi sau đó hậm hực mà cất bước đi lên trên cầu thang. Bây giờ đã đến gần 6 giờ tối rồi, nhưng tôi vẫn chưa muốn trở về nhà. Thật sự là không muốn trở về dù chỉ là một chút. Mỗi tối về trước cổng nhà thì đều có người đang chờ sẵn, có người nấu ăn sẵn, tất cả đều hoàn hảo, chia chờ để mà phục vụ tôi. Thế nhưng mà những thứ đó đều không có hơi ấm của em tôi sẵn sàng đánh đổi bữa cơm nóng đầy đủ của lan để lấy lại những giây phút hai đứa cùng ngóng mũi mà đợi bà hai hai cả những lúc chúng ta tranh giành cái tivi vào mỗi ngày chủ nhật tôi cũng sẽ tự nguyện xin đổi lại để lấy được mỗi tối nằm ngủ cách ly nửa giường với em đổi luôn cả những cử chỉ yêu thương của lan dành cho tôi để có thể thấy được hình ảnh mỗi lúc mà em thức giận chôn mũi xin dò tôi một điều gì đó tôi mải mê chìm đắm trong hình ảnh của em rồi sau đó bất chợt nhận ra tôi còn có một thứ khác cần phải quan tâm một thứ thực tế hơn em rất là nhiều lan cần tôi hơn em nghĩ đến lan thì tôi lại cảm thấy vô cùng não nề thoáng đưa mắt mà nhìn đồng hồ sách cặp bước ra khỏi công ty tôi biết hôm nay chắc chắn mình sẽ lại không thể nào có thể ngủ được bởi vì cạnh tôi không phải là em Kéo vali đi xuống phía dưới lầu Nó đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh Mỗi góc Ở nơi như thế này Đều tràn ngập hình ảnh của anh Lần cuối cùng Nó vẫn không gặp được anh Chắc có lẽ tụi nó Chính là hữu duyên vô phận rồi đi Hít vào một hơi thật là dài Nó lặng lẽ quay lưng kéo vali Cất bước đi ra phía ngoài cổng Tạm biệt anh Giấc mơ chia đôi Nước mắt rơi hoài vẫn còn rơi mãi Định mệnh ơi Hãy để cho mọi việc được qua đi yên vui Đừng đau buồn cho tình yêu này Mưa rơi trên mái tôn Nghe lục bục Bầu trời đen sáng dịt, Không hề có một mảnh sao nào ló dạng cả Chắc có lẽ Cơn mưa tối sẽ lâu tạnh Nó vén nhẹ tấm mảnh mỏng Đưa mắt mà nhìn màn mưa Nó cảm thấy vô cùng đau lòng Mưa đêm lúc nào cũng buồn như thế Mưa đem giao gió gió thổi hiu hắt. Từng luồng gió lạnh lấp dần không gian ấm áp ở trong căn phòng. Sáng giờ mai nó sẽ phải rời khỏi đây. Nó đi rồi, liệu rằng hắn có thể nhớ địch nó hay không? Có muốn giữ nó lại hay không cơ chứ? Nhưng dường như nó lại mơ tưởng đến cảnh tượng anh gặp nó. Nó mong được nhìn thấy anh lắm. Đã hai ngày rồi, nó còn chưa thấy được trí, chưa được nghe thấy tiếng nói của anh chỉ mong có thể được nhìn thấy anh một lần nữa thôi, chỉ một lần là đã đủ rồi. nhưng liệu rằng ông trời có giúp nó hay không? anh trí, anh thấy cái này hay là cái này hợp hơn? mì đang làm gì thế nhỉ? đã ba ngày trôi qua rồi. ba ngày chính là con số lớn nhất mà tôi đã phải chịu đựng sau sáu tháng ở bên cạnh mì. lần đầu tiên tôi phải rời xa mì lâu như thế này. anh trí. Anh có nghe thấy em nói gì không hả? Anh đã nghe đây. Thế anh xem áo cưới nào đẹp hơn? Cái này. Tôi cũng chẳng biết là mình vừa nói gì nữa. Bởi vì tâm trí của tôi bây giờ cũng là không biết rõ. 9 giờ 30 phút sáng tại sân bay Tân Sơn Nhất. Em đi đây. Cảm ơn tất cả mọi người ạ. À. Mọi người lần lượt ôm nó chào tạm biệt những con người mà nó đã yêu quý và thân thiết khi ở đất nước này đặc biệt là anh cảm ơn anh rất nhiều phong ạ à. em hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe đi bình an nhé dạ vâng ạ à. vừa rất lời nó ngước mắt lên đưa mắt về nơi ra tìm kiếm trong sự vô vọng nhưng không hề thấy bóng dáng mà nó đang chờ đợi anh không có đến người nó mong chờ nhất đã không đến rồi đang ngồi dài cô chờ đợi lan thay thử quần áo chừng vài chục bộ áo cưới thì đúng lúc này điện thoại của minh trí reo lên alo ta ngồi đây có chuyện gì thế mày nói gì được tao sẽ đến ngay không kịp lấy cái áo vét minh trí bấm gọi cho trợ lý nam Đam xe thăng đón mình đến sân bay cho kịp giờ này anh định đi đâu thế hả tiếng nói của lan phong vọng ở phía sau anh có việc phải đi ngay anh muốn đi đâu chứ chúng ta vẫn còn chưa tự áo cưới xong cơ mà việc ở công ty rất là khẩn cấp anh cần phải đi ngay có phải là chuyện của mi không làm sao em biết chứ em biết chuyện phải em đã giấu anh bởi vì em sợ sợ anh sẽ lại vì nó mà bỏ em một lần nữa bây giờ anh không có thời gian rơi co với em đâu nếu như anh đi ngay bây giờ thì chắc chắn anh sẽ phải hối hận đó lan cất lời đe dọa cho dù bây giờ trời khó sập xuống thì anh cũng nhất định phải đi nói rồi minh trí chạy vội ra xe lan cũng chạy theo đưa tay kéo lại rồi cất tiếng này nỉ anh đừng đi mà xin anh một lần hãy bị con của chúng ta một lần thôi mà thật xin lỗi anh không thể anh nhất định phải gặp mi một lần cuối cùng nhưng anh phải chịu trách nhiệm với em anh sẽ chịu trách nhiệm với em thế nhưng không phải là bây giờ còn không thì em muốn làm gì thì tùy em anh nhất định phải đi gặp mi vừa mới dứt lời thì minh trí chui vào trong xe luôn miệng thúc giục trợ lý nam hãy chạy nhanh lên nếu đã không thể giữ mi ở lại vậy thì ít nhất hắn cũng phải một lần đối mặt với tình cảm thật của mình chứ không thể nào cơ mãi chạy trốn như thế này được khi nghe thằng phong báo tin rằng mi sẽ trở về canada mãi mãi thì hắn đã biết vị trí của mi ở trong lòng của hắn là cao như thế nào rồi đi sao lại không chạy nước hải trận ly năm? dạ thưa cậu ở phía trước kẹt xe dữ lắm, chắc là chúng ta phải đợi khá lâu đó ạ à? mở cửa nhanh lên, tôi bảo cậu mau mở cửa ra. vừa mới dứt lời thì minh trí đã lao ra khỏi xe, rồi sau đó bắt đầu chạy như điên, chạy hết sức mình có thể. ánh nắng gay gắt khiến đôi chân của minh trí dần dần trở nên nặng hơn, mồ hôi ướt đâm diện ra toàn thân, bết cả mái tóc hơi thở càng ngày càng trở nên gấp gáp hắn rất là mệt thế nhưng vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục chạy về phía trước anh ăn con cá này đi em ăn con này đi nhưng con này bé tí theo anh không thích đã bảo là ăn con này cơ mà không được anh phải ăn con này không em ăn con này anh sẽ ăn con kia không mau trả lại đây con cá to cho anh mới là không trả lại con cá to cho anh đâu Thế bây giờ em có ăn con cá kia không thì bảo Mới lập không đó Sao em lại cắn anh hả Chết chưa hả Bây giờ em sẽ ăn con cá này 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 này, anh nằm xe ra cho coi Bên kia là của anh, còn bên đây là của em cơ mà Nhưng đây là giường của anh Em làm gì mà lại lấn sang nhiều như vậy cơ chứ Em đã để cây gối ôm ở chính giữa rồi Mỗi người chúng ta ở một bên là đúng rồi Anh cứ nằm lấn sang đây Để làm gì cơ chứ đến ngủ cũng không để cho người ta yên. Y như cách ly mấy thằng bất lực vậy. Không nằm sang bên kia đi. Mệt quá rồi, anh ngủ rồi. Xích qua quen mi đi mà. 6 tháng kỷ niệm, 6 tháng ở bên cạnh nhau, tất cả, tất cả giống như tràn ngập về phía trước trong đôi mắt của hắn. Hắn không thể nào dừng lại được. Nhất định hắn phải đến, sợ lấy hạnh phúc nhỏ nhoi đang lẽ thuộc về mình. Mi, nhất định phải đợi anh đó lúc này tại sân bay từ trên loa phóng thanh vang lên tiếng của phát thanh viên chuyến bay mang mã số SEC 502 bay từ thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam đến thành phố Toronto Canada sẽ khởi hành vào lúc 9 giờ 35 phút đến giờ rồi em phải đi đây nó xoay người sang phong phong dưới vào tay của nó một bức thư nhỏ có thể giúp em đưa hội cho anh trí có được không ạ Phong gật đầu Nó liền kéo vali bước đi Cảm giác sông mũi của mình chua sót Bỗng trở nên cay rẻ Lúc này Minh Chí đang chạy tìm giáo sắc khắp cả sân bay Vừa chạy Hắn vừa lôi điện thoại ra Bấm số gọi cho thằng Phong Mày đang ở đâu Tao đang ở Thằng Phong còn chưa kịp dứt lời Thì Minh Chí đã thấy bóng sáng Của cả ba người đang đứng ở đó Mày đâu rồi Minh Chí chạy sọc đến bầu lấy vai của Việt mà cất tiếng hỏi. Việt ngơ ngác chi vào địa điểm check in. Mày đến trễ rồi. Tại sao mày không giữ cô ấy lại? Tại sao lại không đợi tao hả? Mì có gửi cho mày cái này. Nói rồi Phong nhét vào tay của Minh Trí một bức thư. Ngày mùng 10 tháng 2, gửi anh Trí. Chắc anh ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy bức thư này. Bức thư này khi đến tay anh, thì em đang ở một nơi rất xa. Từ ngày đầu tiên khi gặp anh, em đã rất là ghét anh. Anh có biết không? Đôi lúc em tự hỏi, không biết rằng em đã sống sau tháng hợp đồng như thế nào với anh vậy. Nhưng em cũng đã sống được cùng anh trọn thành là 5 tháng, 26 ngày rồi. Anh có biết tại sao em có thể sống cùng với anh lâu đến thế hay không chứ? Đó là bởi vì em đã yêu anh. Em cũng không biết mình đã yêu anh từ khi nào nhưng em rất thích những lúc anh vui cười cùng với chị lan tức giận những đêm không có anh ngủ cùng nói tóm lại là em đã ghen em yêu anh và em ghen tị cùng với chị lan anh đừng hỏi tại sao em lại yêu một người đáng ghét như anh đến ngay cả em cũng không thể nào trả lời được câu hỏi đó nhưng có lẽ ông trời thích trêu ngươi người khác trong khi em yêu anh thì anh lại không yêu em và bây giờ anh sẽ cưới một người con gái mà em không thích Đúng là buồn cười quá nhỉ Em đã từng định đem cái tình cảm ngu ngốc này Đi đến một nơi không ai biết Xong như nó chưa từng tồn tại Thế nhưng em đã làm ngược lại Bởi vì em mong rằng Mình sẽ có một lần được thực sự bày tỏ tình cảm Dù em biết rằng anh sẽ không bao giờ chấp nhận tình cảm này Thật sự thì bây giờ em cũng chẳng biết phải nói gì thêm với anh cả Chỉ mong rằng anh hãy xem tất cả giống như một giấc mơ. Và xem từng bức thư này chưa bao giờ tồn tại. Cảm ơn anh về thời gian đã trôi qua. Chúc anh hạnh phúc. Ký tên, người vợ bất đắc dĩ của anh. Đi. Nhất định phải đi, nhất định phải giữ cô ở lại. Trí à, mày làm gì thế? Chúng mày bảo tao ra. Tao muốn đến Canada, Mày bảo, bảo tao ra. Mày điên sao? Nếu mày đi thì Lan ra sao? Đám cưới của mày sẽ ra sao chứ? Tao mặc kệ. Tụi bày mà bỏ tao ra Bỏ nó ra đi Việt Bây giờ mày muốn đến Canada có phải không Mày quyết định sẽ bỏ tất cả Có đúng không Phong cất tiếng hỏi Đúng vậy Tao nhất định phải giữ mi lại Ngay lập tức Phong vân tay đấm một cú thật mạnh vào mặt của Minh Trí Khiến cho Minh Trí ngã lăn ra phía sàn nhà Sao mày lại đánh tao Minh Trí ngước mắt nhìn Phong Bằng một vẻ mặt vô cùng kinh ngạc đánh để cho mày có thể tỉnh lại. Tất cả mọi chuyện ngày hôm nay chính là do mày mà ra. Là chính bản thân mày đã lựa chọn con đường này. Vậy thì bây giờ mày hãy chấp nhận nó đi. Đừng có làm cho mọi thứ rối tung lên nữa. Con đường mà hắn đã chọn ư? Là trách nhiệm mà hắn đã phải cánh chịu. Hắn biết chứ. Nhưng hắn cũng biết có một cái gì đó. Vừa hạnh phúc vừa tiếc nuối. Đang vỡ ra trong lòng của mình. Một chút vị ngọt nhỏ nhoi của cuộc đời hắn Giờ đây đã vượt đi mất Hắn cảm thấy bất lực Nếu như được quay trở lại Thì hắn sẽ không bao giờ chặn ngã rẽ này Cho cuộc đời của mình Hắn sẽ chặn ngã rẽ Chỉ có hắn và em mà thôi Đôi tay lau đi những giọt máu Chỉ ra nơi khóe môi Hắn đứng dậy sầu sau đó nắm chặt Lấy bức thư trong tay Quay lưng cất bước Mày đi đâu thế Hà Trí Làm ơn hãy để cho tao yên Tiếng nhạc và hơi người làm như cái quán bar cao cấp bậc nhất Sài Gòn này trở nên nhỏ hơn. Ai nhảy thì mặc kệ ai, ai lắc cũng mặc kệ ai. Hắn vẫn cứ một mình uống rượu, hết chai này cho đến chai khác, chưa bao giờ ngừng lại. Đã bao hôm nay, ngày nào hắn cũng đi sớm về trễ, sáng thì đến công ty, trưa thì la cả, tối thì vào quán bar. Bây giờ, hắn đã quay trở về là một minh trị đích thực, sống cách sống mà hắn đã trải qua trong suốt 25 năm qua. Sợ lưng vào quầy ba, hắn nhấp ngụm từng ngụm rượu, sóng sánh màu đỏ thẫm, vừa ngắm nhìn tất cả mọi người đang lắc lư qua lại ở phía trước mặt. À, em mày thua tụi tao trong trò chơi ăn tù tì, bị phạt là đúng rồi. Đây, tao uống thay cho vợ của tao. Wow, mình chính ngày hôm nay có tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân kia tụi mày. Tiếng quầy nói, tiếng ly và chạm vào nhau, cùng với tiếng vỗ tay. Tất cả mọi chuyện giống như vừa mới xảy ra ngày hôm qua mà thôi. Nhưng đó đã là chuyện của ngày hôm qua rồi. Chuyện ngày hôm nay đã trở nên khác biệt. Khác đi rất là nhiều. Liệu ngày hôm nay hắn uống say? Thì em có diều hắn trở về nữa hay không? Hắn bất chợt cảm thấy thật là buồn cười. Cho cái điều đen rồ mà bản thân mình vừa mới nghĩ. Rồi sau đó lại tiếp tục nốc thêm ly rượu. Ê, thằng trí bên đó kìa hà phong phong chạy lại chỗ của minh trí bởi vì phong đang thật sự vô cùng tức giận nắm chặt tay phong đã sẵn sàng để dạy cho trí một bài học trí đi về nhanh lên tao có rất là nhiều chuyện cần phải nói với mày mày muốn nói gì cơ chứ sao mày muốn uống cùng với tao sao nếu vậy thì lại đây đi ngày hôm nay minh trí tao sẽ bao cả quán đi nhanh tao biết là mày chưa say Tao muốn nói chuyện với mày thật là nghiêm túc. Dường như Minh Trí cũng không để ý tới lời nói của Phong cho lắm. Vẫn vô cùng thản nhiên để mà uống rượu. Phong tiên tiết lên, nắm sọc lấy cổ áo của Minh Trí, rồi sau đó liền dùng hết lực mà đấm vào cơ mặt của nó. Bị đánh, Minh Trí răng mạnh khỏi tay của Phong, rồi sau đó liền bắt đầu đánh trả. Cả quán bar trở nên náo lặn. Mọi người đều đã tạt ra. Demi, Chủ quán im thiên thít Khi ra việc Ra giấu là sẽ bao hết đêm nay Minh Trí đánh có vẻ rất là hăng Đánh trải như thế này Thì mới có cảm giác chứ Phong đấm Minh Trí Minh Trí ngã xuống đất Rồi sau đó lại đứng dậy Minh Trí đấm về phía của Phong Rồi sau đó Phong ngã xuống Sau đó Phong lại tiếp tục đứng dậy Để mà đánh Minh Trí Cơ thể hai người quần ẩu với nhau Hình như hai người bọn họ đã đánh nhau rất là lâu lâu đến độ giờ đây trong quán bar Chưa còn lại có hai người bọn họ mà thôi như thế này đã đủ để tao được nói chuyện với mày hay chưa hả nếu như mày vẫn còn có nhà ý chọn một chỗ trong góc khuất đi phong ra hiệu cùng với danny hai ly như cũ quay sang chỗ trí trong bộ dạng của nó lúc này không khác gì khiến cho hắn không nhịn được mà bật cười Mày cười cái gì vậy chứ Mày đẹp cho nên tao cười thôi Đừng có mà xả xen tao Cho mày cũng không khá hơn gì tao đâu Mắt của Minh Trí Cùng với Phong điều sưng phù miệng thì bầm tín Quần áo thì sọc sạch Tóc tai thì bù rồ Rồi giống như là tổ quả vậy Mày đừng có mà trơ mắt ra để mày nhìn tao Muốn nói chuyện gì thì cứ nói đi Mày Có nhớ trò Yes or No Mà ngày trước tụi mình hay chơi hay không cơ chứ Nhớ, nhưng sao chứ? Bây giờ tao với mày cùng chơi trò chơi đó nhé. Không kịp để cho Trí trả lời, thì Phong liền đã nói ngay. Mày yêu mi? Yes or no? Mình Trí nhìn về phía Phong, có vẻ là bất hợp tác. Mày yêu mi? Yes or no? Phong cố gắng nhắc lại. Lặp lại câu hỏi thêm một lần nữa. Nhưng Minh Trí vẫn im lặng. Đôi mắt mơ màng, nhấp một ngụm rượu rồi sau đó mất máy môi nói. Yes. Mày không hề muốn quay lăn. Yes or no? Yes. Thật ra mày đang có nỗi khổ muốn giấu bọn tao. Yes or no? Minh chỉ không trả lời. Có vẻ là ngập ngừng. Thái độ thật sự rất là đáng nghi. Mày không cần phải trả lời. Để tao nói thay cho mày. Yes. Thực ra thì mày có chuyện gì thế hả Trí? Mày có thể nói cho tụi tao biết hay không cơ chứ? có phải là chuyện có thai hay không hả? mày đừng có hỏi nhiều quá, tao cảm thấy rất là nhức óc. bây giờ tao hỏi mày, chỉ một câu thôi. mày yêu mi? yes hay or no? mày đừng có hỏi nhiều. bây giờ tao sẽ hỏi mày chỉ là một câu thôi. mày yêu mi có đúng không? không. mày nói dối, mày chính là yêu mi. đó chính là sự thật. tin hay không thì tùy mày vậy. còn bây giờ thì mày hãy trở về nhà đi lan đang lo lắng cho mày lắm đó nhưng mà tao không muốn trở về đừng có mặt trẻ con như vậy tao mong mà mày có thể hiểu và xử trí mọi tình huống không bằng tình cảm của mình thằng trí thật đúng là tôi mà nó lại dám chơi con tôi một câu hỏi lưỡng đau trả lời như thế nào cũng chết đâu no, thật sự đó không phải là câu nói mà tôi muốn nói điều tôi muốn hoàn toàn trái ngược nhưng sâu thẳm trong trái tim của mình tôi biết bản thân mình không có quyền được làm điều đó tôi khác với thằng trí tôi đã hiểu mi yêu trí rất nhiều nhiều đến nỗi nó đã làm cho trái tim của tôi tin rằng mình đã thua đôi mắt của mi khi trông chờ bóng dáng của trí ở sân bay đã nói lên tất cả và phòng quyết định khi gọi cho thằng trí kết thúc mọi chuyện ở đây thôi đã đến lúc người sợ bị phải ra đi rồi Nhắm mắt lại Và xong lệ tuân rơi Xin hãy để một lần cuối cùng Tôi được khóc vì em Cho dù là không hề say Nhưng Phong vẫn vờ về nhà Với bộ dạng lao đảo Lan nhẹ nhàng dìu Minh Chí lên phòng Sao bây giờ Hắn lại cảm thấy nhớ mi đến thế Bộ dạng vừa vội pha lẫn lo lắng của mi Cùng với bà hai Khi đưa hắn đi lên trên phòng Tất cả những trò kỳ quái Mi trở ra để mà hành hạ hắn Thế nhưng tất cả Giờ đây chỉ đã trở thành quá khứ mà thôi Tại sao Mi lại có thể tàn nhẫn như vậy Bỏ đi khi tình yêu vừa đến Em đã không hề Để cho hắn một cơ hội Để nói lời yêu em Nói ra những lời mà hắn muốn nói Tại sao cứ làm khổ nhau mãi như vậy cơ chứ Ngày mai nữa thôi Hắn cùng với em sẽ phải xa nhau mãi mãi. Có lẽ hai người bọn họ Chính là không thuộc về nhau rồi đi Còn thằng Phong nữa Tại sao nó lại phải nói dối như vậy Mình trí biết rõ Là Phong yêu mi Chẳng lẽ cảm nhận của hắn lại là sai hay sao Hắn đã quyết định nếu như Phong nói rõ Là sẽ yêu mi Thì hắn sẽ để Cho nó đến cùng với mi Và nó cũng sẽ là thứ cản trở Để cho hắn mơ tưởng đến mi Để có thể sống yên ổn cùng với Lan nhưng đằng này Phong lại nói không Phong thật sự khiến cho hắn cảm thấy khó xử Khi hắn nghe Phong đáp một từ đâu Thì trong lòng của hắn thật sự Đã trôi dậy lên một ham muốn Là được đến bên cạnh mi Nhưng Lan và đám cưới ép buộc kia Lại giống như một tảng đá đè nặng Lên ham muốn đang bốc cháy đó Hắn các tay lên trán, cố gỗ dành cho giấc ngủ ập đến. Mi, Lan, Phong và cả hắn nữa dường như bọn họ đang chạy thành một vòng tròn, với tình cảm của chính mình thì vậy Bây giờ có phải là nên một lần đối mặt để giải quyết tất cả mọi chuyện hay không? Anh trí, ở bên này. Bà ơi, ở bên này này. Đợi bà với. Tôi và Mi cùng với những đứa con của chúng tôi đang nô đùa trên một ngọn đồi xanh đầy nắng. Những đứa trẻ và Mi cứ chạy, chạy mãi, khiến cho tôi phải đuổi theo bọn họ và rất nhanh cuối cùng tôi đã bắt được. Nhưng mi và con tôi, họ đã nhanh chóng tan biến vào không khí, rồi sau đó dần dần biến mất trước mắt của tôi. Tôi cố gắng dùng đôi bàn tay của mình để giữ lại. Thế nhưng tất cả mọi cố gắng đều trở nên vô dụng. Tôi gọi cho họ, chạy khắp nơi khắp ngọn đồi để tìm kiếm. Nhưng giờ đây chỉ còn lại một mình tôi thôi. Tôi bật dậy với khuôn mặt đồ đầy mồ hôi. Giật mình khi nhìn thấy Lan đang đứng trước gương với chiếc áo cưới. Em làm gì ở đây vậy chứ? Hôm nay là ngày cưới của chúng ta mà. Em chưa kịp gọi anh mà anh đã dậy rồi. Thôi, chồng của em đi tắm đi nhé. Lát nữa chúng ta sẽ cử hành hôn lễ. Anh biết rồi. Anh nhớ nhanh lên đó. Hôm nay đã là ngày cưới của tôi rồi sao? Tôi mệt mỏi ngồi phịch xuống bên cạnh cánh cửa nhà tắm liệu tôi cười lan rồi thì có hạnh phúc hay không còn có con của tôi nó có hạnh phúc với một gia đình như thế hay không tôi rồi sẽ phải sống suốt đời với một cuộc sống nhàm chán như vậy hay sao tôi đứng dậy nhìn chính bản thân mình ở trong gương tôi cảm thấy mình dường như đã thay đổi trái tim ở ngực của tôi bây giờ đã biết đau biết nhớ tôi biết là ai đã làm cho nó trở nên thay đổi như vậy đó chính là em. Đó là tình yêu mà chúng ta luôn dành cho nhau. Chính em đã làm cho tôi thay đổi. Chính là em đã thắp lên một ngọn lửa trong trái tim tôi. Nhưng nó lại sắp lụi tàn rồi. Tôi phải làm sao đây? Cứ bỏ mặc hay sẽ chạy theo những ảo ảnh xa xăm kia? Sao anh chưa thay đổi rồi? Chả giữ vào trễ giờ làm lễ là không tốt đâu đó. Hay anh muốn em giúp anh thay hả? Là nàng, anh có chuyện muốn nói với em Chuyện gì vậy hả ông xã yêu Anh muốn đi Canada Chỉ một lần Anh muốn gặp mi Anh cần phải nói một chuyện rất là quan trọng với cô ấy Chỉ một lần thôi Và anh sẽ trở về Sẽ không bao giờ suy nghĩ về mi nữa Và sống trọn đời với em Anh đừng có mà đuổi như vậy chứ Anh mau đi thay đồ đi Chúng ta sẽ cử hành hôn lễ Sẽ nhất rất nhanh thôi Em đừng đánh lẳng sang chuyện khác anh đang nói chuyện rất là nghiêm túc với em đó. Em không nghe. Và cũng không muốn nghe bất cứ chuyện gì có liên quan đến con nhỏ đó nữa. Anh hãy tỉnh lại đi. Cho đến tận ngày hôm nay rồi. Mà anh vẫn còn nghĩ đến nó nữa hay sao? Hôm nay chính là ngày cưới của chúng ta đó. Anh có biết không hả? Là ngày cưới của chúng ta đó. Nước mắt của lăn rơi đầy trên tay tôi. Anh xem em. Chỉ một lần cuối cùng thôi. Hình như giọng của tôi cũng như sắp khóc. Đừng mà. Em không muốn, em không muốn như thế này đâu. Nhưng anh sẽ không thể nào sống yên ổn được nếu như không được gặp mình. Chỉ một lần cuối cùng thôi. Anh xin em đó. Tôi nói như văn này. Và tôi khóc. Mòn giật nước mắt mặn đắng lan dài trên gò má. Nhưng em không muốn, em không muốn đánh mất anh đâu. Anh có biết em đã phải mất bao nhiêu thứ mới có được như ngày hôm nay hay không? Em yêu anh còn nhiều hơn cả Mỹ yêu anh. Tại sao anh lại không hiểu chứ? Lan cố dùng những ngón tay nhỏ bé để giữ chặt tôi trong vòng tay của mình. Em biết anh không thể mà Lan. Hãy để cho anh đi một lần. Một lần thôi là đủ rồi. Nếu không thì anh nhất định sẽ phát điên lên mất. Tôi bật khóc. Giống như có một điều gì đó ở tim của mình dồn nén đang trực trào ra ngoài. Được. Nếu anh đã muốn thế thì chứng minh cho em thấy đi. Hãy quỷ xuống mà van xin em đi. Em... Sao hả? Anh không dám sao? Thế thì chứng tỏ anh có thể sống yên ổn cùng em. Lan nhìn tôi bằng đôi mắt thách thức. Tôi có thể hiểu. Nếu như mình thấy mất cơ hội này, thì mãi mãi sẽ không bao giờ được gặp mi thêm một lần nữa. Được, vậy thì anh sẽ làm. Nói rồi tôi quỳ xuống, nhìn về phía Lan rồi cất tiếng. Xin em hãy để anh đi, chỉ một lần thôi. Bây giờ tôi cảm thấy mình thật là yếu hèn. Nhưng bởi vì mi tôi có thể làm tất cả. Cứ coi như đây là một hình phạt dành cho tôi Vì đã làm cho mi đau khổ Đã ngu ngốc đối với tình cảm của mình Một hình phạt rất đáng Anh bởi vì con nhỏ đó Mà còn dám làm như thế này sao Anh mau đứng lên Đúng là đồ hèn nhất Mình trí của tôi sẽ không bao giờ quỳ trước bất cứ một người phụ nữ nào Mau đứng lên đi Anh xin em Xin em hãy để anh đi Dù chỉ một lần thôi Hết rồi Minh Trí ơi là Minh Trí, anh bây giờ chẳng khác nào một con chó minh trí kiêu hãnh minh trí đảo hoa của ngày xưa đâu rồi hả bây giờ anh chỉ biết quỳ xuống trước mặt của tôi thôi anh đúng là thay đổi rồi anh không còn là minh trí ngày xưa mà tôi yêu nữa tôi không yêu một tên hèn kém như thế này anh đi đi coi như là tôi đã lầm hãy đi đến với cái tình yêu thấp hèn đã làm đụn bại anh như thế này đi lan nói trong nước mắt đầy sự mỉa mai tôi biết thật ra lan không hề độc ác hay thù đoạn Cô ấy như bây giờ Cũng là vì quá yêu tôi Nhưng mà tình yêu Thì lại không thể nào cưỡng ép được Nếu không gặp mi thì chắc rằng Tôi đã ngoan ngoãn cưới Lan Có lẽ trục quay số phận đã bị đảo lộn Tôi đứng dậy nhìn Lan Rồi sau đó quay bước Lòng của tôi đau nhói Nhưng không phải vì yêu Lan Mà bởi vì thương hại Lan Một cô gái tội nghiệp Bị chính tay của tôi đẩy đến đường cùng Thật xin lỗi Tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm chỉ xin một lần được sống thật với bản thân. Nước mắt rơi ướt đẫm cao khuôn mặt. Một cô gái trong chiếc váy quấy lộng lẫy đang ngồi vật vã trong những tiếng nấp và nước mắt. Tất cả đều đã hết rồi. Một siêu mẫu Kiều hãnh lại có thể thua một con nhóc vắt mũi chưa sạch. Là cô ta đã sai rồi có phải hay không? Tình yêu có thể thay đổi tất cả. Tình yêu có thể cảm hóa anh rồi có đúng hay không? Dù đã có được anh... Nhưng trái tim của anh mãi mãi không còn là của cô ta. Thì cô ta còn cần anh để làm gì nữa chứ? Con đi đâu thế? Vừa mới bước ra khỏi cửa, thì hắn đền gặp bố của mình đang trịnh trọng trong bộ vest cài hoa. Con còn đã quyết định rồi sao? Bố à, làm sao bố biết? Ta có thể thấy được tình yêu đang cháy trong mắt con. Nếu con đã quyết định, thì hãy hành động theo quyết định của mình đi. Dù bất cứ trường hợp nào Bà cũng sẽ luôn ủng hộ quyết định của con Nghe đến đây thì tôi xúc động suýt chút nữa thì bật khóc. Chưa bao giờ tôi thấy bố mình lại tuyệt vời như thế này. Tôi bất chợt muốn ôm lấy ông. Con có thể ôm bố một cái không? Con trai của ta, con đúng là lớn thật rồi. Ôm lấy bố của mình. Tôi bây giờ mới nhận ra là ông đã già thật rồi. Bố à, con nhất định sẽ không làm cho bố thất vọng. Hãy tin tưởng ở con nhé. Thôi đi con trai, hãy đến với tình yêu của mình đi. Bố mong rằng con sẽ thành công. Dạ vâng ạ. Tôi hăm hở quyết đến Canada. Dù chỉ để gặp em và nói anh yêu em. Nó dạo gần đây rất bận. Nó cùng với Ryan vừa bàn bạc xong một dự án mở rộng thêm chi nhánh công ty ở ra. Bây giờ nó đang là chủ tịch tập đoàn ô tô Bố mẹ của nó đã giao toàn bộ công ty cho nó Hai ông bà đang vi vu tận Nhật Bản Hàn Quốc gì gì đó Ở trong đầu của nó bây giờ Chỉ có công việc và công việc Nó muốn sự nghiệp nhà mình thật là phát triển Để không phụ lòng mong mỏi của bố mẹ Nó nghĩ vậy Nên Ryan đề nghị được đến công ty làm Thì nó đã gật đầu đồng ý Nó biết Ryan vẫn còn có tình cảm với nó Bởi vì Giác quan cho nó biết điều đó Mỗi khi Ryan nhìn nó, ánh mắt của anh vẫn còn xa rất lắm. Và nó cũng cảm thấy thật là có lỗi khi đã trách nhầm anh, trong khi anh đang có nỗi khổ rất lớn. Biết anh vẫn còn có tình yêu cho mình, thế nhưng nó lại không hề cảm thấy hạnh phúc một chút nào. Nó đã cố gắng tạo điều kiện cho cả hai được ở bên nhau, để tình cảm sẽ được trở lại. Nhưng vì sao trái tim nó vẫn đau âm ỉ như vậy? Nó không còn cảm giác lâng lâng Mỗi lần Ryan quan tâm tới nó Và mỗi lần anh cười với nó nữa Giờ đây trong đầu nó Và cả trái tim nó Đang còn vương vấn hình bóng Của một người con trai khác Chẳng lẽ nó không còn yêu Ryan nữa hay sao Vừa bước ra khỏi thang máy Của công ty cùng với Ryan Bắt chợt Nó nhìn thấy một chiếc ô tô sang trọng Đang đậu ngay trước cổng của công ty Một người đàn ông bước xuống dáng vẻ kia rất là quen thuộc Chính là Minh Trí Nó không thể nào lầm được Đó thật sự là Minh Trí Hình như Minh Trí đã nhìn thấy nó Anh tiến nhanh đến chỗ của nó Tim của nó giờ đây đập lặn nhịp Chân run đến độ không thể nào đứng vững Người con trai mà cả tuần này Trong mỗi giấc mơ Nó đều có thể mơ thấy Giờ đây lại đang đứng trước mặt của nó Anh ấy đang cất bước tiến lại gần càng ngày lại càng cần nó hơn nữa. Nó hồi hộp đến mức cần như là nín thở. Anh có thể nói chuyện riêng với em, được hay không chứ? Nó không nghe thấy Trí nói gì cả, mà chỉ đứng trên chân nhìn về phía của Minh Trí. Giống như là đang cố gắng nhìn thật nhiều, cho thỏa bao nhiêu ngày nhớ mong. Anh có thể nói chuyện riêng với em được hay không hả mi? Tiếng nói này làm cho nó sực tỉnh. Thật ra nhưng anh nghĩ nói riêng thì có vẻ tốt hơn Nói nhìn độ bộ của Minh Trí Có chuyện gì Mà anh lại phải sang đến tận đây như vậy Hôm nay chẳng phải là ngày cưới Của anh cùng với chị Lan hay sao Hay là Không thể nào Không thể nào có chuyện đó xảy ra được Nếu như anh không nói vậy thì em đi đây Em đang rất là bận Nó quyết định chạy trốn Nó sợ Minh Trí sẽ nói ra điều nào Đó mà nó không muốn nghe Vậy cho nên Nó quyết định là bỏ trốn Đau như vậy đã là quá đủ rồi Còn có cả Ryan ở đây nữa chứ Nó đang cố gắng hẳn cắn tình cảm của mình cùng với Ryan Nếu cứ đứng đây nghe Minh Trí nói Lỡ Minh Trí nói ra điều gì đó không hay Thì sẽ ảnh hưởng rất lớn với nó cùng với Ryan Vừa mới dứt lời thì nó liền cất bước Vội qua chỗ Minh Trí Cố gắng đi thật là nhanh nhưng mình chỉ nắm lấy tay của nó lại Tuy là không mặt đối mặt Thế nhưng nó vẫn có thể Là nghe thấy từng câu từng chữ vang lên Chỉ cần nghe anh nói một câu thôi Một câu anh đã ấp ủ từ rất lâu rồi Thật ra thì anh Anh yêu em Anh rất là yêu em Thật xin lỗi Nhưng tôi không hề yêu anh Mong anh hãy quay về Việt Nam Và làm tròn bổn phận người chồng của mình đi nó răng tay của mình Ra khỏi tay của mình Trí Rồi sau đó bước đi cùng với Ryan Những tưởng Trí sẽ bỏ cuộc Nhưng Trí lại đang chạy theo nó Đứng ở trước mặt của nó giữ chặt vai nó Trí gắn lên từng tiếng Anh không tin Ở trong thư em đã nói rằng em yêu anh Sẽ không thể nào có thể thay đổi nhanh như thế được Đó chỉ là những hành động nhất thời Khi tôi bị bỏ rơi bị Ryan che tay. Nhưng mà bây giờ, tôi đã hiểu được nỗi khổ của Ryan và tôi quyết định sẽ quay trở lại với anh ấy. Anh đã hiểu rõ rồi chứ? Anh chỉ là một vật thay thế tạm thời mà thôi. Trí ngỡ ngàng mà nhìn về phía nó, thất vọng và suy dục. Đó là những thứ nó có thể nhìn thấy ở trong mắt của Trí vào lúc này. Buông tay ra khỏi vai của nó. Trí nhìn sâu vào trong mắt nó. Nếu vậy thì bây giờ Em hãy nhìn thẳng vào trong mắt của anh Và nói với anh Em không hề yêu anh đi Nếu như em nói được Vậy thì anh sẽ không bao giờ làm phiền tới em nữa Tôi không hề yêu anh Nó lăn lộn qua lại ở trên giường Chuyện xảy ra vào buổi sáng ngày hôm nay Làm cho nó thật sự là không tài nào có thể ngủ nổi Từng lời nói từ hành động của trí Vẫn còn tồn tại trong tâm trí của nó khiến cho nó say rất Tại sao đến tận bây giờ anh lại đến và nói ra những lời này với nó cơ chứ? Nếu như là trước đây, thì nó đã vui mừng một cách tuyệt độ. Thế nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi. Đơn giản bởi vì anh đã không còn thuộc về nó nữa. Chị Lan cần anh, con của anh cần anh và anh đã thuộc về bọn họ. Lúc anh nói là hãy nhìn thẳng vào mắt của anh thì nó đã cố gắng dùng tất cả những sức lực còn lại của mình để nhìn vào trong mắt anh. Nó đã cảm thấy khó có thể chịu nổi. Cho đến khi nói tôi không hề yêu anh, nó đã phải quay mặt đi và bước chân thật là vội vàng. Nó mong anh hãy mau quay về và chấp nhận từ bỏ nó. Nhưng anh cứ đứng đó. Đôi mắt của anh trở nên vô hồn. Cả người của anh chết lặng. Nó nhìn dáng của anh bất động từ cánh cửa kính mà trong lòng cũng cảm thấy đau quặn thắt nó rất muốn rất muốn quay người lại rồi chạy đến ôm anh vào trong lòng lau đi những giặt nước mắt ở trên khóe mi anh thế nhưng nó lại không thể nó sợ mình đến bên anh rồi thì sẽ không thể nào có thể rời xa anh được hơn nữa như thế nó sẽ trực tiếp trở thành người là phá hoại gia đình của anh nó sợ mình sẽ là người thứ ba con của anh nó có quyền có được bố con một cách đầy đủ nó có quyền có được hạnh phúc nó không hề có tội lỗi gì cả đã có lúc nó nghĩ tại sao mình lại không làm điều mà mình mong muốn tại sao không làm những điều mà con tim của mình đã mách bảo những lúc như thế hình ảnh chị lan lại hiện lên tuy rằng nó không ưa rời chị ta thế nhưng nó cũng không nỡ chị ta sẽ ra sao nếu như vị trí bỏ rơi Chị ta làm sao có thể tiếp tục sự nghiệp của mình với cái thai không có bố đây? Nhưng nó thì khác. Nó còn có bạn bè, có Ryan Treasure, còn có một sự nghiệp to lớn và một số tiền đủ để cho nó sống đến cuối đời. Vậy thì tại sao nó phải cố gắng giành giật anh cơ chứ? Có đôi lúc tình yêu cũng không phải là tất cả. Cũng giống như cái chân lý mà Ryan đã hy sinh vì nó vậy. Tình yêu đâu phải là tất cả, có phải hay không hả anh? Chỉ cần rời xa anh ấy, để cho anh ấy sống bình yên cùng với người phụ nữ yêu anh như em đã yêu anh, như thế thì đã đủ rồi. Cho dù em đã quyết định làm cho hai người của chúng ta phải đau khổ, thế nhưng mà em vẫn hy vọng anh có thể hiểu cho em. Hãy luôn nhớ rằng em luôn luôn yêu anh, chắc chắn là như vậy. Em mong chờ như vậy có phải là đã quá ích kỷ rồi hay không chứ cuối cùng thì anh cũng nhận ra anh chẳng là gì với nó anh đã quá mức sai lầm trái tim của anh tan vỡ xông như những con sóng biển tình yêu tan biến tự như là một làn khói nỗi đau kia không thể nào xóa nhà anh cất tiếng thở dài mọi thứ dường như là đã đổ vỡ tất cả chia con cho bụi phủ kín tâm hồn cuối cùng em đã chờ được anh về em còn ở đây thì tốt quá chúng ta cưới nhau đi anh sẽ cưới em sẽ chịu tất cả trách nhiệm như em mong muốn ok không cần cảm ơn ý tốt của anh nhưng em còn ở lại đây chỉ là bởi vì em muốn nói với anh một điều em sẽ không lấy anh em nói cái gì chứ thật ra thì em không hề có thai gì cả tất cả mọi chuyện chỉ đều là một vở kịch em đã nói dối anh tại sao chứ thật xin lỗi em làm tất cả cũng chỉ bởi vì yêu anh một tình yêu mù quáng nhờ quyết định ra đi của anh mà em đã hiểu rõ anh đã đúng tình yêu không thể nào cưỡng ép được anh bây giờ đã tìm được một tình yêu đích thực và nó đã cảm hóa được anh nhưng em thì lại không làm được điều này có lẽ đã đến lúc em cần phải ra đi rồi Em muốn đi đâu chứ? Em sẽ tiếp tục ước mơ của mình. Em sẽ đi đến anh để du học. Và em sẽ tìm được một tình yêu cũng giống như anh. Một tình yêu có thể cảm hóa được em. Nhân tiện, nói lời cảm ơn với bố anh giúp em nhé. Tạm biệt. Chậm chậm rót rượu ra một dãy những chiếc cốc đã được xếp thành hàng dài. Nhẹ nhàng đưa từng cốc lên miệng. Tôi muốn uống. Uống thật là nhiều, để có thể quên đi tất cả mọi chuyện để cho say để tôi không còn nhớ đến em nữa nhưng mà càng uống càng nhiều thì tôi lại càng nhớ đến em hơn tôi phải làm sao bây giờ tôi phải làm sao để không nhớ đến em đây cơ chứ tại sao lại như thế tại sao em lại có thể đối xử với tôi như vậy em có biết là tôi đã đánh cực mọi thứ chỉ để có được em hay không cơ chứ thế nhưng bây giờ thì sao đây Em không cần tôi Em chỉ coi tôi giống như một vật thế thân tạm thời Thật sự tôi chỉ là một vật thế thân tạm thời của em thôi sao Tôi thật sự không có giá trị với em thôi sao Em có biết đã bao nhiêu đêm Tôi phải ngồi một mình ở trong đêm tối Nhìn bóng đêm bao trùm Tôi đã cố gắng xóa bỏ đi tình bóng của em trong trái tim mình Trong đầu óc của mình Và cả trong tưởng tượng của mình nữa Cố gắng xóa đi đã hàng trăm hàng nghìn lần cố gắng. Thế nhưng mà tôi lại không thể làm được. Tôi không làm được. Bà tôi khóc. Bởi vì tôi nhớ em và cũng bởi vì tôi yêu em. Một người đàn ông chưa bao giờ hối hận. Thì nay sắp phải hối hận bởi vì em. Hối vận vì em có người thứ ba. Hối hận người khác đó không phải là tôi. Tôi đã mừng mang theo ảo tưởng về một căn nhà với những đứa con tràn ngập hạnh phúc thế nhưng càng mơ mộng thì tôi lại càng cảm thấy vô vọng hơn bởi vì giờ đây bên cạnh em đã có một người đàn ông khác hắn ta có làm cho em khóc không như tôi đã làm với em vậy có yêu em như tôi đã yêu em không nếu hắn ta tốt hơn thì cứ sống hạnh phúc với hắn ta đi tôi cũng không có gì nuối tiếc bởi vì đã yêu em cả hãy sống thật là hạnh phúc và đừng bao giờ nhớ đến tôi mặc dù tôi biết rằng tôi sẽ sẽ không thể nào sống nổi nếu như một ngày không có em nhưng tôi nhất định sẽ cố gắng tôi sẽ cầu nguyện cho em tình yêu của tôi. Sân bay ngày hôm nay khá là vắng. Cô gái kéo chiếc vali màu đỏ nhẹ nhàng mà ngồi xuống băng ghế. Đôi mắt buồn của cô nhìn xa xăm vô định. Cô nhớ lại lần đầu tiên khi cô gặp được anh sáng nay. Tôi có một buổi trình diễn thầy trang lớn tại Hà Nội. Sở diễn rất thành công. Và hiện giờ, cả đàn chúng tôi đã ăn mừng tại một hộp đêm. Đối với một người mẫu nổi tiếng như tôi, thì có lẽ đây là một thắng lợi rất là hoành tráng. Lạc lừ theo điệu nhạc mãi cũng chắn. Tôi bắt đầu ngắm nhìn mọi người đằng ngày. Tôi cứ vô tư vừa nhấp rượu vừa đung đưa, mà chẳng hề biết rằng có một chàng trai đang nhìn mình. Hai, chào em. Anh ngồi đây có được không chứ? Dạ vâng, anh cứ tự nhiên ạ. Em là người miền Nam sao? Dạ vâng ạ, à, em ở Sài Gòn. Trùng hợp ghê, anh cũng ở Sài Gòn đó. Một chàng trai tuân tú, bắt tín hiệu khá nhanh. Làm biết chàng trai này đang xa vờ làm quen. Anh ta chính là Minh Trí. Con trai tập đoàn ô tô Minh Trí, nổi tiếng ở Sài Gòn. Sau khi trò chuyện được một lúc Lan phát hiện ra anh ta rất cuốn hút và rất xin. Hai người cá là hợp cô với nhau. Lan có vẻ đã được lọt vào mắt xanh của Trí. Ngay đêm đó, hai người bọn họ đã trao đổi số điện thoại cho nhau. Ban đầu Lan đến với Minh Trí. Thực sự chi vi tên tuổi của Lan cần được đánh bóng bởi các đại gia. Nhưng dần dần, Lan đã bị vẻ xanh đời, tính cách dễ thương chiều chuộng của Minh Trí thu phục lúc nào Minh Trí cũng quan tâm tới Lan. Một cách rất chân thành mà không hề giả tạo. Rồi Lan bắt đầu yêu Trí rất thật lòng. chào tất cả cho mình, cho Trí mà không hề e ngại. Thế nhưng rồi cuối cùng, Lan nhận ra một sự thật vũ vàng. Lan cũng giống như bao nhiêu cô gái khác. Như bao cô gái mà Minh Trí đã từng yêu. Như một con ốc cho anh ăn, bắt. Cuối cùng là đổ đi giống như là một đống phế thải. Lan đã tìm mọi cách để níu kéo Minh Trí trở lại. Thế nhưng tất cả mọi chuyện đều đã trở nên vô dụng. Và rồi Minh Trí biến mất. Nhanh như giống như anh đến vậy. Một thời gian rất lâu, Lan đã không thể liên lạc được lại với Minh Trí. Lan cứ tưởng rằng hai người bọn họ chỉ có thế. Chỉ dừng lại ở thứ tình yêu trao đổi qua lại. Rồi sau đó thì ai đừng lấy đi không ràng buộc cuộc đời của nhau. Nhưng thật đúng là ông trời có mắt. Sau bao nhiêu ngày tháng mong chờ, cuối cùng Lan cũng đã gặp lại Minh Trí. Tình yêu bao ngày tưởng chừng đã mất lại bùng lên, càng thêm phần dữ dội hơn trước. Lan yêu Minh Trí say đắm. Mà dù Lan biết, trái tim của Minh Trí đang hướng về một người con gái khác. Lan luôn mong muốn tình yêu cháy bỏng và sự quan tâm chân thành của mình có thể mang Minh Trí quay về bên cạnh mình thế nhưng hình như lan đã lầm anh quá mức yêu cô gái kia anh yêu cô bé đó đến nỗi lan nhẫn tâm hắt hủy lan một lần nữa đau đớn và tuyệt vọng lan đã van xin anh chỉ cần anh đến bên cạnh mình chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy anh được nghe thấy anh nói cười dù là miễn cưỡng cũng sẽ cảm thấy hài lòng thế nhưng minh trí không hề động lòng anh vẫn quay lưng bước đi anh đâu biết rằng Lan đã đau đớn đến mức nào. Anh đâu có thể nghe được tiếng trái tim vỡ vụn thành từng mảnh chứ. Và rồi, Lan đã bắt chấp tất cả. Với tờ giấy xét nghiệm giả là mình có thai. Lan đã hạ cục được Minh Trí một cách dễ dàng. Nhờ đó mà Minh Trí vẫn hàng ngày ở bên cạnh, chăm sóc cho Lan. Tuy không còn tha thiết như xưa, nhưng bao nhiêu đó thôi, cũng đủ để khiến cho Lan vui lòng lan giống như một đứa trẻ đang cố gắng giữ món đổi chơi quý báu vốn không thuộc về mình và thật sự là nó chưa bao giờ thuộc về lan cả bởi vì trong ngày hạnh phúc nhất đời của mình minh trí đã bỏ đi anh chạy theo tiếng gọi của con tim anh khiến cho lan bàng hoàng tột độ như không tin vào mắt của mình lan đã cố gắng thuyết phục và phàn này minh trí cố gắng để cho anh hiểu lan đã mong chờ được làm vợ anh như thế nào thế nhưng lại một lần nữa Minh trí không hiểu anh có thể bởi vì người con gái đó mà quỳ xuống cầu xin cô ta thì cô ta cũng có thể chết vì anh cơ mà tại sao anh lại không chọn cô ta cơ chứ Lan như gục ngã khi Minh trí rời đi Lan biết mình cần phải làm gì cô ta nhất định sẽ trả thù cô ta sẽ không cho bọn họ có được hạnh phúc sẽ khiến cho bọn họ phải đau khổ như cô ta đang lại ý nghĩ đó đã được hình thành trong đầu cô ta nếu như cô ta không gặp được người đó có vẻ như con không hài lòng với thực tại này nhỉ đừng có nhìn ta bằng đôi mắt chứa đầy hận thù như vậy người đàn ông cúi xuống nhìn cô gái đang ướt đẫm trong dòng nước mắt tôi sẽ không để yên mọi chuyện như thế này đâu lan nói thế thì cô định làm gì chứ tôi sẽ làm cho gia đình ông bại hoại thanh danh Ta nghĩ là cô sẽ không làm nổi đâu. Ông đừng có mặt thách thức tôi. Tôi sẽ bắt con trai của ông trở về với tôi. Tôi sẽ thâu tóm toàn bộ các người. Cô thật đúng là có óc tưởng tượng đó. Vợ tuần này cáo mặt ở đây được rồi đó, cô gái ạ. À. Ông nói vợ tuần gì chứ? Tôi không hiểu. Ta nghĩ là cô hiểu nhiều hơn những gì mà ta nói chứ. Đừng có đem cái thai ra để mà dọa tôi. Nếu không có con, nghĩ một vụ tự tử của một cô người mẫu Tôi có thể xô thép nổi hay không chứ? Ông! Thật ra thì tôi cũng chẳng thích gì mấy cái trò đánh lén như thế này. Nhưng biết làm sao bây giờ chứ? Tốt nhất là cô nên biết điều một chút đi. Đã không muốn chuyện như thế này vậy thì tại sao ông lại không can thiện sớm hơn chứ? Ta làm như vậy là muốn để xem xét đứa con trai của ta đã thực sự trưởng thành hay chưa và nó đã lựa chọn con đường như ta mong muốn. Thì ra thì ra các người chỉ xăm tôi như một trò chơi Tôi không hề xăm cô như một trò chơi rất cho cùng thì cô vẫn là một cô gái hiền lành Tôi làm như thế chỉ để cho cô hiểu Tình yêu thì không thể cưỡng ép Nó rất là kỳ diệu Hãy để cho nó diễn ra một cách tự nhiên Đừng dùng bất cứ thủ đoạn nào với tình yêu Bởi vì như thế Chỉ khiến cho người yêu trở thành một kẻ trách nhiệm nơ vời Và người được yêu Sẽ trở thành một kẻ bất hạnh Hy vọng tôi nói ít nhưng mà cô có thể hiểu nhiều. Hãy tìm lấy tình yêu có thể cảm hóa được cô đi, cô gái ạ. À. Chuyến bay mang mã hiệu FF 2193 từ thành phố Việt Nam đến London sẽ được khởi hành vào lúc 11 giờ 25 phút. Yêu cầu quý khách hãy nhanh chóng lập tức. Tiếng la thông báo đưa cô gái quay trở về với thực tại. Cô gái nhanh chóng kéo vali bước vào cửa phòng check in. Lana đột nhiên có một tiếng gọi vang lên. Lan ngỡ ngàng. Người con trai cô ta yêu tha thiết, đang đứng trước mặt của mình. Sao em đi vội thế? Anh, sao anh lại đến đây? Anh đến đây để tiện em. Khẽ mỉm cười, cô gái nói nhỏ. Có thể cho em ôm anh một lần cuối có được hay không? Giữa sân bay đông đúc và vội vã. Một đôi trai gái họ ôm nhau. Mà kệ thời gian trôi, và những đôi mắt đang nhìn về phía mình. Một cách chậm chậm, khóe mắt của cô bé đỏ he, rồi sau đó tự tử buông tay khỏi chàng trai. Em đi đây, tạm biệt anh. Là nói rồi sau đó vội vàng quay lưng bước nhanh. Mà sau lưng lan, một chàng trai đôi mắt cũng đỏ hoe, vẫy tay cất tiếng thì thầm. Tạm biệt, chúc em hạnh phúc. Tiếng chuông cửa vang lên dần dập. Bà hai à, có thằng trí ở nhà không? dạ có ạ. vậy thì gọi nó xuống đây cho nói chuyện với tôi. dạ thưa cậu chủ đang ngủ, tôi không dám đâu ạ. cái gì chứ? giờ này mà vẫn còn ngủ? mấy sáu giờ chiều mà ngủ cái gì? dạ. năm giờ cậu trí đã về nhà ăn cơm rồi lên phòng ngủ ngay. cậu ấy cứ im lặng, không nói, không cười với ai cả. cái thằng này, như vậy không được. mãi như thế này cũng không phải là cách. nhất định phải giúp nó mới được. Nếu không thì chắc tụi mình Có cháu khuya ăn sớm quá Suy nghĩ tiếp đi Toàn ú nhăn chắn rơi vào đâm chiêu Được chừng một lúc Thì thằng Minh Lạnh đập tay và chán Rồi sau đó cất lời hấn hở Có rồi Tao đã nghĩ ra cách rồi em nghe à Là cách gì thế khoản đã đợi tao một lát Bác ơi ơi Phải giúp bọn cháu bốn ly nước cam lạnh nhé Vào nhà đi Rồi tao sẽ nói cho bọn mày nghe Đúng là phải chuyện, nói ở đây luôn cho gọn đi Vớ vẩn Đó là bàn bạc chuyện lớn mà đứng mong minh Ở ngoài đường như thế này sao Mau vào trong nhà đi, rồi ta sẽ nói cho nghe Nói rồi thằng Minh Nháy mắt tràn đầy sự bí ẩn Chúng mình phải làm như thế này Thằng Phong thì làm như thế này Còn thằng Tuấn Ú, mày phải làm như thế này Như vậy mới được, tụi bây đã hiểu chưa hả Mày hay quá ha Tụi nó đều lớn cả rồi Chẳng lẽ có thể không nhận ra cái mưu kế rồng của mày hay sao? Sao mày ngốc thế hả Phong? Phải cần viện binh nữa thì mới có thể đủ đôi chứ, hiểu chưa hả? Ôi rồi, xem mặt mũi của tụi bay kìa. Để tao nói cụ thể hơn nhé. Là như thế này. Đã hiểu chưa chứ? Ừ, nghe qua cũng được đó. Cho mày như thế này, mà cũng có lúc thông minh ra phết nhị. Thằng Việt cật cô cái đầu giống như chết ra. Vừa tấu hiểu cái chân lý viền vong nào đó, có được hay không hả mày Cái này tao nghi quá đó Vụ này mà bể Thì tụi mình sẽ mệt người đó nha Mày không cần phải lo Tao đã dự trù trong trường hợp bể mánh rồi Vậy cho nên cứ yên tâm đi Giờ thì lo thực hiện kế hoạch A đi Đã hai tháng Sau khi trái tim tan vỡ Tôi vẫn cứ sống Rồi sau đó tiếp tục làm việc Làm thật là nhiều Cho đến khi kiệt sức thì lại ăn Ăn xong thì lại ngủ Ngủ xong thì lại tiếp tục làm việc Cuộc sống cứ thế diễn ra Trong sự buồn chán và tẻ nhặt Cũng không có mục đích sống gì cả Tôi cũng không biết là mình sống ở trên đời này Là bởi vì cái gì thế nữa Có đôi lúc tôi cũng muốn buông thả cuộc đời Muốn ăn chơi cho quên hết sầu Nhưng rồi tôi lại tự nhủ Mình nhất định phải đứng lên Cô ấy không là gì cả Không có cô ấy Thì mình nhất định vẫn có thể sống được và thật sự là tôi vẫn sống nhưng sống theo một kiểu khác sống với một cái giác không hồn chín giờ tối nhưng nó vẫn chưa muốn trở về nhà công việc ở công ty đã hết từ đời nào mà giờ đây nó vẫn còn đang chui mũi vào làm việc và làm việc nếu không thì làm bất cứ cái gì cũng có thể gây tổn thất về mặt thời gian thật là căng thẳng để cho nó không còn nhớ đến người con gái đó nữa nhưng mà dường như công việc của tổng giám đốc công ty là quá ít so với yêu cầu mà nó đã đưa ra. Nó vẫn còn có thời gian. 8 tiếng để ngủ thì đầu óc của nó đã dành 3 tiếng đồng hồ để mà nhớ đến anh. Nó chán ghét cái cảm giác đó. Nó ghét cái gì vô vọng và không bao giờ có được dù chỉ là ở trong giấc mơ. Thế nhưng mà đầu óc của nó lại không nghe theo lời của nó. Ở trong tim của nó vẫn dành khoảng trống cho anh. Nó không biết phải làm gì để có thể lấp đầy đi khoảng trống ấy. Làm gì để có thể trở về như ngày xưa đây? Phải làm sao để trái tim của nó hướng về Ryan và yêu Ryan giống như ngày xưa đây? Nó bất lực. Những ký ức về anh và tình yêu dành cho anh cứ thế tiếp tục đầy đọa nó. Để cái này vào cốc xe nghe bà hay. Dạ vâng ạ. Hôm nay tôi phải về nhà bà. Bà gọi bảo Nhớ tôi thì mong tôi về gấp Tôi cũng đã có ý về mấy hôm nay Giờ thế này Thì thôi, về luôn một thể Sao chưa hả bà hay Dạ xong rồi, thưa cậu Bà ơi, cháu về rồi này Mình chí à Sao cháu về trễ thế Bà đợi cháu từ chiều đến giờ đó Dạ, là tại cháu kẹt xe bà Bà thông cảm cho cháu đi Bộ lại cháu ở đây một tuần luôn bà nhé Được 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 ở đây luôn với bà cũng chịu Nào 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 vào trong nhà rửa mặt Rửa tay rồi ăn cơm với bà nha Dạ vâng ạ Alo Thông báo con mồi sắp tiến tới bàn ăn Ok nghe rõ Tiếp tục kế hoạch à Đây ngồi vào đây Hôm nay bà đã chuẩn bị những món mà cháu thích nhất đó Cố gắng mà ăn cho nhiều vào Dạo này bà thấy cháu ốm quá rồi đó Có chuyện gì xảy ra hay sao Nó chẳng biết phải trả lời bà như thế nào chỉ có thể mỉm cười cho qua chuyện Có gì đâu hả bà Chỉ là tại dạo này cháu kén ăn thôi ạ à? Hôm nay cháu ăn thật nhiều Để cho bà khỏi lo nữa nhé Ừ, rất ngoan Ăn nhiều thì mới có thể khỏe được chứ Xin thông báo với đại ca Minh Lệnh Con mời vào ăn Dự báo khoảng 30 phút nữa Thì sẽ kết thúc kế hoạch A Ok Các anh em chuẩn bị kế hoạch B Tấn công con mồi ở bên kia đại dương đi có ngon không hả con dạ ngon lắm ạ bà nấu lúc nào mà chẳng ngon ạ cái thằng này chỉ giỏi cái miệng mà thôi đó chỉ là nói dối thôi nhưng thật sự trong miệng của hắn lúc này cảm thấy thật sự là chẳng hề có một chút mùi vị gì cả cho dù là có ngon đến mấy thì đối với hắn cũng cảm thấy là bằng không sau khi ăn được một vài miếng đột nhiên hắn cảm thấy buồn ngủ một cách khủng khiếp Hai mắt dường như là đã díp cả lại. Thật sự là không thể nào mở ra nổi được nữa. "Bà ơi, cháu ăn đủ rồi, cháu buồn ngủ quá ạ." À? "Buồn ngủ? Ư? Sao không cố gắng ăn thêm một vài miếng nữa đi chứ?" "Dạ thôi, cháu buồn ngủ quá rồi, không chịu nổi nữa ạ." À? "Ôi trời ạ, làm sao hắn có thể buồn ngủ tới mức độ này vậy chứ?" Lấy tay đập đập trên trán của mình, hắn cố gắng tìm lại mình mẫn một chút. Đây lần mơ treo lên trên giường À Có lẽ cháu đi đường xa nên cảm thấy mệt mỏi đó Thôi được rồi Mau lên phòng mà nghỉ ngơi đi Dạ vâng cháu đi đây ạ à. Nó lúc này còn đang lối hối Ở dưới bếp với món bánh cato Mà nó vừa mới học được Từ trong chương trình nấu ăn gia đình Đang tập trung nặn kem trang trí Thì chuông cửa liền treo lên in ỏi Rồi sau đó Ai lại đó gõ cửa nhà của nó nó quên mất lúc nãy nó có gọi Mời trai ân sang nhà Ăn bánh do nó làm Bởi vậy Vừa bảo không dám ăn vì sợ tào tháo rượt Thế mà bây giờ đã bấm chuông in ỏi như thế rồi Rõ là đáng ghét Thích đến chết mà vẫn còn già vờ sao Sang ngay đây Lúc nãy anh bảo là không thèm ăn cơ mà Ơ ờ, bác trai Anh Phong, anh Việt Vì à Có bất ngờ hay không chứ Sao? Sao mọi người lại ở đây? Lại còn có cả bác trai nữa Có chuyện gì xảy ra sao ạ? Ừ Bạn anh sang đây đúng là có việc thật Là một việc rất quan trọng Dành cho em đó Cho em? Là việc gì vậy chứ? Trước khi nói chuyện cụ thể Thì bác và anh có thể vào nhà Ngồi nghỉ ngơi một chút có được hay không? À vâng ạ Thật xin lỗi bởi vì ngạc nhiên quá Cho nên cháu quên mất Mọi người mau vào trong nhà đi ạ Mời mọi người dùng nước Bây giờ mọi người có thể nói cho em biết Là có chuyện gì xảy ra hay không chứ Thật ra thì Đó là chuyện về thằng Trí Nó vừa bị tai nạn Và bây giờ đang nằm hôn mê Cũng không biết đến bao giờ Mới có thể tỉnh lại nữa Nghe thấy tiên dữ Cái tách trên tay của nó ngay lập tức rơi xuống dưới đất Vỡ vụt Chuyện gì đang xảy ra thế này Từ ngày cháu bỏ đi Thằng Trí tự như là một người mất hồn Nó chẳng thiết ăn thiết uống gì cả Suốt ngày chỉ nhớ đến cháu Hôm trước còn bởi vì nhớ cháu quá Nó đã đi uống rượu Ở trên đường trở về Bởi vì tránh một đứa bé Cho nên không kiểm soát được đâm thẳng Vào một chiếc xe tải lớn Bác ngôn sĩ nói Chỉ có khoảng 25% cơ hội tình lại Trong đó có 10% sẽ sống Cuộc sống thực vật đến suốt đời Sẽ sống cuộc sống thực vật Đến suốt đời ư Nghe đến đây thì nó bần thần Mà ngồi phịch xuống kế sofa Đầu óc bất sắc Mà trở nên hỗn loạn Chị Lan à Chị Lan, chị Lan tại sao lại không khuyên anh ấy Vì sao lại không cản trở lại anh ấy chứ Cháu đã chào anh Trí Lại cho chị ấy chăm sóc rồi cơ mà Lan đã đi từ lâu rồi Mia Sau khi em đi Chị đã bỏ đám cưới để sang đây tìm em nhưng nó lại bị em từ chối Rồi Lan cũng chối bỏ nó Vì cô ấy nhận ra rằng cô ấy không có được trái tim của Trí Trí đã mất tất cả Nó bắt đầu sống giống như một người không hồn Suốt ngày nó chỉ làm việc và làm việc Cũng không đi đâu cả Vào cuối cùng buổi tối ngày hôm trước Nó đã không thể nào chịu đựng được nữa Mà đi uống rượu Và rồi nó đã xảy ra tai nạn Ngay đến đây Thì nước mắt của nó tuần rơi lã chã tin bất giác cảm thấy vô cùng đau đớn anh ấy anh ấy có chết hay không ạ à? tiếng của nó đứt quãng vang lên bàn tay của nó bất sắc mà trở nên lạnh ngắt anh ấy không thể bỏ em lại ơi như vậy nó không chết nhưng mà có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa nó sẽ không nói không cười giống như ngày xưa nữa cả căn phòng bất giác lên trở nên im lặng chỉ nghe thấy tiếng nức cổ cô gái mọi chuyện là như thế ngày hôm nay bác đến đây là muốn thực hiện ước nguyện cuối cùng của nó trong lúc đưa nó vào bệnh viện nó đã luôn miệng mà gọi tên con vậy cho nên bác cũng xin con xin con hãy trở về việt nam để mà gặp nó cho dù chỉ là một lần cuối cùng thôi bác cầu xin con đó dạ vâng ạ cháu sẽ trở về nó vừa nói vừa chạy vào trong phòng Vừa qua một vài bộ quần áo, nhét vào trong vali. Rồi sau đó liền vội vàng mà chạy ra phía ngoài cửa. Mia, em đi đâu vậy chứ? Anh, anh Ryan. Em mang vali làm muốn đi đâu sao? Còn có những người này ở đây. Bọn họ là ai vậy chứ? Sao em lại khóc như thế? Em em định về Việt Nam. Tại sao em lại muốn về Việt Nam? Anh trí anh ấy sắp chết rồi. Anh ấy bị em màu hôn mê, không biết đến bao giờ mới tỉnh lại. Anh ấy sắp chết rồi. Bưng hai tay của mình ra khỏi người của mình. Ryan chết lặng. Em quyết định sẽ trở về đó thật sao? Anh ấy cần em, Ryan à. Anh ấy sắp... sắp chết rồi chứ gì? Vậy nếu như anh sắp chết, em có thể lo lắng cho anh như vậy hay không chứ? Em... Được, nếu em nghĩ hắn ta sẽ đem lại hạnh phúc cho em Vậy thì em cứ đi đi Anh sẽ không ngăn cản em đâu Ngước mắt lên Để cho nước mắt chảy vào trong Ryan đang chờ đợi một câu trả lời Mà anh cũng đã biết trước Bây giờ em đã hiểu tình yêu thật sự là gì Bảy lâu nay em đã rất lọc cố gắng Để có thể yêu anh Nhưng Nhưng em không thể Em không thể yêu anh giống như ngày xưa nữa Em xin lỗi anh Em mong anh có thể tìm được tình yêu thực sự của mình Một người có thể yêu anh hơn là em Nói rồi Mi liền vụt qua biến mất Và không bao giờ quay trở lại Đến tận bây giờ Thì nước mắt thật sự mới rơi xuống Không thể nào kim lại nữa Ryan bật khóc Đang khóc vì em ấy Đây sẽ là lần cuối cùng Có phải hay không Mi đừng đi mà Anh Trí Anh Trí anh tỉnh lại rồi sau khi mở mắt ra, đập vào mắt của tôi lần đầu tiên chính là khuôn mặt. Không biết gọi là khóc hay là cười của mi nữa. Ờ, mà tôi vừa nghĩ gì thế này? mi ư? Em, em làm mi thật sao? Anh bị làm sao thế? Bác sĩ, bác sĩ à? Bà ơi, anh trí tỉnh lại rồi. Anh trí tỉnh lại rồi mọi người ơi. Khoan đã. Cái gì mà bác sĩ ở lại đây chứ? Anh đã bị tai nạn. Hồn mệt sầu mấy ngày hôm nay rồi Anh chẳng lẽ không nhớ hay sao Tai nạn ư Làm gì có chứ Ôi trời ơi đầu của tôi Chân của tôi Ai quấn băng như thế này hả Anh nói như vậy có nghĩa là Đúng vậy đó Thậm chí không bị gì cả Tất cả đều là do bác sắp đặt Sắp đặt ư Nói vậy thì tất cả đều là giả sao Anh Trí không bị gì cả Anh ấy sẽ không chết Sẽ không sống cả đời thực vật giống như bác nói ư đúng vậy nó vẫn là bình thường bác đã cho nó uống thuốc ngủ đưa nó vào bệnh viện quen với bác rồi sau đó thì sang canada và đưa cháu về đây thì ra là mọi người lừa gạt cháu bác có biết là cháu đã lo lắng như thế nào hay không chứ mọi người thật đúng là quá đáng người gạt cháu chính là cháu đó bà cháu thật sự rất yêu thằng trí nếu vậy thì tại sao lại cứ muốn làm khổ nhau như vậy cơ chứ Bây giờ, cháu rất bực tức có đúng hay không? Cháu muốn quay về Canada, đền đáp lại tình yêu của Ryan, có phải không? Nhưng liệu cháu trở về đó và yêu Ryan, thì cháu có làm cho Ryan có được hạnh phúc hay không chứ? Hay sẽ chỉ là đau khổ thêm đây? Bà nói như thế, còn quyền quyết định thì vẫn là ở cháu. Nếu như mà bây giờ cháu đi, chắc chắn sẽ còn kịp chuyến bay cuối cùng đó. Cả căn phòng chìm ngập trong sự im lặng. Mọi người đều đưa mắt để mà nhìn nhau. Chàng trai vẫn ngồi ở trên giường. Đang nín thở để mà chờ đợi. Sự lựa chọn của cô gái. Cô gái vẫn đứng im. Có vẻ là như đang suy nghĩ điều gì đó. Đột nhiên, mi quay người qua phía của Minh Trí. Rồi sau đó liền xoay người và bước đi. Minh Trí cảm thấy vô cùng sợ hãi. Vội vàng nắm lấy tay của cô nếu như em lựa chọn Ryan Anh vẫn không sẽ để em đi Mất em một lần đã quá đủ đối với anh rồi Mi đột nhiên ôm lấy hắn Cảm giác kỳ diệu nhất Mà hắn đã từng được cảm nhận Em là già vờ đó Đồ ngốc ạ Cảm ơn anh đã giữ em lại Em yêu anh Anh cũng yêu em Ở trong nhà thờ Mọi người đang tụ tập vô cùng đông đúc Nhìn về phía khán đài có cặp đôi đang đứng Mời cô dâu và chú rể Chào những cây cho nhau và ước hẹn với nhau Tiếng của vị cha xứ vang lên Điều khoản cuối cùng của em Em vẫn chưa nói có đúng không Mi cất tiếng Ừ Điều khoản thứ năm của em Đó chính là bên A Phải suốt đời ở bên cạnh bên B Không bao giờ lìa ra Được Bên A hứa suốt đời sẽ ở bên cạnh bên B Đừng có mà chăn lấn Giang ra một ký coi Tao không thấy gì cả Tụi bay thằng nào cũng hú hí với gái cả rồi Mà làm như giặc trước cửa phòng tân hôn của người ta thế hả Mau về phòng ngủ hết đi Để một mình tao coi là được rồi đi Bà mẹ mày thằng Tuấn Ú Giang ra cho các đại coi coi hay Ôi trời ạ đừng có chen đừng có lấn mà Rồi sau đó rầm một tiếng Ôi trời ơi Thằng Trí bị bất lực kìa tụi bay ơi Chết rồi Tân hôn mà thằng Trí bị lép vế kìa Làm hại tao tương hấp dẫn lắm nếu như vậy thì tội nhập mi quá rồi đi Nhất định phải kiếm thuốc chữa trị cho thằng Trí mới được Hay là bây giờ chúng ta lên chùa Thiếu gì Ở bên Trung Quốc đó để mà xin thuốc Nghe nói thuốc tàu trị mấy cái này là hay lắm nha Mày ngu à Chùa toàn là sư Thì làm sao có trị được cái này cơ chứ Ở nhỉ Hay là chúng ta đi Cảnh tượng lúc này hết sức kinh khủng Dễ dẫn đến hiểu lầm một cách tai hại Ông Trí đang nằm phía dưới Tiếp đó là một lớp chân dày Còn bây giờ thì nó đang ngồi ở trên người của Dí Chuyện là nó đã thắng trong trò chơi on Vậy cho nên Nó được quyền hành hạ tên trí với mục đích Là lấy thịt đè người cơ mà Ai dè Ông Việt lại vào Rồi sau đó có những suy nghĩ Trên trời dưới biển như vậy Chắc là chết quá Đúng là buồn cười quá đi mất mà Cười cái gì mà cười như thế cơ chứ Mấy anh ấy nghĩ rằng anh bất lực đó Ờ Em chỉ cười thôi Anh bị thế mà cũng cười ư Anh cười là vì, vì tụi nó quá dễ dụ đi Dễ dụ cái gì cơ chứ Anh giả vờ chơi trò đó với em Bởi vì anh biết thế nào tụi nó cũng sẽ trình trước cửa phòng của mình Cho nên anh cần phải có cây sách Đuổi rồi đi thì mới có thể ăn cơm ngon được cơ chứ Ăn cái gì cơ chứ Em buồn ngủ rồi, em đi ngủ đây Mau thức dậy đi Đừng có mà giả vờ Để quên đi nhiệm vụ của mình Không, em đi ngủ, em muốn ngủ Anh nói nhẹ nhàng không nghe Vậy thì anh sẽ dùng bạo lực đó Đừng có cổ lách em nữa mà Em thức dậy, em thức dậy chịu chưa hả Nó nín thờ mơ mắt chân chân Mà nhìn về phía của Trí Trí cũng đang chân chân nhìn về phía nó Rồi sau đó Anh liền nhẹ nhàng Áp sát mặt về phía mặt của nó Lại từ từ dịu dàng môi chạm môi, má chạm má, bắt đầu nhẹ nhàng một trận chiến vô cùng mãnh liệt. Năm năm sau, chị hai à, bà Trí và mẹ mi đang làm gì thế? Hai đứa trẻ mũ mỉm với bộ đồ pyjama rụng thùng thình, chỉ chít những hình vẽ Doraemon đang lấp ló ở cửa phòng bếp trò chuyện. Người ta gọi cái đó là hôn má đó. Hôn má nghĩa là hôn mẹ mình hả chị? Ngốc, hôn má nghĩa là hôn vào cái má ấy còn được gọi là thơm má, mi má, kiss má đó, đã hiểu chưa hả? Và sao chị hai biết vậy? Là bà Việt dạy cho chị đó. Hai đứa này, đang làm cái gì vậy hả? Bà Tuấn, nhéo con mẹ ơi. Anh Tuấn, anh Phong, anh Việt, cả ba và bà nữa. Sao hôm nay mọi người lại đến đây đầy đủ như vậy cơ chứ? Ừ, hôm nay tụi nó mời các con. Đi ăn tiệc mừng vợ thằng Tuấn và vợ thằng Phong có thai đứa thứ ba đó. Ôi, Hai em trai làm gì mà mạnh thế? Tôi đứa thứ ba rồi cơ à? Chúc mừng nhé. Cảm ơn lời chúc mừng đều của mày nhé. Mẹ ơi, có cả ba Ryan và mẹ Lan nữa này. Chúng ta mau đi ăn thôi. Thật đúng là vui quá đi. Nhìn hai cuộc vang của tôi nhảy lo chai ở giữa sân. Tôi vẫn chưa thể nào tin được tất cả đều là sự thật. Từ một màn hợp đồng tạm thời giữa hai kẻ chẳng biết mặt mũi của nhau mà bây giờ đã trở thành vợ chồng thì thật sự đến cả những người trong cuộc như tôi vẫn không thể nào có thể tin nổi. Lan bây giờ đã có chồng và sinh sống ở London. Thằng Phong thì đã có vợ cùng với ba đứa con. Còn Ryan được bố mẹ My nhận lòng con nuôi và đang quản lý công ty của nhà My. Anh ta vẫn ở vậy. Ngày đầu là chờ đợi khi nào tôi và My chia ly thì sẽ nhảy vào. Đừng có mà mơ tưởng như vậy chứ. Nhưng mà dù gì tôi cũng đều muốn cảm ơn những người đã hy sinh vì tình yêu của chúng tôi trải qua biết bao nhiêu sóng gió só và thử thách cuối cùng chúng tôi cũng đã đến được với nhau một phần là nhờ bạn bè và người thân nhưng phần chính vẫn là tình yêu của chúng tôi và cả niềm tin khao khát có được nhau tất cả đã làm nên tình yêu của chúng tôi cảm ơn mọi người cảm ơn ông trời đã cho chúng tôi gặp được nhau một câu chuyện cổ tích giữa đời thường hiện đại. Chắc có lẽ đó chính là câu chuyện của tôi đi. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ lại like, ủng hộ và subscribe kênh truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo.